nhìn thấy cậu chủ thật thà nhảy xuống biển, thà chết không chịu quay về với họ, năm người chị của tôi đều ra sức khuyên can cậu ta. Nhưng đúng lúc này, tiếng lòng của tôi bỗng nhiên vang lên trong đầu họ. Đừng khuyên nữa, tần hoa thần không định nhảy đâu. Cậu ta chỉ muốn làm lớn chuyện, để cho tất cả những người giàu có trên du thuyền này đều biết cậu ta mới là con ruột của nhà họ thẩm. Muốn mọi người nghĩ cậu ta thanh cao, không bị tiền tài cám dỗ, lòng tự trọng cao. Nhưng thực chất, cậu ta luôn ghen tị với việc tôi là ngũ thiếu gia nhà họ thẩm, có bốn người chị gái cương chiều và một cô em gái yêu tôi đến chớt đi sống lại. Năm người phụ nữ đồng loạt quay phát lại nhìn tôi đang đứng xem kịch hay, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Họ nhìn nhau, vừa rồi sao lại nghe thấy giọng nói của tôi, rõ ràng tôi chẳng hề mở miệng. Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào người tần hoa thần, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của năm người kia. Cuối cùng, nam chính tần hoa thần cũng chịu nhận tổ quy tông, cũng chịu vứt tôi xuống biển rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi hệ thống và về nhà. Tôi mặt không cảm xúc, trong lòng mừng như điên. Tiếp theo chỉ cần tôi đi qua, tần hoa thần sẽ tiện tay kéo tôi cùng rơi xuống biển. Mục đích chính là muốn xem bốn người chị và một cô em gái sẽ cứu tôi hay cứu cậu ta. Mấy năm nay tôi làm nhiều điều xấu xa, ngang ngược, họ chắc chắn đã thất vọng về tôi lắm rồi, tuyệt đối sẽ không cứu tôi. Hơn nữa tôi còn không phải em trai ruột của họ. Tần hoa thần sẽ được cứu lên, còn tôi sẽ chết đuối dưới biển. Chỉ cần tôi chết là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi vừa nghĩ vừa đi về phía tần hoa thần. Hừ, giọng nói pha lẫn chút khinh thường. Tần hoa thần, muốn nhảy thì nhảy nhanh lên, lề Lê mề như vậy là sao? Hay là cậu cố tình làm màu, thực ra không muốn nhảy, chỉ muốn làm lớn chuyện lên thôi. Một bước, hai bước, sắp đến trước mặt tần hoa thần rồi. Nhanh lên, nhanh lên, dìm chớt tôi đi, tôi phấn khích vô cùng. Ngay lúc tôi sắp chạm vào tần hoa thần, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay tôi. Thẩm chu, nguy hiểm, quay lại. Tôi quay đầu nhìn lại, là thẩm như dai, người chị cả trên danh nghĩa của tôi, một bác sĩ xinh đẹp, dịu dàng, giàu có. Hai, chị cả tôi tốt đẹp như vậy, đáng tiếc sau này sẽ bị tần hoa thần hại chết thảm trên đường phố, đến khi toàn thân thối giữa mới được người ta phát hiện. Tôi gào lên, chị cả, giấy xét nghiệm ADN của tần hoa thần nhất định là giả, cậu ta không phải em trai ruột của các chị, tôi mới phải, các chị đừng tin cậu ta. Tôi vừa kích động nói, vừa hất tay thẩm như dai ra muốn lao về phía tần hoa thần. Tần hoa thần, tôi biết cậu ghen tị với tôi, nhưng cậu ngàn vạn lần không nên lấy việc tôi không phải con ruột nhà họ thẩm ra làm trò. Đồ độc ác, mày chết đi. Nhanh lên, nam chính có vẻ đã tức giận rồi. Lát nữa tôi đi qua, cậu ta chắc chắn sẽ kéo tôi xuống biển. Tôi sắp chết đuối rồi. Tôi vừa hất tay thẩm như dai ra còn chưa kịp vui mừng thì bốn người còn lại mỗi người một tay kéo tôi lại. Thẩm chu, mày muốn chết à? Mày mà rơi xuống thì chắc chắn chết. Mày bị điên à? Họ ai nấy đều giận dữ nhìn tôi. Tôi khó khăn nuốt nước bọt. Lần trước thấy họ giận dữ như vậy là vì tôi bắt nạt tần hoa thần, bị các chị nhìn thấy, cho rằng tôi kiêu ngạo, không biết hối cải. Lúc đó tôi còn bị phạt đứng ngoài sân cả đêm, sốt cao cũng không biết hối hận, vẫn cứng đầu ngang ngược. Tôi bị điên à, các người không biết sao, các người là chị em của tôi, sao có thể là người nhà của tần hoa thần được. Tôi không tin, tất cả đều là âm mưu của tần hoa thần, tôi ghét cậu ta, tôi hận cậu ta. Ký chủ, thời gian tử vong của anh còn 10 giây cuối cùng. Nếu 10 giây này anh không rơi xuống biển, anh sẽ không thể quay về được nữa. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Tôi giật mình thon thót. Và xin các người buông tôi ra, tần hoa thần mới là em trai ruột của các người. Tôi chỉ là pháo hôi, công cụ thôi, tôi nên chết đi rồi, buông tay ra, tôi muốn chết. Tôi dùng hết sức lực vùng vẫy, thoát khỏi sự kiềm chế của năm người, lao như bay về phía tần hoa thần tần hoa thần không kịp phản ứng hoàn toàn bị tôi kéo theo cùng rơi xuống biển bịch hai người rơi xuống mặt nước phát ra tiếng động lớn thẩm cứu mạng tôi không biết bơi còn tôi cảm thấy nước biển tràn vào tai mũi khiến đầu óc đau như búa bổ khó chịu hơn nhiều so với tưởng tượng mẹ ơi chớt đuối hóa ra đau đớn thế này thẩm như dai thấy vậy liền nhảy xuống trước tiếp theo là thẩm miều trúc thẩm vân hy từng người từng người như bánh trưng rơi xuống nước Tần Hoa Thần thấy có bóng người bơi về phía mình, trong lòng mừng thầm. Quả nhiên họ vẫn quan tâm đến mình, nhị tỷ. Bóng người đang bơi về phía Tần Hoa Thần đột nhiên đổi hướng, lao thẳng xuống nước, bơi về phía sâu hơn. Tần Hoa Thần không thể tin nổi, cậu ta mới là em trai ruột của họ, tại sao không cứu cậu ta mà lại đi cứu một người ngoài không liên quan. Tôi thả lỏng cơ thể, từ từ chìm xuống đáy biển, chờ đợi cái chất đến. Hệ thống đếm ngược thời gian rời khỏi thế giới vang lên trong đầu, 5, 4, 3 tôi bỗng cảm thấy mình bị mấy người kéo lên, sau đó bị lôi mạnh lên trên. Trời đất quay cuồng. Rồi tôi cảm thấy ngực bị người ta ấn mạnh liên tục, thô bạo đến mức đau cả xương sườn. Mở kiếp, thẩm chu, mày dám chớt tao sẽ băm mày ra trăm mảnh. Ai vậy, độc ác thế, tôi chớt rồi còn muốn băm tôi ra trăm mảnh. Tôi ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước. Lúc mở mắt ra, tôi thấy mừng rỡ, bà nội, con về rồi. Năm cái đầu đột nhiên súng lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức im bặt, ánh mắt né tránh, rõ ràng là đang căng thẳng. Tôi, tôi không phải đã chết. Nhị tỷ cười lạnh, tóc cậu ta còn ướt nhẹp kìa, cậu chưa chết. Vừa nghe thấy câu này, tôi lập tức bật dậy định nhảy xuống biển tiếp, nhưng bị mấy chị em giữ chặt lại, ọe, tôi vùng vẫy điên cuồng. Thẩm như dai, các người buông tôi ra, tôi muốn về nhà. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà. Không phải, tôi muốn về, tôi muốn chết. Không còn kịp nữa rồi. Tâm trạng muốn về nhà vô cùng cấp bách. Tôi tung một cú đấm vào vai chị cả, một cú đá vào cẳng chân chị ba, khiến họ kêu lên đau đớn. Tôi liền nhân cơ hội nhảy xuống, lao thẳng về phía biển. Không ngờ lại đâm sầm vào Tần Hoa Thần đang cố gắng bám vào phao bơi bò lên bờ, bịch, Tần Hoa Thần lại rơi xuống biển. Tôi ngớ người. Ơ, ờ, sao không ai cứu Nam Chính vậy? Không ai đáng tin cậy cả. Thôi tự tôi làm vậy. Sau khi cứu Nam Chính lên bờ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, Tôi nên đi trước thôi. Nghĩ vậy, tôi nhảy xuống. Mấy người họ còn chưa kịp phản ứng. Tôi đã biến mất trên bong tàu. Thẩm chu. Vừa nhảy xuống, đột nhiên một lực vô hình đẩy tôi ngược trở lại. Đầu tôi đập vào bong tàu, ngất xỉu tại chỗ. Trong mơ, tôi gặp lại bố mẹ đã lâu không gặp. Cả nhà vui vẻ ngồi bên bàn ăn gói bánh trưng. Bà nội còn nhét cho tôi một phong bao lì xì, cười nói vui vẻ, ấm áp vô cùng. Nhưng rất nhanh, bên ngoài mây đen kéo đến sấm chớp ầm ầm cảnh tượng ấm áp bỗng chốc trở nên đáng sợ còn bố mẹ và bà nội cũng biến mất bố mẹ bà nội tôi bừng tỉnh thở hổn hển trước mắt là căn phòng quen thuộc được bài trí sang trọng xa hoa hoàn toàn không phải phòng ngủ của tôi ở thế giới cũ đây là phòng của tôi ở nhà họ thẩm tôi tôi không chớt sao chúng tôi đã tìm đội ngũ y tế tốt nhất hải thành cứu chữa mới giữ lại được mạng sống cho cậu đấy giọng nói lạnh lùng của thẩm miều trúc vang lên bên cạnh Tôi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra cô ấy vẫn ngồi trên ghế sofa, làm việc với máy tính. Tôi cười lớn, nhị tỷ, em không chết. Vậy là cốt truyện Tần Hoa Thần nhận tổ quy tông đã bắt đầu rồi. Nội dung theo nguyên tắc sau khi tôi chết, Tần Hoa Thần sẽ trở về nhà họ thẩm. Bốn người chị và em gái, cùng bố mẹ thẩm đều vô cùng cương chiều cậu ta. Tần Hoa Thần vừa hưởng thụ, vừa giả vờ cho rằng họ dùng tiền để sỉ nhục mình, rồi làm ẩm ý bỏ nhà ra đi. Nhờ vậy mà trong cơn mưa lớn, cậu ta đã cứu được nữ chính phó Vãn Thu, một cô nàng bệnh kiểu. Khoan đã, bây giờ trọng điểm là cốt chuyện sao, là tôi chưa chết, chưa về nhà được đấy. Hệ thống, hệ thống, mày ra đây cho tao. Không biết bao lâu sau, giọng nói của hệ thống mới uể oải vang lên. Ký chủ, thực sự xin lỗi, đường về của anh đã hết thời gian đóng cửa rồi. Mày có ý gì? Ý mày là tao không về được nữa. Tôi tận tâm tận lực làm việc cho mày, chỉ để vá lại những vết sẹo của thế giới này, Kết quả mày nói với tôi là tôi không thể về nhà được nữa. Tôi cảm thấy mình bị lừa rồi, rõ ràng lúc đầu đã nói rõ, chỉ cần tôi diễn theo đúng vai trò ban đầu, trước rồi là có thể trọng sinh về thế giới thực. Bây giờ lại nói với tôi đường về đã đóng, tôi không về được nữa. Giọng nói của hệ thống nhỏ dần, ký chủ, nếu anh muốn về cũng không phải là không có khả năng. Ư ừ, ư ờ ờ, có gì thì nói mau. Bây giờ anh còn sống, cốt truyện sẽ bị ảnh hưởng, tuyến tình cảm của nam chính sẽ không phát triển được nhưng thế giới này vẫn sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Được rồi, bây giờ tôi sẽ chết. Hệ thống còn chưa nói hết câu, tôi đã xuống giường đi đến cửa sổ, định nhảy xuống. Hệ thống la lên, ký chủ, chỉ cần anh giúp nam nữ chính hoàn thành cốt truyện, để họ đến với nhau, anh có thể về rồi, không cần phải chết. Thẩm miều trúc ném máy tính sang một bên, kịp thời chạy tới ôm lấy tôi, cau mày, ánh mắt đầy bất lực. Thẩm chu, ai cho phép em chết, dù em có mục đích gì đi tìm chết, em cũng phải nhịn xuống cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, em muốn chết cũng không được. Tôi định đẩy cô ấy ra, nghe thấy câu này thì sững sờ. Không phải chứ, thẩm miều trúc bị sao vậy, câu thoại bá đạo gì thế này, thật buồn nôn. Với cả tư thế này thật kỳ quặc, cô ấy là chị tôi mà. Thẩm miều trúc cũng nhận ra điều không ổn, tai đỏ ửng, định đứng dậy thì cửa phòng bị người ta mở ra từ bên ngoài. Nhị tỷ, tần hoa thần. Thẩm mộc mộc đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy thẩm miểu trúc đang ôm chặt tôi ánh mắt lập tức bốc hỏa dẫn dữ chạy tới đạp thẩm miểu trúc một cái bay ra ngoài thẩm miểu trúc ngã vào bàn học đau đến mức nghiến răng nghiến lợi mở kiếp thẩm mộc mộc mày bị điên à thẩm mộc mộc không nghe lo lắng nhìn tôi quan sát tôi từ trên xuống dưới anh anh không sao chứ anh không sao đôi mắt long lanh của thẩm mộc mộc giống như mắt mèo con vậy thật đáng yêu nếu tôi không biết cốt truyện cô ấy giả nai ăn thịt hổ trước mặt người khác là mèo con ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại có sức chiến đấu cực mạnh, tuổi con nhỏ đã là đại tỷ của đội quân bí mật nhà họ Thẩm, trên tay dính đầy máu tươi. Nếu tôi không biết cốt truyện, cũng sẽ bị vẻ ngoài của cô ấy lừa gạt. Tôi vẫn còn nhớ, khi Tần Hoa Thần bị bắt cóc, cô ấy mới 18 tuổi đã một mình xông vào nhà máy thép bỏ hoang, hơn 20 tên côn đồ lực lưỡng cũng không phải đối thủ của cô ấy. Võ lực này không phải dạng vừa đâu. Nhưng một cô gái có võ lực cao cường như vậy, cuối cùng lại bị nữ chính Phó Vãn Thu hãm hại, chết trong một vụ khủng bố. Tần Hoa Thần còn vì chuyện này mà chia tay với Phó Vãn Thu, đau khổ muốn chết. Thẩm Mộc Mộc đáng thương, chỉ là đá kê chân cho tuyến tình cảm của nam nữ chính. Vừa nghĩ, ánh mắt tôi nhìn Thẩm Mộc Mộc càng thêm yêu thương. Ngược lại, sắc mặt Thẩm Mộc Mộc càng lúc càng tệ. Cô ấy đang định mở miệng thì Thẩm Miểu Trúc ôm eo, nhăn nhó vì đau đi tới kéo cô ấy lại. "Vừa rồi em nói Tần Hoa Thần làm sao?" thẩm mộc mộc đành phải nuốt lời định nói vào bụng quay sang nói với thẩm miều trúc tần hoa thần bỏ nhà ra đi rồi nghe thấy câu này mắt tôi sáng lên bắt đầu vào cốt chuyện rồi sao tần hoa thần bỏ nhà ra đi sẽ gặp phó vãn thu phó vãn thu tuy là nữ chính nhưng cô ta rất biến thái làm việc chỉ vì báo thủ, không từ thủ đoạn hành hạ tần hoa thần đến khuynh ra bại sản móc tim móc phổi cuối cùng hai người lại còn tôi thật sự muốn xem cô ta trông như thế nào mà có thể mê hoặc tần hoa thần đến vậy Nhị tỷ, lục muội, hai người đi tìm tần hoa thần đi, không cần quan tâm đến em. Tôi thúc giục họ mau đi. Hai người liếc nhìn tôi, rồi nhìn nhau, cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Nhị tỷ, em hình như nghe thấy. Cầm miệng, yên lặng quan sát. Thẩm mộc mộc ngắt lời mình. Tôi thu dọn một chút rồi một mình rời khỏi biệt thự, nhưng không hề hay biết thẩm miểu trúc và thẩm mộc mộc đang đi theo phía sau. Nếu tôi nhớ không nhầm, bây giờ phó vãn thu đang bị truy sát một con dao găm bay đến trước mặt cô ta, sắp đâm vào tim thì tần hoa thần kịp thời xuất hiện cứu cô ta. Hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Địa điểm câu chuyện xảy ra là con hẻm phía sau phố cổ Tây Nam. Tôi bắt taxi đến phố cổ Tây Nam, vừa xuống xe thì trời đổ mưa lớn. Tôi vội vàng mở ô che lên. May mà tôi biết lúc tần hoa thần và phó vãn thu gặp nhau lần đầu sẽ có mưa lớn, nên khi ra ngoài đã mang theo ô. Con thẩm miểu trúc và thẩm mộc mộc không mang theo ô, vừa xuống xe đã ướt như chuột lột mưa to rồi vậy là tiếp theo nữ chính sẽ bị truy sát tần hoa thần đi ngang qua ra tay nghĩa hiệp hai người nảy sinh tình cảm tôi phải đến đó trước để xem cảnh tượng gay cấn này thẩm miều trúc và thẩm mộc mộc mua tạm một chiếc ô đuổi theo tôi con nhỏ kia đứng lại cho tao đột nhiên phía sau vang lên giọng nói thô lỗ của một người đàn ông tiếp theo có người va vào tôi khiến chiếc ô của tôi bay ra ngoài những người đuổi theo còn dẫm lên ô của tôi dẫm nát bét tôi bị ướt sũng từ đầu đến chân đó là chiếc ô Royce trị giá 100 triệu. Tôi lén lấy từ trên xe chị cả xuống đấy. Thế mà bị họ dẫm nát rồi. Tôi nhìn về phía thủ phạm. Cô gái đang chạy ở phía trước, rẽ vào con hẻm. Tôi sững sờ. Nữ chính phó vãn thu, cô nàng bệnh kiều siêu cấp vô địch, còn chơi trò SM với nam chính đây rồi. Tôi vội vàng đuổi theo, nấp ở cửa hẻm, thò đầu ra xem náo nhiệt. Được lắm, con nhỏ kia, chạy giỏi lắm mà. Phía trước không còn đường, phó vãn thu bị chặn lại hơn 10 người lấy gậy gộc và dao ra từ thắt lưng, khi thế hung hãn. Nếu tôi nhớ không nhầm, những người truy sát phó vãn thu này là những người cho mẹ cô ta vay nặng lãi để chữa bệnh. Ban đầu chỉ vay 100 triệu, sau đó lãi mẹ đẻ lãi con thành 1 tỷ. Số tiền lớn như vậy, làm sao một cô gái 19 tuổi như cô ta? Làm sao mà trả hết được đây? Thật là nghiệp chướng. Phó Vãn Thu bị bức đến mức phát điên như vậy cũng có lý do cả. Kẻ đáng hận ắt có chỗ đáng thương. Nếu không phải vì Phó Vãn Thu đã hại chết nhiều người như vậy, tôi cũng thấy rất thương cô ta. Phó Vãn Thu nghe thấy tiếng động, nhíu mày, nhìn về phía cửa hẻm. Cô ta liền thấy nửa cái đầu của tôi đang thỏ ra. Ơ kìa, cô ta vừa nhìn tôi sao? Tôi nấp kỹ lắm mà, chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ. Tôi sợ hãi rụt đầu lại, liếc mắt sang một bên, vừa hay nhìn thấy tần hoa thần đang dầm mưa giúp một bà cụ dọn hàng ở cách đó không xa. Cậu ta không nhanh không chậm giúp bà cụ nhặt những quả cam rơi dưới đất lên, đặt vào sau xe ba gác tần hoa thần đang làm cái gì vậy chân mệnh thiên nữ của cậu đến rồi mà cậu còn ở đó nhặt cam lúc này cậu nên thể hiện hình tượng người đàn ông tốt bụng lương thiện rồi đi tán tỉnh chứ tần hoa thần hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của tôi một lòng một dạ giúp bà cụ nhặt cam cuối cùng còn giúp bà đạp xe ba gác đi xa không mang theo một chút mây bay tôi chừng mắt nhìn tần hoa thần đạp xe đi xa dần bóng lưng mờ nhạt trong màn mưa tần hoa thần mày quay lại đây cho tao không nghe thấy cậu ta hoàn toàn không nghe thấy ký chủ nếu cốt chuyện không thể đi đúng hướng anh cũng sẽ không thể về nhà được nữa giọng nói yếu ớt của hệ thống vang lên tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng sẽ toạc áo khoác che mặt diễn nào nhập vai thôi tôi xông vào đúng lúc một con dao bay ra lao về phía phó vãn thu tôi phản xạ nhanh nhẹn tốc độ dưới chân nhanh đến bất ngờ chỉ vài bước đã đến trước mặt phó vãn thu xoay người đá bay con dao lưỡi dao sắc bén cắm phập vào tường, ngập sâu một nửa. Nếu đâm vào người phó vãn thu, chắc chắn cô ta sẽ mất mạng hoặc bị thương nặng. Tôi ăn mặc kỳ quái, khiến những người đó giật mình. Mày là người hay là ma? Tao là tổ tông của mày, dám ra tay hại người trước mặt tao, coi luật pháp là trò đùa à? Tên cầm đầu nghe vậy cười khẩy, giả thần giả quỷ, anh em, lên cho tao. Họ đồng loạt xông về phía tôi. Thẩm mộc mộc nấp trong bóng tối thấy vậy định xông ra cứu người, nhưng bị thẩm miểu trúc giữ lại với bản lĩnh của thẩm chu đối phó với mấy người này dư xài không cần thiết phải ra tay hơn 10 người hùng hổ lao đến phó vãn thu mặt mày đen sì định đẩy tôi ra đỡ đòn cho cô ta nhưng tôi đã chủ động nghênh chiến cú đấm móc trái cú đấm móc phải cú đá xoay người ba lần liên tiếp cuối cùng là cú quất roi năm lần liên hoàn Chưa thức biến hóa khôn lường không theo quy tắc nào nhưng mỗi cú đấm đều trúng đích mỗi cú đá đều trúng xương chỉ trong chốc lát hơn 10 người đó đã nằm la liệt dưới đất, rên rỉ không ngừng. Tôi tạo dáng mà bản thân cho là rất ngầu. Mẹ ơi, tôi ngầu quá, tôi sắp yêu bản thân mình rồi. Minh tinh võ thuật chính là tôi đây mà. Ha ha. Tôi cười điên cuồng trong lòng, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng quét qua những người đang ôm bụng dưới đất. Sao còn chưa cút, đi mau. Họ vừa bò vừa lăn ra khỏi hẻm. Ánh mắt sắc như dao của Thẩm Mộc Mộc nhìn theo bóng lưng họ, lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi vào nhóm chat. Giết hết bọn này cảm ơn anh tôi quay đầu lại nghe thấy giọng nói cảm ơn của phó vãn thu vừa rồi mải đánh đuổi bọn chúng tôi không để ý đến dung mạo của phó vãn thu bây giờ không khí căng thẳng đã qua tôi mới có thời gian quan sát kỹ phó vãn thu trước mặt chiếc váy trắng rách nát dính đầy bụi bẩn mặc trên người cô gái làn da trắng nõn vết máu trên mặt rất rõ ràng trông vừa đáng thương vừa xinh đẹp trời ơi đừng nhìn em gái còn nhỏ mà dáng người đã rất tuyệt vời rồi cô gái thất thân không nhà không cửa dưới trời mưa to thật là lợi hại phó vãn thu nhìn tôi đang trùm chiếc áo khoác rách nát trên đầu khóe miệng giật giật anh ta đang nói cái gì vậy không có gì tôi tên là tần hoa thần rất vui được gặp em tôi đưa tay ra muốn bắt tay với cô ta phó vãn thu cúi đầu nhìn rồi đưa tay ra nắm lấy tay tôi mỉm cười gật đầu với tôi một cách rất lịch sự xin chào tôi tên là phó vãn thu đáng tiếc một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy lại là nữ chính bệnh kiều bóc cổ nam chính ép anh ta cầu xin tha thứ vẫn nên ít tiếp xúc với cô ta hơn là tốt phó vãn thu ánh mắt lóe lên nắm chặt tay tôi hơn giấu cái gì chôn cái gì sao các người lại ở đây tôi sẽ không về với các người đâu các người đừng tìm tôi nữa mở kiếp sao tần hoa thần lại quay lại rồi sao thẩm miều trúc và thẩm mộc mộc cũng ở đây nghe thấy giọng nói này tôi hoảng hốt vội vàng buông tay phó vãn thu ra dù sao bây giờ tôi đang giả làm tần hoa thần nếu phó vãn thu biết tôi không phải tần hoa thần cốt chuyện sẽ dối tung lên mất cô gái tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc tôi đi trước đây tôi cúi đầu chạy nhanh về phía cửa hẻm đừng nhìn thấy tôi đừng nhìn thấy tôi tôi thầm niệm trong lòng bỗng nhiên một bàn tay kéo tôi lại anh tôi quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt to tròn ngây thơ của thẩm mộc mộc em gái em nhận nhầm người rồi anh không phải anh trai em tôi đưa tay gạt tay cô ấy ra nhưng thẩm mộc mộc vẫn nắm chặt lấy tôi. Em không thể nhận nhầm được, anh chính là anh trai em, anh là thẩm chu. Cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi sợ hãi, vội vàng nhìn vào trong hẻm, bên trong trống không, không còn bóng dáng của phó vãn thu nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không ngờ em lại nhận ra anh, em thật tinh mắt. Tôi cười trừ, kéo áo khoác xuống khỏi đầu. Thẩm miều trúc lạnh lùng đi tới, che ô cho tôi. Thẩm chu, em cứ thản nhiên hưởng thụ những thứ lẽ ra thuộc về tôi như vậy sao? Tần Hoa Thần đột nhiên đi tới, giật chiếc ô trên tay thẩm miều trúc xuống. Tôi mới là con ruột của nhà họ thẩm, nếu không phải vì em, tất cả vinh hoa phú quý và sự cương chiều này đều phải là của tôi. Bây giờ tôi đã trở về, em còn muốn tranh giành với tôi sao? Tôi không nói nên lời. Tác giả khi xây dựng hình tượng phó vãn thu đã cộng thêm 100% nhan sắc và 100% trí tuệ. Còn khi xây dựng tần hoa thần lại cộng thêm 100% não tàn và 100% não tình yêu. Nhân vật nam chính cha nam cổ hủ này thật đáng ghét. Thứ nhất, tôi cũng là người bị tráo đổi, tôi cũng là nạn nhân. Thứ hai, chính cậu đã nói không muốn trở về nhà họ thẩm, không muốn làm ngũ thiếu gia, chỉ muốn làm tần hoa thần. Thứ ba, cũng là chính cậu bỏ nhà ra đi, cậu có chút tự trọng nào không hả? Đừng có vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Cậu muốn có tôn nghiêm, cũng muốn có vinh hoa phú quý mở miệng ra toàn mùi trà xanh, muốn xông chớt người ta à? Tôi không quen nhìn cậu ta diễn trò đáng thương, cũng chẳng thèm nghe cậu ta than thở. Tần Hoa Thần nghe thấy vậy mặt mày xa sầm, nhìn về phía Thẩm Miểu Trúc, giọng điệu ủy khuất, nhị tỷ. Thẩm Miểu Trúc nghe mà nổi ra gà, một bên là tôi, người đã sống chung gần 20 năm, một bên là em trai ruột có quan hệ huyết thống, cậu ta thật sự khó đưa ra quyết định. Đừng làm ầm ĩ nữa, mau về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của cậu út nhà họ Trần tối nay, đã nói là không thể vắng mặt. Trần Húc Nhất sinh nhật sao? Tôi nhớ trong bữa tiệc sinh nhật, Tần Hoa Thần uống nhầm ly rượu bị bỏ thuốc, suýt chút nữa đã quan hệ với gì của Phó Vãn Thu, Phó Tĩnh Như. Phó Tĩnh Như, đó là nữ đại gia tài giỏi, thủ đoạn cao siêu. Thẩm Miểu Trúc hít một hơi thật sâu, sắc mặt rõ ràng không tốt. Tôi thấy vậy, lo lắng hỏi, nhị tỷ, chị sao vậy? Thẩm Miểu Trúc lắc đầu, không sao, thời gian không còn nhiều nữa, đi thôi cô ấy đột nhiên nhìn sang tần hoa thần đang đi theo phía sau cậu không cần đi tại sao tần hoa thần không hiểu cậu từ nhỏ không sống ở đây không hiểu quy tắc và lễ nghi trong giới tham gia loại trường hợp này không thích hợp thẩm miêu trúc nói vô tình nhưng tần hoa thần lại nghe ra ý khác rõ ràng là cho rằng cậu ta không xứng vậy tại sao thẩm chu kẻ giả mạo này lại có thể đi tần hoa thần nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi cũng rất oan uổng không phải nói sau khi tôi nhận cơm hộp tần hoa thần sẽ trở thành người được cả nhà họ thẩm yêu thương sao sao trông không giống vậy chút nào trở về biệt thự nhà họ thẩm tôi tắm nước nóng vừa tắm xong đã có người gõ cửa là thẩm như dai chị cả thẩm như dai mỉm cười đưa tay ra đây là bộ vest chuẩn bị cho em lát nữa mặc đi dự tiệc sinh nhật nhìn bộ vest này không giống phong cách của tôi chút nào tôi là kiểu bá đạo tổng tài mà bộ này quá kiểu cún con rồi thẩm như dai nhớn mày không thích sao? Vậy chị bảo người ta mang bộ khác đến. Không, không, em rất thích. Tôi thầm nghĩ, bữa tiệc sinh nhật của Trần Húc nhất mới là chính, tôi mặc bộ này kín đáo hơn. Thầm như dai rút tay về, vậy chị xuống dưới chờ em, thay đồ xong thì xuống nhé, chúng ta cùng đi. Chỉ trong chốc lát, thẩm Vân Hy đến đưa đồng hồ cho tôi, thẩm Hân Nghiên đến đưa cả vạt cho tôi. Lạ thật, hôm nay sao họ lại ân cần như vậy? Những thứ này không phải nên đưa cho tần hoa thần sao? phòng sách bên cạnh thế nào rồi, các em có nghe thấy gì không? Thẩm như dai ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nặng nề. Nghe thấy, hình như là tiếng lòng của anh ấy. Thẩm mộc mộc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Sắc mặt của năm người đều không tốt lắm. Tuy chị không nghe được nhiều, nhưng dựa vào hành vi bất thường của thẩm chu và những gì cậu ấy nói về diễn biến cốt truyện của nam nữ chính, có vẻ. Thẩm miều trúc kể lại những chuyện xảy ra hôm nay. Mọi người đều đồng loạt hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, anh ấy còn nói sau này em sẽ bị nữ chính tên Phó Vãn Thu gì đó hãm hại, chớt trong một vụ khủng bố, thẩm mộc mộc chớp chớp mắt. Thẩm như dai cao mày, chị cũng nghe thấy, cậu ấy nói chị sẽ bị tần hoa thần hại chớt thảm trên đường phố. Những điều này chỉ là lời nói phiến diện của một mình cậu ta thôi. Biết đâu thẩm chu biết mình không phải em trai ruột của chúng ta, nên cố tình chia rẽ tình cảm chị em chúng ta, thẩm vân hy đưa ra nghi vấn. Tam tỷ nói đúng, cũng không phải là không có khả năng này thế giới chúng ta đang sống không phải là một cuốn tiểu thuyết. Nếu theo như cậu ấy nói, chẳng phải chúng ta đều là nhân vật ảo, căn bản không tồn tại sao. Vớ vẩn quá, thẩm hân nghiên cũng bày tỏ sự không tin. Thẩm miều trúc đặt cốc trà xuống bàn, thẩm chu nói tối nay trong bữa tiệc sinh nhật của Trần Húc nhất, tần hoa thần sẽ bị chuốc thuốc, suýt chút nữa quan hệ với phó tĩnh như. Phó tĩnh như, người giàu có ở kinh đô đó hả? Cô ta đang ở cách xa ngàn dặm, sao có thể ở Hải Thành, còn tham gia tiệc sinh nhật của Trần Húc nhất, lại còn suýt nữa xảy ra chuyện với hoa thần thật là nực cười thẩm vân hy cảm thấy diễn biến cốt truyện này quá hoang đường hai người chẳng liên quan gì đến nhau sao có thể gặp được thẩm như giai nghe họ nói một hồi rồi mới lên tiếng cho tần hoa thần đi cùng chúng ta chị cả không được nhớ đây là sự thật tần hoa thần thật sự bị chuốc thuốc cậu ấy cũng là em trai ruột của chúng ta mà dù không lớn lên cùng nhau cũng không thể để cậu ấy bị hãm hại thẩm miểu trúc là người đầu tiên phản đối lời nói của thẩm như dai không thể nghi ngờ muốn biết sự thật trong lời nói của thẩm chu đây là mấu chốt tần hoa thần nhất định phải đi đến cửa sảnh tiệc tôi liền nhìn thấy tần hoa thần mặc vest trắng bảnh bao tần hoa thần mỉm cười chào tôi chị cả nói em cũng có thể đi cùng nhưng em không biết ăn mặc bộ vest này là tứ tỷ tặng em còn chiếc đồng hồ này là tam tỷ tặng cậu ta vừa nói vừa vút ve chiếc đồng hồ trên cổ tay một cách đắc ý rồi nhìn sang cổ tay tôi cũng đeo một chiếc đồng hồ giống hệt chỉ khác màu dây đeo, sắc mặt lập tức thay đổi. Một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen, làm nổi bật bộ vest của hai người. Thoạt nhìn, nếu không biết, còn tưởng là hai anh em thân thiết. Khóe miệng tôi giật giật, nhìn sang mấy người chị bên cạnh, thầm than trong lòng, dù sao cũng là người xuất thân từ gia đình giàu có, có chút thẩm mỹ nào không vậy? Nhưng mà cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, quà mà họ tặng tôi không phải là đồng hồ phiên bản giới hạn thì cũng là những món đồ xa xỉ linh tinh khác, đúng là không có thẩm mỹ gì. Bốn người chị không có thẩm mỹ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Nhà họ Trần kinh doanh bất động sản ở Hải Thành, sảnh tiệc rộng tới 300 mét vuông, mời tất cả những nhân vật có máu mặt ở Hải Thành, toàn là những người giàu có, quyền quý. Đây là lần đầu tiên Tần Hoa Thần tham gia loại tiệc tùng này, cảm thấy lúng túng, chỉ biết đi theo sau mấy người chị. Cho đến khi nhìn thấy Trần Húc Nhất, cậu ta mới rời đi, tiến lại gần. Hoa Thần có vẻ rất thân thiết với Trần Húc Nhất. Thẩm Hân Nghiên nhìn hai người nói cười vui vẻ, có chút nghi ngờ. Tôi nhấp một ngụm rượu sâm panh trong tay, thầm nghĩ, đương nhiên là thân rồi. Tần hoa thần để kiếm tiền, ngoài việc làm giúp việc tạm thời ở nhà họ thẩm còn làm gia sư cho em gái 10 tuổi của Trần Húc nhất, quan hệ của hai người cũng khá tốt. Tôi nghĩ vậy, ánh mắt nhìn thẩm hân nghiên đầy thương cảm. Ban đầu, ly rượu bị bỏ thuốc đó là dành cho thẩm hân nghiên. Trần Húc nhất theo đuổi thẩm hân nghiên bị từ chối nhiều lần, tần hoa thần mới nghĩ ra rượu kế này, muốn gạo nấu thành cơm. Ai ngờ lại vô tình để tần hoa thần tự uống. Phải nói là cốt truyện này cũng thật ác độc. Thẩm Hân Nhiên nghe thấy vậy, sống lưng lạnh toát. Mấy người còn lại nhịn không được cười thành tiếng. Thẩm Vân Hy đặt tay lên vai Thẩm Hân Nhiên, khóe miệng không giấu được nụ cười, hóa ra là dành cho em à. Ha 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 ha. Câu nói này vừa ra, mọi người cười to hơn. Tôi khó hiểu nhìn họ, các chị cười gì vậy? Thẩm Như dai lắc đầu, nén cười, không có gì. Chân Húc Nhất bưng ly rượu, mỉm cười đi về phía Thẩm Vân Hy đưa cho cô ấy một ly rượu. Thẩm Vân Hy, lâu rồi không gặp. Thẩm Vân Hy nhiên nhìn ly rượu trên tay cậu ta, sợ hãi lùi lại. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Tôi đứng bên cạnh, nhịn cười không được. Trần Húc Nhất tấn công quá mãnh liệt, còn từng lén nhìn Thẩm Hân nghiên tắm, khiến Thẩm Vân Hy bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi cậu ta. Nếu không phải nể mặt chú Trần, có lẽ cô ấy cũng không đến bữa tiệc sinh nhật này. Mấy người chị lại cười không rõ lý do, chỉ có Thẩm Hân Nhiên mặt mày đen sì. Trần Húc Nhất có chút ngạc nhiên, nhìn sang tôi, cậu chính là Thẩm Chu, là tôi. Không nói đến chuyện khác, Trần Húc Nhất cũng là người có số phận khá bi thảm. Dũng cảm theo đuổi tình yêu nhưng không được đáp lại, còn bị Tần Hoa Thần, người anh em tốt hãm hại, suýt chết trong miệng mãnh thú. Nếu không phải Thẩm Hân Nhiên kịp thời đến cứu, cậu ta chắc chắn đã mất mạng, nhưng cũng vì vậy mà mất đi đôi chân. Sau đó, đối mặt với tình cảm của Thẩm Vân Hy, cậu ta tự ti không dám chấp nhận, cuối cùng nhảy lầu tự tử. Thẩm Vân Hy và Trần Húc Nhất gần như đồng thời nhìn về phía tôi. Tôi ngơ ngác, sao vậy? Mặt tôi có dính gì à? Người phục vụ đi ngang qua, Trần Húc Nhất theo bản năng đặt ly rượu lên khay. Nghe nói cậu em Thẩm Chu chơi violon rất giỏi. Không biết tôi có vinh hạnh được thưởng thức không? Trần Húc Nhất cười tươi, ánh mắt sáng ngời. Tôi nhìn thấy vậy, tim đập nhanh, thầm nghĩ, trời ơi, cậu ta cười lên đẹp trai quá. Tôi rung động rồi. Anh, em có thể. Tôi lập tức nói, được chứ được chứ tôi nhận cây đàn violon từ tay người chơi đàn đứng yên sau đó bản nhạc lời tán dương tình yêu vang lên khiến cả khán phòng im lặng lắng nghe ánh đèn chiếu vào tôi đẹp trai đến mức không thể rời mắt tần hoa thần thấy vậy tức giận uống cạn ly rượu rồi rời đi thẩm như giai thấy vậy kéo thẩm vân hy bên cạnh cùng đuổi theo cậu ta một bản nhạc kết thúc rất nhiều người vỗ tay cũng có người nhận ra tôi đây không phải là cậu chủ giả nhà họ thẩm sao sao cậu ta cũng đến đây? Vừa rồi tôi còn thấy cậu chủ thật của nhà họ đó mà. Bữa tiệc sinh nhật tối nay chắc chắn sẽ không yên ổn rồi. Lần trước hai người họ còn diễn trò nhảy xuống biển trên du thuyền đấy. Nhìn mọi người vỗ tay dưới sân khấu, tôi cảm thấy rất sảng khoái. Cậu chủ già năm đó đã khổ luyện nhiều năm như vậy. Nếu trở về thế giới thực, tôi có thể trở thành nghệ sĩ violon không nhỉ? Không cần phải đến công trường làm việc nữa. Tôi vừa tưởng tượng đến việc mình sẽ trở thành nghệ sĩ violon hàng đầu, tổ chức hòa nhạc trên toàn thế giới, vừa bước xuống sân khấu tìm đồ ăn, không để ý, tôi dẫm hụt, mất đà. Thầy sắp ngã sấp mặt, tiếp xúc thân mật với mặt đất, thẩm mộc mộc nhanh chóng đỡ lấy tôi. Anh, anh không sao chứ, trông có vẻ sưng khá nặng. Mau đến phòng nghỉ ngơi đi, em đi gọi bác sĩ. Trần Húc Nhất vừa nói vừa gọi điện thoại. Thẩm Mộc Mộc trực tiếp dìu tôi lên phòng nghỉ ở tầng 2. Có em gái ruột đúng là tốt, vừa đáng yêu vừa dịu dàng. Thẩm Mộc Mộc bỗng nhiên đỏ mặt, bước chân cũng nhanh hơn, dìu tôi vào phòng nghỉ lục muội sao mặt em đỏ vậy thấy cô ấy đỏ mặt tôi tò mò hỏi em gái đỏ mặt thật đáng yêu thẩm mộc mộc mặt càng đỏ hơn có lẽ là do quá nóng em đi xem bác sĩ đến chưa nói xong cô ấy quay người chạy đi suýt nữa thì vấp ngã cánh cửa phòng nghỉ bị đóng lại chỉ còn lại mình tôi lúc này tần hoa thần chắc đã ở cùng phó tĩnh như rồi nhỉ ai đó người phụ nữ nghe thấy tiếng động nhíu mày mở mắt ra nhìn về phía sau lưng tôi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn rõ mọi thứ. Phó tĩnh như tuy là gì của phó vãn thu, nhưng cái chết của cô ta lại là thảm khốc nhất. Để thử xem phó vãn thu còn yêu mình không, tần hoa thần đã đồng ý kết hôn với phó tĩnh như, khiến phó vãn thu căm hận phó tĩnh như đến tận xương tủy. Sau khi nắm quyền trong tay, phó vãn thu nhốt phó tĩnh như dưới hầm, ngày đêm tra tấn, khiến cô ta sống không bằng chết. Thật là quá tàn nhẫn. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi. Tôi không kịp phòng bị, bị kéo ngã xuống giường phía sau. En nói tôi sẽ bị tra tấn đến chết sao. Tôi giật mình, nắm lấy vai người phụ nữ, đẩy mạnh sang một bên, khiến cô ta ngã xuống sàn nhà. Phó tĩnh như hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông trông có vẻ yếu ớt này lại có thể đẩy cô ta ngã xuống đất. Lưng cô ta đập mạnh xuống sàn, đau đến mức chảy nước mắt. Tôi đưa tay bật đèn, cầm chiếc gối ném về phía phó tĩnh như. Lần này, phó tĩnh như kịp phản ứng, tránh được chiếc gối. Anh là ai? Sao lại ở đây? Tôi cảnh giác nhìn Phó Tĩnh Như. Phó Tĩnh Như cau mày, ôm mông đứng dậy, bực tức ném chiếc gối về phía tôi. Tôi còn muốn hỏi anh là ai đấy, không thấy trên cửa phòng nghỉ có treo biển phòng nghỉ riêng sao. Tôi lập tức câm nín, thầm mộc mộc dìu tôi vào đây, tôi không để ý đến cửa, cũng không thấy biển báo nào cả. Biết mình đuối lý, tôi cúi đầu, thầm tính toán xem làm thế nào để thoát khỏi nơi thị phi này. Những người đến tham gia bữa tiệc này đều là người giàu có, quyền quý. Người phụ nữ này còn có phòng nghỉ riêng, chắc chắn không phải người tầm thường. Bây giờ tuy tôi vẫn là cậu chủ nhà họ thẩm, nhưng dù sao cũng chỉ là cậu chủ giả. Nếu tôi đắc tội với người nào đó không nên đắc tội, nhà họ thẩm chắc chắn sẽ không bảo vệ tôi. Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân để thoát khỏi nguy hiểm này. Tôi đảo mắt liên tục, đầu óc nhanh chóng vận động. Phó tĩnh như đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm, không nói lời nào. Thực ra, Tôi là nhân viên vệ sinh ở đây. Tôi đến xem cô có cần dọn dẹp gì không. Tôi mỉm cười, nói dối một cách trắng trợn. Phó tĩnh như đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét. Tôi bị cô ta nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái. Cô ta từng bước tiến lại gần tôi. Sao tôi không biết nhân viên vệ sinh cần mặc vest, đeo cà vạt để dọn dẹp vậy? Đây là đồng phục mới của các anh sao? Đứng quá gần, hơi thở nóng hổi của cô ta phả vào mặt tôi, khiến tim tôi đập nhanh không rõ lý do đột nhiên phó tĩnh như dẫm phải chiếc gối trượt chân ngã về phía trước đè lên người tôi đôi môi mềm mại mấy giây sau cô ta mới nhận ra mình đã hôn lên môi tôi ơ kìa sao lại có tình tiết cẩu huyết này xảy ra với tôi dậy mau tôi còn chưa kịp phản ứng phó tĩnh như đã tự mình bò dậy khỏi người tôi nhưng vừa rồi cô ta chạm vào tôi cô ta đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi bỗng nhiên nhớ đến ly rượu đã uống trước khi vào đây chẳng lẽ rượu có vấn đề tôi vội vàng đứng dậy muốn đi ra ngoài nhưng bị phó tĩnh như kéo lại chỉ thấy phó tĩnh như mặt đỏ bừng ánh mắt nhìn tôi rất khác thường tôi trừng mắt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó chớt tiệt chẳng lẽ cô ta đã uống ly rượu bị bỏ thuốc của trần húc nhất ly rượu này không phải do tần hoa thần uống nhầm sao chị cả bình tĩnh nào tôi lo lắng nhìn cô ta muốn vùng vẫy thoát ra nhưng phát hiện không thể thoát được chớt tiệt người phụ nữ này bị làm sao vậy chẳng lẽ cũng là biến thái lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân anh bác sĩ đến rồi là thẩm mộc mộc cứu tinh tôi vừa định kêu cứu thì bị người phụ nữ trước mặt bịt miệng không nói được một lời nào phó tĩnh như sợ bị phát hiện đưa tay khóa trái cửa trời ơi tôi hai mươi mấy năm nay chưa từng yêu đương vẫn còn trong trắng chẳng lẽ lại bị hủy hoại ở đây sao tuy cô ấy là một đại mỹ nữ nhưng tôi cũng không phải loại người tùy tiện tôi sống lương thiện chưa từng làm việc xấu, dựa vào công lao của tôi, ông trời không nên chơi đùa tôi như vậy chứ. Khoan đã, không đúng, tôi là đàn ông, tôi có thể dễ dàng thoát ra mà. Phó tĩnh như cố gắng kiềm chế dục vọng trong lòng. Im miệng, tôi rụt đầu, phản kháng, tôi không nói gì mà. Cô ta cũng hung dữ quá đấy. Không biết có phải là do tình cảm anh em nhiều năm, thẩm mộc mộc bên ngoài đạp cửa xông vào, ầm, cánh cửa lung lay sắp đổ. Tôi sững người. Trời đất, Tiếng động này cũng to ngang ngửa một quả bom nhỏ rồi đấy. Tôi kinh ngạc nhìn. Mở kiếp, anh, anh không sao chứ. Ai bắt nạt anh, em sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Thẩm mộc mộc chạy đến trước mặt tôi, quan sát từ trên xuống dưới xem tôi có bị thương không, ánh mắt tràn đầy lo lắng và quan tâm. Là cô ta bắt nạt tôi, là cô ta, tôi đưa tay chỉ. Trước mặt đã không còn ai. Chớt tiệt, chạy nhanh vậy sao? Tôi và thẩm mộc mộc chạy đến cửa sổ bị mở tung, nhìn xuống dưới chỉ thấy một chiếc mây bách màu đen chạy vụt đi, Thẩm Mộc Mộc vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh, sai người đi điều tra chiếc xe này. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc mây bách dần biến mất trong bóng tối, ánh mắt u ám. Những kẻ bắt nạt anh trai cô ấy đều phải chết. Phó tổng, cô không sao chứ? Tài xế Tiểu Vương vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu xem tình hình của người phụ nữ ngồi phía sau. Lúc nãy, khi Phó Tĩnh Như nhảy từ tầng 2 xuống, anh ta đã sợ chết khiếp. Không sao, không cần quan tâm tôi cứ lái thẳng về khách sạn. Phó tĩnh như dựa đầu vào cửa sổ xe, dùng chút hơi lạnh từ kính để hạ nhiệt, khiến bản thân bình tĩnh lại một chút. Vừa rồi nếu cô ta không chạy nhanh, có lẽ đã bị người ta bắt gặp. Trong cô có vẻ rất khó chịu, có cần đến bệnh viện không? Không cần, về khách sạn, giọng phó tĩnh như đã khản đi. Tài xế tiểu vương cũng không dám chậm trễ, lái thẳng về khách sạn nơi cô ta ở. Phó tĩnh như loạn trọng về đến khách sạn, lập tức xông vào phòng tắm, bật vòi hoa sen nước lạnh từ trên đầu rội xuống chân khiến cô ta lạnh đến thấu xương mới có thể áp chế được phần nào cơn nóng trong người sau khi tỉnh táo lại một chút cô ta cầm điện thoại gọi điện phó tổng giờ này cô không phải đang ở hải thành tìm kiếm chân mệnh thiên tử của mình sao sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy người phụ nữ đầu dây bên kia trêu chọc phó tĩnh như sắc mặt u ám bớt nói nhảm đi điều tra một người cho tôi nghe vậy người kia lập tức phấn khích thật sự tìm được chân mệnh thiên tử của cô rồi sao nói nhảm ít thôi cậu chủ nhỏ nhà họ thẩm ở hải thành nửa tiếng sau tôi muốn biết tất cả thông tin của cậu ta rắc 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 bác sĩ dùng rượu thuốc xoa bóp mắt cá chân sưng tấy của tôi tôi đau đến mức nhăn nhó cậu thẩm về nhà nhớ trường đá để giảm sưng hai ngày nay tốt nhất đừng đi lại nếu không sẽ càng sưng to hơn khó lành lắm bác sĩ vừa dặn dò xong thẩm mộc mộc đã đẩy xe lăn vào từ bên ngoài không sao đâu anh sau này em sẽ đẩy anh đi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khóe miệng tôi giật giật anh chỉ bị chật mắt cá chân thôi chứ không phải tàn phế không cần phải ngồi xe lăn thẩm mộc mộc ấn tôi xuống xe lăn thái độ kiên quyết không được chân anh chưa khỏi hẳn thì phải ngồi xe lăn anh không nghe bác sĩ nói hai ngày nay anh không được đi lại sao tôi nhìn cô ấy thở dài bất lực thẩm mộc mộc cái gì cũng tốt chỉ là quá cố chấp cô ấy muốn làm gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi cô ấy đối xử tốt với tôi như vậy thật sự khiến tôi có chút không nỡ rời khỏi thế giới này. Thẩm Mộc Mộc ánh mắt lóe lên, vậy thì đừng đi nữa. Hà, tôi giữ người khi nghe cô ấy nói câu này. Không có gì, vũ hội sắp bắt đầu rồi, em đẩy anh xuống nhé. Thẩm Mộc Mộc cúi đầu đẩy tôi xuống bằng thang máy. Tôi ngồi ở góc phòng, nhìn những người đang khiêu vũ, thoạt nhìn cứ như tôi là một chàng trai tàn tật, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ thương hại. Tôi bị nhìn đến mức không thoải mái, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc Mộc bên cạnh, sao chỉ có mình em, mấy chị đâu chị cả và tam tỷ có việc bận phải đi rồi nhị tỷ đang bàn chuyện hợp tác với nhà họ từ còn tứ tỷ thẩm mộc mộc vừa nói vừa nhìn về một hướng tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy giữa sàn nhảy một đôi trai tài gái sắc đang khiêu vũ chàng trai cười tươi cô gái lại có vẻ miễn cưỡng chính là thẩm hân nghiên và trần húc nhất tôi thích thú nhìn hai người họ khiêu vũ tuy bây giờ thẩm vân hy không tình nguyện nhưng sau này cô ấy lại là một người si tình vì yêu mà phát cuồng Chát, một tiếng tát vang dội kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn sang, thấy một người phụ nữ gầy gò bị Thẩm Vân Hy tát ngã xuống đất. Trần Húc Nhất theo bản năng che chắn cho Thẩm Vân Hy, Thẩm Vân Hy giữ người, nhìn sang Trần Húc Nhất, ánh mắt ngạc nhiên. Cô dám đánh tôi, cô biết bố tôi là ai không? Người phụ nữ ngã xuống đất, mặt đau rát, nhưng vì sĩ diện vẫn cứng cổ gào lên với Thẩm Vân Hy. Bố tôi là chủ tịch công ty lục thị, tôi là con gái ruột của ông ấy. Cô dám đánh tôi, tôi sẽ bảo bố tôi đến xử lý cô, khiến cô không thể sống yên ổn ở Hải Thành, khiến cô phải ngồi tù, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thẩm Vân Hy nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, thật sao? Muốn tôi vĩnh viễn không được siêu sinh, tôi muốn xem nhà họ lục các người có bản lĩnh đó không? Ở Hải Thành, bố tôi nói một là một, không ai dám nói hai. Vừa dứt lời, người phụ nữ đã bị túng cổ áo lôi dậy. Một người đàn ông trung niên bụng phệ tát mạnh vào mặt cô ta. Con nhỏ chớt tiệt, mày muốn tạo phản à? mặt lục tiểu thư đỏ bừng đôi mắt đục ngầu đầy tia máu nhìn chằm chằm cô con gái nhỏ không biết điều ăn nói hàm hồ này bố thấy bố mình cô ta cũng không quan tâm đến việc mặt mình có đau hay không chỉ tay vào thẩm vân hy hét lớn bố bố phải đòi lại công bằng cho con cô ta đánh con từ nhỏ đến lớn ngoài bố ra chưa ai dám đánh con như vậy con muốn cô ta thân bại danh liệt lục phú liếc nhìn thẩm vân hy tức giận tát thêm một cái vào bên mặt kia của con gái uống rượu say rồi hả mở to mắt ra xem cho kỹ, đó là thẩm tam tiểu thư, thẩm vân hy nhà họ thẩm đấy. Cô ta đánh mày thì đánh mày thôi, đòi cái gì mà công bằng. Nói xong, ông ta đẩy con gái ngã xuống đất, rồi đi về phía thẩm vân hy, cười nịnh nọt xin lỗi, thẩm tiểu thư. Cô đại nhân đại lượng, con gái nhỏ của tôi bị vợ tôi chiều hư, đắc tội cô rồi, tôi xin lỗi cô thay nó. Xin lỗi là xong chuyện sao, ông có muốn nghe xem con gái ông đã chọc giận em gái tôi như thế nào không? thẩm như dai dìu tần hoa thần đi ra lục tiên sinh trừng mắt nhìn con gái đang nằm dưới đất rốt cuộc là chuyện gì vậy lục tiểu thư ấp úng con con chỉ muốn kết bạn với cậu thiếu gia đẹp trai kia thôi thẩm vân hy nghe vậy cười lạnh cô gọi đó là kết bạn sao xăm sỡ người ta còn nói cái gì mà đẹp trai cô không nhìn tôi chẳng lẽ là vì tôi quá xinh đẹp nên cô không dám nhìn thẩm vân hy bắt trước y hệt không khí vốn nghiêm túc tôi không nhịn được cười thành tiếng quả nhiên là người trong giới giải trí diễn xuất thật tài tình thẩm vân hy nghe vậy khóe miệng giật giật lại trừng mắt nhìn người phụ nữ dưới đất nếu tôi không đến kịp lúc ai biết cô có làm ra chuyện gì quá đáng hơn không thẩm tiểu thư nói có đúng không lục phú đá vào con gái một cái mong cô ta vốn đã đau bị đá thêm cái nữa cú đá này khiến cô ta đau đến mức kêu la thảm thiết tôi tán tỉnh trai đẹp phạm pháp à không phạm pháp nhưng cậu ấy là em trai của thẩm vân hy tôi Cô dám động vào em trai tôi, cô chính là có tội. Mọi người xung quanh xôn xao. Hóa ra cậu ấy là cậu chủ nhà họ Thẩm. Nhà họ Lục đúng là đá phải tấm sắt rồi. Địa vị của nhà họ Thẩm ở Hải Thành rất cao, mấy chị em nhà họ Thẩm đều rất ưu tú, có thế lực ở khắp mọi nơi. Nhà họ Lục đắc tội với nhà họ Thẩm, e rằng sẽ không thể tiếp tục ở lại Hải Thành. Lục tổng, tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta không nên tiếp tục nữa thì hơn." Thẩm Miểu Trúc cũng bước đến. "Lục Phú nghe vậy, sợ hãi vội vàng kéo con gái dậy cúi đầu xin lỗi muốn bù đắp phần nào thẩm tiểu thư xin lỗi cô là tôi có mắt như mù đắc tội với cô rồi xin lỗi tôi còn cha mẹ già con cái nhỏ cả nhà tôi đều dựa vào tôi kiếm tiền nuôi sống nếu công ty phá sản chúng tôi biết sống sao đây nghe thấy lời xin lỗi tần hoa thần mới ngẩng đầu lên mắt đỏ hoe tôi thấy vậy lập tức nói chị cả các chị họ đã xin lỗi rồi hãy tha cho họ đi Em cũng không bị thương gì, đừng làm khó họ nữa, nhìn họ cũng không dễ dàng gì. Lời vừa nói ra, tôi lập tức không thể nhịn cười được nữa, cúi đầu, vai run lên, thầm than trong lòng, ha 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 ha, không chịu nổi nữa rồi. Tác giả ơi, cô có tâm không vậy, sắp xếp cho nam chính cái thiết lập thánh mẫu Mary Sue gì thế này. Đừng làm khó họ nữa, nhìn họ cũng không dễ dàng gì. Ha ha ha, buồn cười quá. Tôi vừa cười vừa ngẩng đầu lên, thấy mấy người chị và trần húc nhất đều đang nhìn chằm chằm vào tôi tôi lập tức ngừng cười nghiêm mặt lại họ nhìn tôi như vậy làm gì chẳng lẽ tôi cười to quá thẩm như dai thu hồi ánh mắt ho nhẹ hoa thần họ bắt nạt em trước những hình phạt này là đáng đời họ họ không dễ dàng gì chẳng lẽ em bị bắt nạt thì phải nhịn sao kẻ xấu thì phải bị trừng trị em là em trai của chúng ta bảo vệ em là trách nhiệm của chúng ta em đừng có gánh nặng tâm lý thẩm miều trúc cũng lên tiếng người nhà họ thẩm chúng tôi không cho phép ai bắt nạt bố trần húc nhất thấy vậy vội vàng ra hiệu cho bảo vệ bảo vệ lập tức đến đưa nhà họ lục đi xong rồi xong hết rồi tôi vất vả lắm mới có được ngày hôm nay tất cả đều bị con nhỏ chớt tiệt này phá hỏng hết rồi trên đường ra ngoài lục phu nhân vừa khóc vừa mắng hai cha con nhà họ lục bị mời ra ngoài sau chuyện này ai còn dám hợp tác với nhà họ lục nữa e là tiêu đời rồi thực sự xin lỗi là do tôi trần mỗ không chú đáo mời loại người này đến bữa tiệc khiến thẩm tiểu thư phải chịu kinh hãi trần vĩnh khang bố của trần húc nhất bưng ly rượu đến trước mặt tần hoa thần xin lỗi tần hoa thần nhìn ông ta trần vĩnh khang giật mình vừa rồi không để ý bây giờ mới phát hiện người đứng bên cạnh thẩm như dai không phải thẩm chu mà là tần hoa thần tần hoa thần thấy trần vĩnh khang tỏ vẻ kinh ngạc liền cúi đầu không nhìn ông ta rõ ràng là hai người có chút bất hòa trần tổng ông quen em trai tôi sao thẩm như dai hỏi trần vĩnh khang vội vàng giải thích tần thiếu gia từng làm gia sư cho con trai tôi giúp nó học bổ túc hóa ra là vậy em trai tôi cũng mới được tìm về trước đây đã chịu nhiều khổ cực cũng là một đứa trẻ đáng thương nói đến đây mấy người chị lại dâng lên một cảm giác áy náy và thương hại tần hoa thần tôi nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt cảm khái vạn phần tuy tôi chưa chớt nhưng tần hoa thần cũng khá không chịu thua kém khiến mấy người chị yêu thương và áy náy cậu ta sửa chữa tuyến tình cảm gia đình chỉ là chuyện sớm muộn tôi cũng có thể sớm về nhà tần hoa thần bị kinh hãi rõ ràng là không thích hợp ở lại nữa thẩm như giai nói chuyện với trần vĩnh khang vài câu rồi định đưa tần hoa thần về nhà à đúng rồi trần tổng em gái tôi có nghề nghiệp hơi đặc biệt tôi hy vọng chuyện tối nay sẽ không bị tiết lộ ra ngoài thẩm như giai đột nhiên nhớ ra điều gì đó nhắc nhở thêm một câu trần vĩnh khang gật đầu hiểu ý tôi hiểu người của công chúng mà đi ngang qua trần húc nhất tần hoa thần cảm nhận được ánh mắt của cậu ta vẻ mặt đáng thương trần ca ca xin lỗi đã làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của anh trần húc nhất mỉm cười nhìn cậu ta nhưng nụ cười đó trông rất giả tạo không sao chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ thôi mà hơn nữa em đã giúp anh rất nhiều cậu ta nhấn mạnh chữ giúp người ngoài không nghe ra điều gì bất thường nhưng thẩm vân hy lại cảm nhận được cô ấy nhìn trần húc nhất với ánh mắt có chút kỳ lạ anh chúng ta về thôi thẩm mộc mộc đẩy xe lăn từ phía sau đưa tôi rời đi về đến biệt thự nhà họ thẩm đèn phòng khách vẫn sáng vừa bước vào cửa chưa thấy ai đã nghe thấy giọng mẹ thẩm từ bên trong vọng ra hoa thần à bố mẹ chỉ đi công tác ở thành phố bên cạnh thôi sao con lại bỏ nhà ra đi là con không thích ngôi nhà này sao hay là chúng ta có chỗ nào làm không tốt con nói với mẹ mẹ sẽ sửa mẹ thẩm ôm trầm lấy tần hoa thần tần hoa thần rụt cổ trông có vẻ không quen với hành động thân mật này mẹ mẹ làm hoa thần sợ rồi thẩm như dai lên tiếng mẹ quá kích động à đúng rồi nghe nói các con đi dự tiệc sinh nhật của trần húc nhất sao lại về sớm vậy nghe vậy thẩm vân hy tức giận kể lại đầu đuôi câu chuyện mẹ thẩm nghe thấy tần hoa thần bị bắt nạt sợ hãi kiểm tra cậu ta từ đầu đến chân xác định không sao mới yên tâm con gái nhỏ nhà họ lục đó tôi biết nó kiêu ngạo ngang ngược thường xuyên gây chuyện thị phi. Miểu Trúc, trước đây dự án của con có hợp tác với Lục Thị phải không? Bố thẩm cau mày. Thẩm Miểu Trúc vội vàng nói, đã từng hợp tác một lần. Hôm nay con đã nói chuyện với Lục Tổng về việc gia hạn hợp đồng, sản phẩm của công ty họ có chất lượng rất tốt. Nhưng sau chuyện của Hoa Thần, con đã tuyên bố công khai, sau này sẽ không hợp tác với Lục Thị nữa. Tốt lắm, loại người này không xứng đáng có được những thứ này. Bố sẽ nói chuyện với bạn bè trong giới, nhà họ Lục đừng hòng sống yên ổn ở Hải Thành. Bố thẩm nói một là một, hai là hai, lập tức định gọi điện thoại. Thôi nào, đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, mau vào nhà đi. Hôm nay mẹ đích thân vào bếp nấu rất nhiều món, hoa thần, không biết con thích ăn gì, nên mẹ đã làm nhiều món, con mau đến nếm thử. Mẹ thẩm vui vẻ kéo tần hoa thần vào nhà. Tôi đứng ở lối vào, nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, mũi cay cay. Dù sao cũng là tình cảm chị em, tình cảm mẹ con 10 năm, nhìn thấy họ chuyển sự yêu thương sang người khác, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào trước đây hình tượng của tôi là kiêu ngạo ngang ngược ỉ vào việc là con trai nhà họ thẩm mà làm càn các chị đều rất bao dung tôi bây giờ có thêm một người em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện e rằng họ sẽ càng cưng chiều cậu ta hơn mẹ thẩm luôn cảm thấy tôi không biết điều nên đối xử với tôi rất nghiêm khắc ngược lại với tần hoa thần thì lại rất dịu dàng từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi năm năm tuổi bố mẹ tôi gặp tai nạn qua đời ở công trường tôi được bà nội nuôi nấng chưa từng cảm nhận được tình thân nào khác. Sau khi đến đây, tôi cảm nhận được tình thân và tình yêu thương mà trước đây chưa từng có. Nhưng tôi biết rõ những thứ này không thuộc về mình, nên luôn cố gắng kìm nén, né tránh. Nhưng lúc này, tôi vẫn không khỏi có chút ghen tị. Gia đình cậu ta giàu có, có bố mẹ, anh chị em, cả nhà đều yêu thương cậu ta, không giống như tôi, ngoài bà nội ra, tôi chẳng có ai cả. Nhưng mà, tôi là người lớn như vậy rồi, còn ngồi xe lăn nữa, Chẳng lẽ họ không nhìn thấy tôi sao? Sự tồn tại của tôi thấp đến vậy à? Tôi thầm than thở. Bốn người chị đang đi về phía phòng ăn đều dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Thẩm như dai lên tiếng, mộc mộc, đẩy cậu ấy vào ăn cơm. Nghe vậy, thẩm mộc mộc lập tức vui vẻ đẩy tôi vào. Anh, anh không phải là người ngoài trong gia đình này. Nghe cô ấy nói vậy, lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Dù sao thẩm mộc mộc cũng, hoa thần, ăn thịt đi, Nhìn con gầy quá. Giọng nói của mẹ thầm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Không lâu sau, bác của tần hoa thần đã chất đầy thức ăn như một ngọn núi nhỏ. Mẹ, con ăn không hết nhiều như vậy. Tần hoa thần vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích. Tôi liếc cậu ta một cái, tự mình gắp thức ăn, không hề bị ảnh hưởng. Mẹ, con về rồi. Anh có vẻ không vui. Nghe thấy vậy, tôi không khỏi cảm thấy im lặng. Sự tồn tại của tôi đã thấp đến vậy rồi. Tần Hoa Thần còn muốn kêu tôi một chút, sợ không ai chú ý đến tôi sao. Quả nhiên, mẹ thẩm và bố thẩm lúc này mới nhìn về phía tôi. Hai người nhìn thấy tôi đều có chút sững sờ. Chu Chu cũng ở đây sao? Mẹ không để ý. Mẹ thẩm vừa nói vừa phát hiện ra tôi đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt bà thoáng qua vẻ lo lắng. Chu Chu, chân con bị sao vậy? Sao lại phải ngồi xe lăn? Có lẽ bởi vì trong cốt truyện gốc, tôi đã chết, nên trong ngôi nhà này vốn dĩ không có chỗ cho tôi, nên tôi mới bị lờ đi như vậy. Tôi cúi đầu ăn cơm, giọng điệu có chút chua chua, không có gì, chỉ là bị chật chân thôi. Chỉ là chật chân thôi à, vậy nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, bố thẩm thản nhiên nói. Sau đó, trên bàn ăn lại chẳng còn ai quan tâm đến tôi nữa, mọi người đều vây quanh tần hoa thần nói chuyện. Tôi cố gắng ăn cơm. Đột nhiên, thẩm miểu trúc ngồi đối diện gắp cho tôi một cái chân giò. Đừng chỉ ăn rau, ăn cái chân giò này đi. Tôi lập tức trợn trắng mắt vốn dĩ thấy cô chị có tính khí nóng nhất gáp thức ăn cho tôi tôi còn hơi cảm động nhưng bây giờ tôi chỉ còn biết vô ngữ cô không nói thì không ai bảo cô câm đâu chân giò chân giò tôi thấy cô giống chân giò hơn thẩm miều trúc khóe miệng giật giật mấy người khác nghe thấy tiếng lòng của tôi đều không nhịn được cười thành tiếng các chị cười gì vậy tần hoa thần tò mò hỏi thẩm như dai ngừng cười xua tay không có gì ăn cơm đi khách sạn ca thi hải thành Thông tin cô cần, tôi đã điều tra xong, Thẩm Chu là con gái nhà họ Thẩm ở Hải Thành, nhưng nghe nói mấy hôm trước đã bị phát hiện không phải con ruột. Con gái ruột của nhà họ Thẩm tên là Tần Hoa Thần. Thông tin chi tiết tôi đã gửi vào email của cô rồi, cô tự xem nhé. Tôi phải đi ngủ dưỡng nhan rồi." Người phụ nữ nói xong liền ngáp dài, cúp điện thoại. Phó Tĩnh như mở email, xem thông tin của Thẩm Chu. Trang cuối cùng còn đính kèm thông tin gia đình cậu ta và thông tin sơ lược của Tần Hoa Thần. Phó Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào ảnh của Thẩm Chu. Cậu ta cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống, ánh mắt cô ta nhìn xuống mục trường học. Phòng của Tần Hoa Thần ở ngay cạnh phòng tôi. Theo cốt truyện gốc, sau khi tôi chết, phòng của tôi sẽ thuộc về Tần Hoa Thần. Nhưng bây giờ tôi chưa chết, nên Tần Hoa Thần đành phải ở phòng bên cạnh. Tuy nhiên, mẹ Thẩm cũng đã trang trí lại phòng cho cậu ta rất đẹp, là một căn phòng ấm cúng dành cho thiếu gia. Tôi đang nhảy lò cò đi ngang qua thì Tần Hoa Thần từ trong phòng bước ra. Dựa vào khung cửa nhìn tôi, hất hàm lên, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. "Anh, nếu là anh, anh đã không còn mặt mũi nào mà ở lại cái nhà này nữa rồi." Cậu ta không hề che giấu sự khinh thường của mình trước mặt tôi. Tôi không nhịn được cười thành tiếng. Nhà họ Thẩm giàu có, thế lực, mỗi tháng đều cho tôi 100 triệu tiền tiêu vặt, tôi còn có một căn phòng lớn gấp đôi phòng cậu, đứng tên tôi đấy. Tôi còn mang họ Thẩm, vẫn là cậu chủ nhà họ Thẩm, sao tôi phải đi? Tôi không ngu dù tôi là cậu chủ giả nhưng ở lại nhà họ thẩm sung sướng như vậy tại sao tôi phải đi tần hoa thần tức giận sao mặt anh dày thế xin lỗi da mặt tôi vốn dĩ rất dày giờ cậu mới biết sao thấy cậu ta tức giận tâm trạng tôi rất tốt vượt qua cậu ta nhảy lò cò về phòng mình tần hoa thần thấy vậy hư lạnh một tiếng cũng đóng cửa phòng lại mấy người chị từ trong bóng tối bước ra nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt thực ra thẩm chu ngoài việc hơi ngang ngược ra bản chất cũng không xấu có lẽ chúng ta đã bỏ bê cậu ấy vì hoa thần thẩm vân hy bỗng nhiên thấy thương thẩm chu em đừng quên trước đây thẩm chu đã bắt nạt hoa thần như thế nào thẩm vân hy nói miều trúc dù sao hoa thần cũng là em trai ruột của chúng ta nó đã chịu nhiều khổ cực bên ngoài chúng ta nên đối xử tốt với nó hơn thẩm chu đã hưởng thụ cuộc sống giàu sang ở nhà chúng ta biết chúng ta đối xử với cậu ấy không tệ không cần phải ái náy nhưng anh ấy cũng rất khao khát tình yêu thương của chúng ta thẩm mộc mộc sen vào cô ấy không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của thẩm chu hơn nữa các chị đừng quên tiếng lòng của anh ấy có nhắc đến sau này chúng ta sẽ vì tần hoa thần mà khuynh ra bại sản tôi và chị cả đã đi theo hoa thần suốt dọc đường căn bản không thấy phó tĩnh như đâu còn suýt chút nữa để người phụ nữ nhà họ lục kia bắt nạt hoa thần vậy nên tiếng lòng của thẩm chu không đáng tin thẩm vân hy cảm thấy độ tin cậy không cao chuyện nghe được tiếng lòng của Thẩm Chu vẫn cần phải xác minh thêm. Nhưng có thêm một người em trai cũng không phải là chuyện xấu. Mọi người đều đồng ý với lời nói của Thẩm Như Giai. Vì bị ướt mưa, tôi cảm thấy hơi khó chịu, tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Đến nửa đêm, tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, muốn dậy đo nhiệt độ, nhưng lại không có chút sức lực nào, cứ nằm im đến sáng. Đầu óc choáng váng, thấy trời đã sáng, tôi mơ màng bò dậy, tìm nhiệt kế đo thử. Nhìn kỹ, 39,6 độ, sốt cao rồi chắc chắn là do hôm qua bị ướt mưa tôi thay quần áo tập tễnh xuống lầu dưới lầu ngoài gì giúp việc ra tôi không thấy ai khác cậu chủ dậy rồi ạ à, có muốn ăn chút gì không tuy tôi là cậu chủ già nhưng tôi vẫn sống trong nhà này nên dì giúp việc không dám không tôn trọng tôi không cần mọi người đâu tôi thuận miệng hỏi dì giúp việc hắng giọng cô ý nói ông bà chủ đưa cậu hoa thần đi đăng ký hộ khẩu rồi ạ à. Động tác xỏ giày của tôi khựng lại, sau đó tiếp tục xỏ giày như không có chuyện gì xảy ra. Hành động cũng nhanh thật đấy. Dì giúp việc không ngờ lần này tôi lại bình tĩnh như vậy, cứ tưởng tôi sẽ giống như trước đây, hễ có chuyện gì không vừa ý là sẽ la hét ầm ĩ. Cậu chủ giả mà thôi, còn tư cách gì mà kiêu ngạo. Là dì giúp việc ở nhà giàu, bà ta đương nhiên biết nhìn sắc mặt, thấy Thẩm Chu đã thất sủng rồi. Tôi bắt xe đến bệnh viện Khang An. Bác sĩ khám xong liền kê đơn thuốc cho tôi truyền dịch sốt đến mức đầu óc choáng váng lúc kim tiêm đâm vào tôi cũng không cảm thấy gì tôi nhắm mắt dựa vào tường bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét lên sói giọng nói này nghe quen quen tôi mở mắt ra nhìn sang phòng đối diện thấy phó tĩnh như đang cau mày vẻ mặt buồn bã ủ rũ tôi trợn tròn mắt không biết có phải là ảo giác hay không tôi cảm thấy cô ta đã nghe thấy tiếng lòng của tôi bởi vì cô ta vừa liếc mắt đã nhìn sang phía tôi tôi vội vàng cúi đầu không thấy tôi không thấy tôi đột nhiên trong tầm mắt tôi xuất hiện một đôi giày cao gót tinh xảo cậu chủ vệ sinh chúng ta lại gặp nhau rồi giọng nói của phó tĩnh như vang lên tôi biết mình đã bị nhận ra tôi ngẩng đầu lên cười toe toét trùng hợp quá cô cũng bị ốm à cô ta không phải bị ốm cô ta sợ chuyện đó có di chứng nếu không thì người nghiêm túc như cô ta sao lại phải đến đây tiêm nhưng cũng trùng hợp thật lại gặp được thẩm chu ở đây thật bất ngờ ừ tối qua bị anh đánh tôi bị thương nặng lắm đấy cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn tôi cười mỉa mai tôi không dám nói gì bầu không khí trở nên gượng gạo cho đến khi y tá lên tiếng phó tĩnh như đến lấy đơn thuốc của cô đi nhớ uống thuốc đúng giờ nghe thấy cái tên này tôi sững người sau đó nhìn sang người phụ nữ bên cạnh phó tĩnh như cô ta là phó tĩnh như tối qua ở cùng tôi là phó tĩnh như vậy là tần hoa thần không ở cùng phó tĩnh như cốt truyện lại đi lệch hướng rồi sao? A à, loạn rồi, loạn hết rồi. Hệ thống, mày ra đây cho tao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bề ngoài tôi trông rất bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã bắt đầu nổi cơn tam bành. Phó tĩnh như nhớn mày, hệ thống, cậu ta có hệ thống. Hệ thống bị tôi gọi ra. Ký chủ, anh còn sống đã là cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo rồi, nên tôi mới bảo anh cố gắng thúc đẩy nam nữ chính phát triển, để cốt truyện đi đúng hướng. Thời gian gấp bách, nhiệm vụ nặng nề, ký chủ tôi tin tưởng anh nói xong hệ thống lại biến mất dù tôi có gọi thế nào nó cũng không xuất hiện nữa khốn kiếp tôi chửi một tiếng vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của phó tĩnh như tôi vội vàng giải thích tôi không nói cô khốn kiếp ai mà hiểu cho nỗi khổ của tôi chứ phó tĩnh như là kẻ biến thái thứ hai ngoài phó vãn thu để leo lên vị trí người đứng đầu nhà họ phó cô ta đã gây ra không ít chuyện xấu cô ta âm mưu gây tai nạn giao thông cho chị gái mình khiến chị gái bị liệt giường, năm 20 tuổi đã trở thành người nắm quyền nhà họ Phó. Thủ đoạn của cô ta không hề đơn giản, gặp phải cô ta, tôi coi như xong đời. Phó Tĩnh Như nhìn tôi với ánh mắt đầy khát khao và tò mò. Tôi bị cô ta nhìn đến mức run rẩy, cô nhìn tôi làm gì? Không có gì, thấy cậu đẹp trai thôi. Thấy tôi sợ hãi, tâm trạng Phó Tĩnh Như bỗng nhiên tốt lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cô ta khen tôi đẹp trai, chẳng lẽ cô ta thích vẻ ngoài của tôi? Chẳng lẽ cô ta yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên? Tôi như phát hiện ra bí mật động trời, sợ hãi lùi sang một bên. Lúc này, chai dịch truyền của tôi cũng đã hết, y tá rút kim ra, tôi lập tức đứng dậy định đi, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Phó tĩnh như cũng đứng dậy, đi theo tôi. Có người, giết người rồi, bác sĩ giết người rồi. Có người hét lên, rất nhanh đã có người vây quanh. Tôi định đi đường vòng, nhưng lại nhìn thấy thẩm như dai trong đám đông. Người đàn ông gây rối đang nắm chặt tay cô ấy, hét lớn, chính là bác sĩ vô lương này đã hại chết vợ tôi. Chính là cô ta, tôi muốn cô ta đền mạng. Người đàn ông này, xin anh hãy bình tĩnh, bây giờ chúng tôi phải đi phẫu thuật cho một bệnh nhân khác. Anh có vấn đề gì có thể đợi bác sĩ thẩm phẫu thuật xong rồi nói, được không? Bác sĩ đứng bên cạnh thẩm như dai cố gắng gỡ tay người đàn ông ra, nhưng hành động này lại khiến ông ta càng thêm tức giận. Tôi mặc kệ, các người phải cho tôi một lời giải thích ngay bây giờ. Tôi đưa vợ tôi từ xa đến Hải Thành phẫu thuật. Kết quả cô ấy lại chết trên bàn mổ. Các người bảo tôi sống sao đây? Đồ sát nhân. Ông ta trừng mắt nhìn thẩm như dai, giơ tay lên định đánh. Thẩm như dai có thể né được, nhưng cô ấy lại đứng im chịu đòn. Khóe miệng chảy máu, cô ấy cũng không kêu một tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi nhanh chóng lục lại trong đầu đoạn cốt chuyện này. Tôi nhớ ra rồi, người đàn ông đánh người này, vợ ông ta bị suy tim nặng thiết bị y tế và trình độ bác sĩ ở bệnh viện huyện không đủ điều kiện phẫu thuật nên mới lặn lội đến Hải Thành tìm trị cả phẫu thuật. Nhưng trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân đột ngột bị xuất huyết não, các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu suốt đêm nhưng không cứu được. Thẩm Như Giai còn tự trách bản thân rất lâu vì chuyện này. Vậy là lát nữa, Tần Hoa Thần sẽ ra mặt đỡ đòn cho Thẩm Như Giai, sau đó tình cảm chị em của hai người sẽ nhanh chóng phát triển. Thẩm Như Giai khẽ nhúc nhích tai, ánh mắt đã nhìn về phía tôi. Cô ấy mím môi, ánh mắt u ám khó hiểu. Đây là bệnh viện, chị tôi là bác sĩ chữa bệnh cứu người, sao có thể giết người được? Người chưa thấy tần hoa thần đâu, nhưng đã nghe thấy giọng nói của cậu ta. Cậu ta chen ra từ đám đông, đứng chắn trước mặt thẩm như dai. Cậu ta thấp hơn người đàn ông kia nửa cái đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông ta, vẻ mặt đầy chính nghĩa. Thẩm như dai nhìn thấy tần hoa thần có chút ngạc nhiên, nhớ đến lời nói trong tiếng lòng của tôi, tần hoa thần sẽ ra mặt đỡ đòn cho mình. Tiểu thần, em đến đây làm gì chị cả em tin chị không giết người chắc chắn là ông ta hiểu lầm gì đó chị yên tâm em đã báo cảnh sát rồi em sẽ không để ông ta làm hại chị đâu tôi nheo mắt nhón chân muốn xem kịch hay nhưng tiếc là người xem vây quanh quá đông tôi không thể nhìn thấy khoảnh khắc tỏa sáng của nam chính thôi để tôi xem tần hoa thần sẽ thể hiện chính nghĩa anh dũng đỡ đòn như thế nào vì một chân bị thương nên tư thế nhón chân của tôi trông rất buồn cười phó tĩnh như nhìn thấy không nhịn được cười, bước lên một bước, trực tiếp bế tôi lên. Bỗng nhiên cao lên, tôi giật mình, cúi đầu nhìn xuống, là phó tĩnh như. Cô ta bế tôi làm gì? Cô ta bị điên à? Tâm trạng tốt của phó tĩnh như bị câu nói trong lòng tôi phá vỡ, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Chính là mày đã hại chết vợ tao, tao muốn mày đền mạng. Người đàn ông gầm lên, rút một con dao gọt hoa quả từ trong túi ra, đâm thẳng vào thẩm như dai. Ban đầu, con dao này là dành cho bản thân ông ta, nhưng nghe thấy tần hoa thần nói đã báo cảnh sát ông ta sợ hãi quyết định liều chết một phen rút dao ra muốn cùng chớt chung nghe thấy tiếng động bên kia tôi cũng mặc kệ có bị phó tĩnh như bạo hành hay không kích động nhìn sang thẩm như dai đã sớm đoán được ông ta sẽ rút dao ra lập tức đẩy tần hoa thần ra sợ cậu ta bị thương chị cả cẩn thận ai ngờ tần hoa thần đã lùi ra xa ba bước nhưng khi con dao đâm tới cậu ta lại xông lên ôm chặt thẩm như dai Cả người treo lên người cô ấy. Con dao gọt hoa quả không lệch không nghiêng, đâm thẳng vào eo phải của cậu ta. Máu chảy ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta. A, à, giết người rồi. Bố mẹ Thẩm cũng vừa lúc đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến ngây người. Tiểu Thần. Bố Thẩm đẩy người đàn ông trung niên đang đứng ngây người ra, nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương của Tần Hoa Thần, đau lòng vô cùng. Tiểu Thần, xin lỗi, xin lỗi con, bố không cố ý, bố không cố ý người đàn ông nhìn con dao gọt hoa quả dính đầy máu trên tay mình sợ hãi đến ngây người ông ta cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao đầu óc trống rỗng liền rút dao đâm người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tôi lại một lần nữa cảm thán hào quang nam chính thật mạnh mẽ tần hoa thần đã bị đẩy ra xa như vậy rồi thế mà còn quay lại đỡ đòn nếu con dao lệch đi một chút sẽ đâm vào thận mất nhưng có hào quang nam chính bảo vệ đây chỉ là một vết thương nhỏ không chết người Thẩm Như giai ban đầu còn lo lắng Tần Hoa Thần sẽ gặp chuyện, nghe thấy tiếng lòng của tôi, cô ấy hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Cảnh sát nhanh chóng đến đưa người đàn ông trung niên ra tay giết người đi. Tần Hoa Thần cũng được đưa vào phòng phẫu thuật. Ngoài phòng phẫu thuật, mẹ Thẩm ôm bố Thẩm khóc nức nở. Chúng ta vất vả lắm mới tìm được tiểu thần, nó lại bị thương nặng như vậy, mẹ sợ nó sẽ xảy ra chuyện. Tất cả là tại mẹ, tại sao lại nhất định phải đưa nó đi khám sức khỏe? nếu không thì nó đã không bị thương rồi chảy nhiều máu như vậy tiểu thần nhất định rất đau bố thẩm cau mày rõ ràng là cũng rất lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về vợ không sao đâu hoa thần sẽ không sao đâu thẩm như dai dựa vào tường vừa nghe bố mẹ nói chuyện vừa cúi đầu nhìn vết máu đã khô trên tay mình tâm trạng phức tạp khó tả rõ ràng cô ấy đã đoán trước được đẩy tân hoa thần ra là để tránh cho cậu ta bị thương nhưng tại sao cậu ta lại quay lại đỡ đòn cho cô ấy bố mẹ chị cả hoa thần sao rồi thẩm miểu trúc vội vàng chạy đến thở hổn hển cô ấy đang bàn chuyện làm ăn ở gần đây nghe nói tần hoa thần gặp chuyện lập tức chạy đến thẩm như dai lắc đầu đang phẫu thuật tạm thời chưa biết tình hình thế nào tôi xem kịch xong phó tĩnh như liền thả tôi xuống tôi cũng không dám nói chuyện nhiều với cô ta lấy thuốc xong liền rời khỏi bệnh viện nhưng phó tĩnh như lại cứ đi theo tôi cô ta cứ đi theo tôi làm gì vậy tôi nghi ngờ quay đầu nhìn phó tĩnh như khoảng cách giữa hai người chỉ có ba bốn bước cô ta cứ đi theo như vậy cũng không nói gì khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu xe buýt đến tôi khập khiễng lên xe quẹt mã tìm một chỗ trống ngồi xuống tôi vẫn còn kha khá tiền tiết kiệm nhưng bây giờ tôi không còn là ngũ thiếu gia nhà họ thầm nữa tần hoa thần mới là số tiền này phải tiêu xài tiết kiệm sau này còn nhiều chỗ phải dùng đến vừa ngồi xuống tôi đã thấy phó cảnh như cũng lên xe cô ta loại khắp người nhưng không tìm thấy điện thoại cũng không mang theo tiền mặt, chỉ có một tấm thẻ ngân hàng. Cô gái, nhanh lên được không? Tôi đang vội lên xe, người phụ nữ phía sau thúc giục cậu ta. Ánh mắt phó cảnh như đột nhiên rơi vào mặt tôi. Thấy vậy, tôi vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy, không thấy, tôi điếc rồi, tôi tiếp tục giả chớt. Tôi không muốn dính dáng gì đến phó cảnh như, nếu không sau này chớt như thế nào cũng không biết. Hơn nữa, cô ta nên đi bám lấy tần hoa thần chứ không phải tôi. Thấy tôi không có phản ứng, Phó Cảnh Như thầm mắng trong lòng. Người phía sau lại dục, cô ta mất mặt, đành bất lực xuống xe. Nhưng không ngờ, lúc này người phụ nữ phía sau lại thần trợ giúp, chàng trai, cãi nhau với bạn gái thì cãi nhau, đừng làm mất thời gian của chúng tôi được không? Tôi còn đang vội về nhà nấu cơm trưa cho cháu tôi ăn, chỉ có hai tệ thôi mà, trả tiền giúp bạn gái cậu đi. Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện gì thì về nhà tự giải quyết, đừng làm mất thời gian của mọi người. Mọi người thi nhau nói, Tôi càng ngay càng đau đầu, cuối cùng không chịu được nữa, đứng dậy quẹt mã giúp phó cảnh như. Tiện thể giải thích với người phụ nữ kia, bác gái, cháu không phải bạn trai của cậu ấy, cháu cũng không quanh cô ta, hai tệ này coi như cháu làm từ thiện vậy. Đúng vậy, làm từ thiện, phó cảnh như nhìn bóng lưng tôi với ánh mắt u oán Tôi trả tiền xong, vừa đi đến chỗ ngồi thì người phụ nữ kia đã nhanh chân hơn tôi, giành lấy chỗ ngồi đó. Bà ta đặt giỏ rau xuống chân, cười nói với tôi, xin lỗi nhé chàng trai tôi già rồi chân yếu đứng không vững lúc này trên xe buýt đã không còn chỗ trống chân tôi đau lại còn bị cảm cúm nên đầu óc choáng váng về nhà ít nhất cũng phải hơn một tiếng chưa chắc đã giành được chỗ ngồi sao tôi có thể đứng lâu như vậy được bác gái chỗ này bạn trai cháu ngồi trước rồi sao bác lại vô liêm như vậy cứ thế mà giành lấy chỗ của bạn trai cháu tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của phó cảnh như đã vang lên bên tai Người phụ nữ kia không ngờ cô ta lại nói chuyện khó nghe như vậy. Cô nói ai vô liềm. Cậu không biết nhiều người già sao. Hơn nữa, chàng trai này đã nói cậu ấy không quen cô. Cô xen vào làm gì. Cháu và bạn trai cháu đang cãi nhau. Phó cảnh như tiện tay khoác lấy cánh tay tôi. Cái quái gì vậy? Tôi muốn gỡ tay cậu ta ra. Nhưng không ngờ cậu cô ta ôm chặt hơn. Hơn nữa, cháu thấy bác vừa rồi cũng không quẹt thẻ người cao tuổi. Bác chắc không phải là người già. Không cần phải nhường chỗ đúng không? người phụ nữ kia tức đến đỏ mặt tía tai tôi mặc kệ chỗ này tôi ngồi trước thì nó là của tôi vậy bác đúng là không có phẩm chất phó cảnh như nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt khinh bỉ phụt tôi không nhịn được cười thành tiếng tôi thật không ngờ lại được chứng kiến nữ bá tổng tranh giành chỗ ngồi trên xe buýt với một người phụ nữ lớn tuổi mọi người xung quanh đều chỉ trỏ người phụ nữ kia cho rằng hành động của bà ta thật sự không đúng người phụ nữ kia mất mặt đành sách giỏ rau đứng dậy tôi nhân cơ hội ngồi xuống cái chân bị thương cũng thoải mái hơn nhiều. Sau đó, tôi nhỏ giọng cảm ơn Phó Cảnh Như đứng bên cạnh, cảm ơn cậu nhé. Phó Cảnh Như này cũng không giống như miêu tả trong sách lắm, cũng khá tốt bụng. Nghe thấy vậy, khóe miệng Phó Cảnh Như hơi nhếch lên. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu cô ta bụng. Không có gì, coi như là trả lại hai tệ tiền xe cho cậu. Xe buýt dừng lại một lúc, trên xe đã chật kín người. Phó Cảnh Như cảm thấy rất khó chịu, để tránh tiếp xúc với người khác, cô ta từng bước nhỏ về phía tôi. Lúc xe chạy, tôi đang xem thông tin tuyển dụng làm thêm trên điện thoại, không chú ý đến việc xe rẽ, đầu nghiêng sang một bên, vừa vặn tựa vào ngực phó cảnh như. Mềm mại, thoải mái, còn có mùi hoa rành rành thoang thoảng. Ôi trời ơi, cảm giác này, tuy phó vãn thu cũng xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là em gái. Phó cảnh như, kiểu bá tổng, tiểu thư tài giỏi, có đầu óc này mới hấp dẫn. Độ lượng rộng rãi, chắc chắn không thiếu sữa cho con nếu tôi là nam chính tôi chắc chắn sẽ chọn phó cảnh như phó cảnh như bị tôi nói làm cho ho sặc sụa cô ta đi theo suốt đường là muốn nghe xem cái chớt thảm mà tôi nói trong lòng là như thế nào không ngờ lại nghe thấy những lời này tôi đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng không lâu sau tôi dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi phó cảnh như cúi đầu nhìn tôi ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại chưa tắt của tôi vẫn đang dừng ở trang ứng dụng tìm việc làm thêm lúc tôi tỉnh dậy trên xe phó cảnh như đã biến mất sắp đến trạm rồi tôi cũng không nghĩ nhiều đến việc cậu ta rời đi lúc nào dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại về đến nhà họ thẩm chỉ có thẩm mộc mộc ở nhà trên mặt cậu ấy dán băng cá nhân chắc là bị thương lúc luyện tập nghe thấy tiếng động cậu ấy quay đầu nhìn anh anh ra ngoài sao không nói với em chân anh vẫn còn sưng kia kìa vừa nhìn thấy tôi thẩm mộc mộc lập tức buông đồ trong tay chạy đến đỡ tôi anh chỉ bị bong gân thôi không sao đâu Lúc đó tần hoa thần bị người ta đâm một nhát, bây giờ vẫn đang phẫu thuật. Em gái ngốc này, em cứ quan tâm anh làm gì. Em nên đi tạo mối quan hệ tốt với tần hoa thần đi, đừng tố cáo cậu ta, sự độ lượng của em sẽ khiến em chết nhanh hơn ấy. Nghe thấy vậy, thẩm mộc mộc cau mày, ánh mắt rơi xuống túi thuốc trên tay tôi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Sao anh phải uống thuốc vậy? Anh bị sao thế? Em đưa anh đi khám bác sĩ. Nói rồi cậu ấy định đưa tôi ra ngoài. Không cần đâu, chỉ bị sốt thôi, anh đã tiêm thuốc rồi. Sốt? Thẩm Mộc Mộc kích động. Sốt là chuyện lớn đấy. Tôi kéo cậu ấy lại, anh đã hạ sốt rồi, em yên tâm đi, anh không sao đâu. Tôi hơi bất lực, nhưng cảm nhận được sự quan tâm của Thẩm Mộc Mộc, trong lòng vẫn có chút ấm áp. Trong thế giới của cuốn sách này, người quan tâm và lo lắng cho tôi nhất chỉ có Thẩm Mộc Mộc. Lúc tôi mới xuyên không đến, sống ở biệt thự nhà họ Thẩm, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ muốn về nhà nên đã bỏ trốn vào ban đêm chạy đến ngọn núi sau biệt thự. Nhà họ Thẩm có thế lực lớn ở Hải Thành, kinh doanh đủ loại ngành nghề, cả ngọn núi đó đều là nơi huấn luyện binh lính bí mật của nhà họ Thẩm. Thẩm Mộc Mộc lớn lên ở đó. Hôm đó, cậu ấy bị người trong đội bắt nạt, suýt chết, là tôi đã cứu cậu ấy. Chính vì chuyện này mà Thẩm Mộc Mộc mới trung thành tuyệt đối với tôi. Chuyện lớn như vậy sao anh không nói với em? Anh gọi điện cho em, em sẽ lập tức về đưa anh đi bệnh viện, sao lại để anh tự đi tiêm thuốc? Thẩm Mộc Mộc tự trách Lần sau, lần sau anh nhất định sẽ nói với em, được không? Chuyện liên quan đến tính mạng sao có thể có lần sau được, thẩm mộc mộc không hài lòng. Lúc này, thẩm miều trúc trở về. Nấu một nồi canh gà mang che tôi phải mang đến bệnh viện cho Tiểu Trần. Thẩm Miều Trúc vừa bước vào đã thấy Thẩm Mộc Mộc, em về rồi à? Tiểu Trần bị thương, vừa mới phẫu thuật xong, lát nữa em đi cùng chị đến bệnh viện thăm cậu ấy nhé. Nói rồi, cô ấy định lên lầu thay đồ. Tôi đứng im, không nói gì, có tình cảm hay không, liếc mắt một cái là biết ngay. Thẩm Mộc Mộc vừa nhìn đã phát hiện ra tôi đang cầm thuốc, còn Thẩm Miểu Trúc không những không thấy tôi cầm thuốc, mà còn không thấy tôi đang đứng ở đây. Nhưng cũng không sao, dù sao từ nhỏ đến lớn tôi cũng chỉ là một người vô hình, thực ra tôi hơi tủi thân. Dù sao cũng làm anh em với họ 10 năm, tuy tình cảm không sâu đậm, nhưng tôi cũng thật lòng coi họ là người thân. Thẩm Miểu Trúc dừng bước, ánh mắt lúng túng nhìn tôi, "Làm gì mà phải uống thuốc? Em ốm à?" tôi ngẩn người đáp rảnh rỗi sinh nông nổi uống thuốc cho đỡ buồn thẩm miều trúc im lặng cô ấy cũng rảnh rỗi mới hỏi tôi một câu tôi vừa uống thuốc xong thẩm miều trúc và thẩm mộc mộc đi bệnh viện cũng đưa tôi đi theo không phải tôi vừa mới tiêm thuốc về sao đưa em đi thăm hoa thần cậu ấy bị thương nặng như vậy em cũng nên đi thăm thẩm miều trúc vừa lái xe vừa nói tôi là ai của cậu ta cậu ta bị thương thì liên quan gì đến tôi khóe miệng thẩm miều trúc hơi giật giật nếu em còn muốn sống ở nhà này thì nên biết phải làm thân với hoa thần. Nếu hoa thần không so đo việc em bắt nạt cậu ấy trước kia, thì hai người có thể làm anh em tốt. Nhà họ thẩm chúng tôi nuôi thêm em một người cũng không thành vấn đề. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không thèm. Thẩm miều trúc im lặng, lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú rồi. Ca phẫu thuật của tần hoa thần diễn ra thuận lợi, không bị thương thận, vết thương cũng không sâu, chỉ khâu vài mũi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi hai tháng là khỏi. Thế thì tốt, thế thì tốt mẹ thẩm thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh tần hoa thần vẻ mặt đầy xót xa con trai tội nghiệp của mẹ con khổ quá rồi không sao đâu mẹ chị cả là bác sĩ chị ấy còn phải chữa bệnh cứu người nếu chị ấy bị thương thì phải trì hoãn bệnh tình của bao nhiêu người chứ vết thương này con chịu đựng cũng đáng tần hoa thần sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười đứa trẻ ngoan à đúng rồi bác sĩ nói sau phẫu thuật con có thể uống chút canh gà con đói chưa mẹ thẩm nhìn tôi tiểu chu mang canh gà đến đây. Tôi xách canh gà đến, tiện tay mở nắp giúp mẹ thẩm. Định đặt lên bàn, nhưng tần hoa thần lại đưa tay ra nhận lấy. Lúc nhận canh, tay cậu ta run lên, canh gà đổ hết ra ngoài. Nóng quá, canh gà vừa mới hầm xong, vẫn còn để trong hộp giữ nhiệt. Đổ hết lên tay tôi, nóng đến mức da ửng đỏ ngay lập tức. Anh, em biết anh không thích em, nhưng anh cũng không thể cố tình đổ canh gà lên người em chứ. Tần hoa thần lên tiếng trước, vẻ mặt đầy tủi thân mẹ thẩm cau mày nhìn tôi định nổi giận thì thẩm mộc mộc đã bước đến nắm lấy tay tôi bị bỏng rồi anh có đau không hơi hơi tần hoa thần này đúng là trà xanh rõ ràng là cậu ta cứ nhất quyết đưa tay ra nhận đổ lên người cậu ta thì không sao tay tôi nóng muốn chớt thẩm mộc mộc xót xa kéo tôi đi rửa nước lạnh em đi gọi bác sĩ đến xem thẩm miều trúc cũng đi ra ngoài gọi bác sĩ giúp tôi tần hoa thần vốn định nhân cơ hội này để khiến họ ghét tôi nhưng không ngờ họ lại quan tâm tôi như vậy Tần Hoa Thần nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, rõ ràng cậu ta mới là con ruột nhà họ Thẩm, là anh trai, em trai ruột của họ, nhưng tại sao người được cưng chiều lại là tôi. Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra vết thương của tôi, bỏng không nặng, rửa nước lạnh kịp thời rồi bôi thuốc mỡ là được. Thật là xui xẻo, vừa bị sốt lại bị bỏng. Có vẻ như thế giới này không dung nạp nổi một người chết như tôi. Tôi không khỏi thầm than, quay đầu nhìn Tần Hoa Thần đang nằm trên giường bệnh. Nói đến chuyện này, sau vụ nhảy sông tự tử, danh tiếng của Thẩm Như Giai bị ảnh hưởng rất lớn. Khi cô ấy một mình lên sân thượng suy nghĩ về cuộc đời, đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Theo thời gian này, chị cả đáng lẽ đang trò chuyện với chàng trai định tự tử kia rồi cứu cậu ta xuống. Chàng trai đó là một nhân vật như ánh trăng trong cuốn tiểu thuyết này, cũng là một trong những nhân vật tôi yêu thích nhất, đáng tiếc là cậu ta chết quá thảm. Chị cả cũng có người mình thích sao, thẩm miểu trúc và thẩm mộc mộc nhìn nhau. Thẩm như dai luôn tập trung vào lĩnh vực y tế, Sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa yêu đương, cứ tưởng chị ấy không còn hứng thú với tình yêu nữa, không ngờ lại có người mình thích. Khi tôi rời đi lên sân thượng, Thẩm Miểu Trúc và Thẩm Mộc Mộc cũng đi theo. Tần Hoa Thần nhìn ba chúng tôi rời đi, trong lòng rất khó chịu. "Mẹ, con cảm thấy chị cả và em gái không thích con lắm." Mẹ Thẩm xoa đầu cậu ta, "Sao lại thế được? Con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, chị cả và em gái đương nhiên sẽ thích con rồi." Tần Hoa Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa với đôi mắt ngấn lệ. Mẹ thẩm là người tinh ý, lập tức đoán được suy nghĩ của cậu ta, con yên tâm, con đã trở về rồi, con chính là con trai duy nhất của nhà họ thẩm. Tôi không biết rằng thẩm miều trúc và thẩm mộc mộc đang đi theo sau. Hai chị em lên sân thượng, thò đầu ra cửa tìm kiếm bóng dáng ai đó. Liếc mắt một cái đã thấy thẩm như dai mặc áo blue trắng đang đứng trước mặt một chàng trai mặc đồ tập múa trắng. Chàng trai đang ngồi trên mép tường, có vẻ sắp nhảy xuống. Cậu ta có mái tóc đen ngắn, gương mặt trắng trẻo, đẹp trai, đầy nước mắt. Chỉ cần nhìn từ xa thôi, tôi cũng thấy xót xa. Cậu ta mới 22 tuổi, còn trẻ như vậy đã bị bệnh tim. Đáng lẽ cậu ta có thể đứng trên sân khấu, trở thành một vũ công tỏa sáng, nhưng vì bệnh tim bẩm sinh mà phải từ bỏ ước mơ. Thẩm Như Giai đang khuyên chàng trai đừng nghĩ quẩn, đột nhiên nghe thấy tiếng tôi, cô ấy quay đầu lại. Tôi vội vàng rụt đầu lại, hú hồn, suýt chút nữa bị phát hiện khóe miệng thẩm như dai hơi giật, đã bị phát hiện rồi. Biết chàng trai kia bị bệnh tim, cô ấy liền có cách để cậu ta xuống. Chàng trai, tôi là bác sĩ phẫu thuật tim mới của bệnh viện này, tôi rất am hiểu về các vấn đề tim mạch. Cậu chắc là mới được chẩn đoán mắc bệnh tim đúng không? Cho tôi xem bệnh án của cậu. Bệnh tim không phải là không chữa được, cậu còn trẻ như vậy, chưa thử điều trị mà đã muốn nghĩ quần sao. Thẩm như dai cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng. Chàng trai nhìn cô ấy chằm chằm, siết chặt bệnh án trong tay, tôi không có tiền chữa. Tiền không thành vấn đề, cậu có thể kêu gọi quyên góp mà, thẩm như dai vội vàng nói. Quyên góp, đôi mắt chàng trai dường như sáng lên, quay người nhìn thẩm như dai. Đúng vậy, tôi có thể giúp cậu viết thông tin kêu gọi quyên góp, để mọi người quyên tiền chữa bệnh cho cậu. Cậu xuống trước đã, tôi sẽ nói rõ với cậu về chuyện quyên góp. Để tôi nói rõ hơn về việc quyên góp cho cậu, thẩm như dai đưa tay về phía cậu ta. Cô ấy xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng, rất dễ gần chàng trai nhìn xuống phía dưới chân run lên lại nhìn thẩm như dai cuối cùng quyết định tin tưởng cô ấy cậu ta vừa định trèo xuống thì chuông điện thoại bỗng vang lên chàng trai cầm điện thoại lên nhìn sắc mặt lập tức trắng bệch chuông điện thoại vẫn reo liên tục thúc giục cậu ta nghe máy alo tiếng va chạm của các quân bài mặt trực và giọng nói thờ ơ của người phụ nữ vang lên tôi nghe giáo viên của cậu nói gần đây đoàn múa được thưởng mỗi người được mấy nghìn tệ tôi đang đánh mặt trực không có tiền cậu chuyển cho tôi ít chàng trai nghẹn ngào run rẩy nói mẹ con hết tiền rồi sao lại hết tiền mấy nghìn tiền thưởng cậu tiêu vào đâu rồi tôi đã hỏi giáo viên của đoàn múa cậu rồi số tiền này mới được phát hôm qua cậu đừng có học mấy đứa bạn cùng lớp của cậu mua đồ xa xỉ gì đó có tiền mua đồ xa xỉ thì chuyển cho tôi đánh mặt trượt tôi còn có thể thắng thêm mấy ván tiếng va chạm của quân bài liên tục vang lên từ đầu dây bên kia chàng trai cảm thấy khó thở tim như bị bóp nghẹt Tiền của con dùng để đi khám ở bệnh viện, không phải mua đồ xa xỉ gì cả." Đầu dây bên kia ngẩn người, sau đó chửi bới, "Khám gì mà đắt thế? Mấy nghìn tệ, cậu chắc chắn bị lừa rồi, nói cho tôi biết bệnh viện nào, tôi sẽ kiện cho nó phá sản." Nước mắt chàng trai không ngừng tuôn rơi. Cậu ta vừa định trèo xuống, nhưng sau khi nhận cuộc điện thoại này, cậu ta đột nhiên cảm thấy trèo xuống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ lần kiểm tra sức khỏe này là ông trời đang cảnh báo cậu ta thế giới này không còn gì đáng để cậu ta lưu luyến nữa cuộc gọi kết thúc chàng trai nhìn thẩm như dai trước mặt lộ ra vẻ ái náy bác sĩ xin lỗi chị cả cậu ta muốn nhảy lầu mau ngăn cậu ta lại tôi nhìn mà tim đập thình thịch lo lắng hét lên thẩm như dai còn chưa kịp phản ứng nhưng cơ thể sau khi nghe thấy tiếng lòng của tôi đã lập tức chạy đến ngay khi chàng trai chuẩn bị nhảy xuống thẩm như dai đã nắm lấy tay cậu ta chàng trai treo lơ lửng trên không trung nhìn thẩm như dai với vẻ khó tin. Bác sĩ, cô buông ra đi, thế giới này không còn gì đáng để tôi lưu luyến nữa. Thẩm như dai nắm chặt tay cậu ta, mặt đỏ bừng, cậu không được chết, tôi muốn cậu sống thật tốt. Cô ấy là một thiên tài y học, có năng khiếu y học cực cao. Năm 28 tuổi đã trở thành bác sĩ phẫu thuật tim mới của Bệnh viện Khang Dương. Ca phẫu thuật nào cô ấy thực hiện cũng đều thành công. Con đường học y của cô ấy rất thuận lợi, ngay cả trên bàn mổ, cô ấy cũng chưa bao giờ thất bại. Nhưng hai ngày trước, khi cô ấy nhìn thấy bệnh nhân đột ngột bị xuất huyết não trong quá trình phẫu thuật, cuối cùng không qua khỏi, cô ấy lần đầu tiên cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cái chết. Hóa ra không phải cô ấy có năng lực là có thể chống lại số phận. Đối mặt với sự chất vấn và chỉ bới của người nhà bệnh nhân, cô ấy rất buồn bã, bắt đầu nghi ngờ liệu con đường mình đang đi có đúng đắn hay không. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai kia sắp rơi xuống, cô ấy vẫn lập tức kéo cậu ta lại. Cô ấy không muốn có người chết trước mặt mình dù chỉ có một tia hy vọng với tư cách là một bác sĩ cô ấy cũng phải cố gắng hết sức cậu đừng cử động tôi kéo cậu lên thẩm như dai rất vất vả mới kéo được chàng trai lên nhìn thấy cậu ta bình an vô sự thẩm như dai thở phào nhẹ nhõm bàn chân vốn lơ lửng trên không trung đã đặt xuống đất cảm giác vững chắc khiến chàng trai cảm thấy không chân thật từ khi bố mẹ ly hôn cả hai bên đều không muốn nuôi cậu ta coi cậu ta là gánh nặng mẹ thì thích đánh bài giải trí bố thì lấy vợ mới cậu ta là người bị bỏ rơi ngay cả trong đoàn múa cậu ta cũng không bao giờ được chọn vào vị trí trung tâm đây là lần đầu tiên có người kiên quyết kéo cậu ta lại còn bảo cậu ta phải sống thật tốt chàng trai nhìn thẩm như dai không khỏi cay cay sống mũi thẩm như dai vừa xoa cổ tay đang mỏi nhừ vừa nhìn chàng trai cô ấy vừa định lên tiếng thì chàng trai đột nhiên ôm chầm lấy cô ấy lần đầu tiên bị con trai ôm thẩm như dai hoàn toàn sững sờ a a a chính phủ tôi ship đã ôm nhau rồi Phát đường rồi, phát đường rồi, tôi kích động che miệng. Lúc này, sau khi hít hà cổ phiếu của chị cả xong, tôi vừa ngân nga vừa đi xuống sân thượng, tâm trạng rất tốt. Lúc xem cốt truyện, tôi đã thích cặp này rồi. Cảm giác được hít hà CP tại hiện trường thật sự rất khác. Thẩm thiếu ra. Tôi đang định đi tìm y tá để truyền nước thì phía sau đột nhiên có người gọi tôi. Tôi quay đầu lại, là Trần Học Nghị. Sao anh ta lại ở đây? Tôi nhìn Trần Học Nghị mặc áo khoác ra, tay ôm mũ bảo hiểm, không khỏi sáng mắt. Trời ơi, anh trai thật là đẹp trai. Tôi nhớ Trần Học Nghị là một tay đua xe. Anh trai vừa đẹp trai, vừa ngầu, lại còn biết lái xe, đã giành được rất nhiều giải thưởng. Anh trai xuất sắc như vậy, tại sao Thẩm Vân Hy lại đến sau mới nhận ra chứ? Nếu là tôi, tôi đã ôm chặt anh ấy không buông rồi. Trần Học Nghị vốn đang buồn vì bị thương, đột nhiên nghe thấy tôi khen ngợi trong lòng, tâm trạng bỗng tốt lên. Từ hôm tiệc sinh nhật đó, anh ta đã cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, nhưng cũng không chắc chắn, cho rằng đó là ảo giác do uống rượu say. Nhưng bây giờ, gặp lại tôi, lại nghe thấy giọng nói này, anh ta lại cảm thấy tò mò. Hôm nay vốn hẹn bạn bè đi dạo biển bằng xe máy, trên đường gặp chút trục trặc, lúc tránh người đi bộ không cẩn thận ngã một cái, đến đây xử lý vết thương một chút, Trần Học Nghị thản nhiên giơ tay lên. Trên người anh ta bị chảy ra, máu lẫn với bùn đất, nhìn rất đau. Tôi hít một hơi lạnh, Trông đau quá, anh mau đi xử lý đi. Nói rồi tôi tiện tay lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Chụp ảnh làm gì? Trần Học Nghị khó hiểu. Cho chị Tư tôi xem, tôi nghịch điện thoại, trả lời, cổ phiếu của anh trai tôi, tình yêu của họ đương nhiên phải do tôi bảo vệ rồi. Tôi cúi đầu gửi riêng bức ảnh cho Thẩm Vân Hy. Thẩm Vân Hy đang hóng chuyện về Thẩm Như Giai trong nhóm chat với các chị em, thấy tôi gửi tin nhắn, cô ấy liền mở ra, phóng to bức ảnh, cau mày. Cô ấy xin phép giáo viên ra ngoài nơi có sóng điện thoại tốt, gọi video call ngay lập tức. Anh bị thương à? Vừa kết nối video call, Thẩm Vân Hy đã hỏi. Tôi xua tay, không phải em bị thương, là Trần Thiếu Gia. Nói rồi tôi lập tức chuyển camera về phía Trần Học Nghị bên cạnh. Trần Học Nghị bất ngờ lọt vào ống kính, Thẩm Vân Hy theo bản năng nín thở, ánh mắt rõ ràng có chút bối rối. Sao anh lại bị thương? Thẩm Vân Hy cau mày hỏi. Khóe miệng Trần Học Nghị nhếch lên, gặp tai nạn xe nhỏ. Tai nạn xe, Thẩm Vân Hy lo lắng. Anh còn cười được trong khi bị tai nạn xe. Thẩm Chu, mau đưa anh ấy đi bệnh viện kiểm tra xem có bị chấn thương sọ não không. Nói xong, cô ấy vội vàng cúp máy. Thật kỳ lạ, sao mình lại hơi sợ gặp Trần Học Nghị nhỉ? Thẩm Vân Hy lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu. Đều tại Thẩm Chu, nếu không nghe thấy những lời cậu ta nói trong lòng thì mình đã không ra nông nỗi này. Nhìn video cô bị cúp máy không thương tiếc, tôi nói với Trần Thiếu Gia, chị tư vẫn rất quan tâm anh đấy trần học nghị khẽ ừng một tiếng đi thôi vừa lúc tôi phải đi truyền nước tiện thể xử lý vết thương cho cậu tôi rất tự nhiên kéo tay trần học nghị có người cúp máy nhanh đấy nhưng nhắn tin thì lại rất chăm chỉ trong lúc tôi truyền nước thẩm vân hy đã gửi một loạt sticker chị tư yên tâm trần thiếu gia không sao chỉ bị chảy xước ra tay thôi y tá đã sát trùng cho anh ấy rồi thẩm vân hy trả lời tin nhắn ngay lập tức ồ Tôi chỉ thử xem sticker mới lấy trong nhóm chat có dùng được không thôi, chớt rồi còn cứng miệng. Tôi không nhịn được mà cà khịa trong lòng. Lúc tôi bỏ điện thoại xuống, Trần Học Nghị đã băng bó xong vết thương đi ra. Tôi nhìn mà giữ người, sao mình lại thấy cảnh này quen quen. Quen quen, Trần Học Nghị nhớ mày nhìn tôi. Tôi giật mình thon thót, tôi nhớ ra rồi. Bố của Trần Học Nghị, Trần Vĩnh Khang, đưa bồ nhí đi khám thai, suýt chút nữa bị Trần Học Nghị bắt gặp. Bồ Nhi bắt đầu chán ghét cuộc sống lén lút, con cái sinh ra không danh không phận nên đã âm thầm dở trò, khiến bố mẹ Trần Học Nghị ly hôn. Cái gì? Bố anh ngoại tình, Bồ Nhi còn mang thai, còn khiến bố mẹ anh ly hôn. Trần Học Nghị nghe thấy vậy, cũng không quan tâm là thật hay giả, định đi tìm đôi gian phu dâm phụ đó nói chuyện cho ra nhé. Thân phận gì mà dám làm Bồ Nhi? Theo cốt truyện gốc, Trần Học Nghị chỉ suýt chút nữa bắt gặp bố và Bồ Nhi, nhưng vẫn chưa biết chuyện Bồ Nhi mang thai sau vài lần cốt chuyện bị lệch tôi sợ lần này cũng vậy nên khi thấy trần học nghị đi ra tôi vội vàng gọi anh ta lại trần thiếu ra tôi chỉ còn một chai thuốc cuối cùng thôi đợi tôi chuyển xong rồi cùng đi nhé trần học nghị nghe vậy quay đầu nhìn tôi đi cùng cũng tốt như vậy anh ta có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi để có kế hoạch cũng có thể biết ai mới là kẻ thứ ba kia được trần học nghị thuận thế ngồi xuống bên cạnh tôi vẻ mặt nghiêm nghị không biết đang nghĩ gì tôi len lén nhìn anh ta trong lòng cảm thán. Buổi sáng là Phó Cảnh Như ngồi đây cùng tôi truyền nước, buổi chiều là Trần Học Nghị. Tôi chỉ là một pháo hôi, sao lại có thể khiến những nhân vật quan trọng này cùng tôi truyền nước chứ? Trần Học Nghị khẽ nhướng mày, nhìn tôi với vẻ thích thú, thẩm thiếu ra, hình như chúng ta chưa kết bạn, hay là kết bạn đi. Anh ta lấy điện thoại ra, mở mã QR của mình. Tôi mừng rỡ, thật sự được sao? Ngoài nam chính ra, tôi rất thích các nhân vật nam khác trong cuốn tiểu thuyết này. Phó cảnh như là bạch nguyệt quang, vậy thì Trần Học Nghị chính là đóa hồng đỏ có gai. Bây giờ anh trai chủ động kết bạn với tôi, sao tôi có thể không đồng ý chứ? Tôi lấy điện thoại ra bằng một tay, tuy thao tác hơi khó khăn, nhưng vẫn kết bạn với Trần Học Nghị, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. He he, tôi cũng có bạn là anh trai đẹp trai rồi. Trần Học Nghị nhìn nụ cười của tôi, trước đây sao không phát hiện ra cậu nhóc này thú vị như vậy nhỉ? Truyền nước xong, tôi đi cùng Trần Học Nghị ra ngoài. Tôi vừa che tay đang bị trích, vừa đảo mắt quan sát xung quanh xem có thấy bóng dáng bố Trần Học Nghị, Trần Vĩnh Khang và Bồ Nhí hay không. Trần Học Nghị nhìn tôi đi phía trước, lén lút như khỉ, không nhịn được mà cười thành tiếng. Tốt lắm, không phát hiện mục tiêu, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại cười nói với Trần Học Nghị, Trần Thiếu Gia, chúng ta đi thôi. Gọi tôi là Học Nghị là được rồi, Trần Học Nghị cười đáp. Sao được, anh hơn em 2 tuổi, vậy em gọi anh là anh trai nhé. Trần Học Nghị gật đầu. Tôi cùng Trần Học Nghị đi về phía cổng bệnh viện. Sự lo lắng vừa mới tan biến trong tôi lại ập đến ngay khi nhìn thấy Trần Vĩnh Khang. Mẹ kiếp, Trần Vĩnh Khang và Bồ Nhí. Trần Vĩnh Khang đang dìu bà bầu Bồ Nhí lên xe ở cổng bệnh viện. Anh ta vừa bước lên xe, còn quay lại hôn Bồ Nhí một cái. Ánh mắt tình tứ đó khiến tôi thấy buồn nôn. Cô gái kia trông cũng chỉ tầm 20 tuổi, chạc tuổi Trần Học Nghị. Trần Vĩnh Khang sắp 50 rồi, mà lại yêu đương với cô gái bằng tuổi con trai mình. Anh ta cũng chịu chơi thật. Cô gái kia cũng vậy, cái bụng bầu, bộ dâu quai nón của Trần Vĩnh Khang mà cũng dám hôn, còn ra vẻ tình cảm lắm, không chịu nổi. Trần Học Nghị nghe thấy tiếng lòng của tôi, cau mày. Anh ta chưa bao giờ nghĩ bố mình sẽ ngoại tình, lại còn với cô gái bằng tuổi mình, thật kinh tởm. Trần Học Nghị nhìn về phía đó, nhưng chưa kịp nhìn rõ hai người kia thì đã bị tôi kéo lại, quay trở vào bệnh viện. Anh trai, em đột nhiên nhớ ra tần hoa thần bị đâm một nhát đang nằm viện ở đây. Vừa lúc anh ở đây, hay là vào thăm cậu ta cùng em nhé không thể để trần học nghị nhìn thấy trần vĩnh khang và bà bầu bồ nhí kia được trần học nghị muốn quay lại xem cô bồ nhí kia trông như thế nào sao lại dám làm chuyện mất mặt như vậy đừng nhìn tôi đột nhiên ôm lấy mặt trần học nghị xoay đầu anh ta lại đối diện với ánh mắt của tôi nhìn thấy tôi đang lo lắng trước mặt trần học nghị chớp mắt nảy ra ý định trêu chọc tôi sao lại không được nhìn tôi ấp úng bởi vì bởi vì ở đó có một người xấu xí quá em sợ làm bẩn mắt anh mắt anh trai đẹp như vậy sao có thể nhìn thấy loại xấu xí đó chứ trần học nghị bị tôi chọc cười được rồi vậy tôi không nhìn nữa cậu không phải nói tần hoa thần bị thương sao đi thôi dù sao bây giờ cậu ta cũng là gia sư của em gái tôi tôi phải đi thăm cậu ta một chút nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm được vào thang máy trần học nghị lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó tuy không nhìn thấy cô bồ nhí kia trông như thế nào nhưng nếu hai người đó công khai đến khám thai thì chỉ cần dùng chút quan hệ điều tra một chút là sẽ rõ ràng trần học nghị cất điện thoại nhìn tôi đang đứng bên cạnh vẫn còn đang mừng thầm vì lần này cốt chuyện không bị lệch anh ta lắc đầu vẫn còn quá non nớt trong phòng bệnh vip chỉ có tần hoa thần một mình mẹ thẩm không biết đi đâu nghe thấy tiếng gõ cửa tần hoa thần ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy trần học nghị mắt cậu ta lập tức sáng lên học nghị ca sao anh lại đến đây trần học nghị bước vào Đặt mũ bảo hiểm xuống, nghe Tiểu Chu nói cậu bị đâm một nhát, tôi đến thăm cậu, không mang theo quà gì, cậu đừng để ý nhé. Lúc Tần Hoa Thần làm gia sư cho nhà họ Trần, Trần Học Nghị và em gái đều rất quý cậu ta, cảm thấy cậu ta siêng năng, cầu tiến, phương pháp giảng dạy cũng rất thú vị, khiến em gái vốn không thích học hành của anh ta, thành tích đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Tần Hoa Thần còn làm thêm việc nhà cho nhà họ Thẩm, thường xuyên gặp Thẩm Vân Hy đến nhà họ Trần nên cậu ta sẽ nói chuyện về thẩm vân hy với trần học nghị vì vậy mối quan hệ của hai người ngày càng tốt vì vậy mối quan hệ của hai người ngày càng tốt trần học nghị cũng thấy hoàn cảnh gia đình cậu ta khó khăn nên vừa tăng lương vừa tặng quà vào các dịp lễ tết ban đầu trần học nghị chỉ chắc chắn rằng mình có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi nhưng không chắc chắn nội dung trong đó là thật hay giả nhưng sau chuyện vừa rồi của trần vĩnh khang anh ta biết những gì tôi nói trong lòng rất có thể là sự thật nói cách khác Tần Hoa Thần sau này sẽ hại chết anh ta. Ánh mắt Trần Học Nghị nhìn Tần Hoa Thần có thêm vài phần thù địch. Không sao đâu, Học Nghị ca có thể đến thăm tôi đã là vinh hạnh của tôi rồi. Anh đừng đứng đó, mau ngồi đi, tôi bị thương nên không dậy được, sợ vết thương bị rách. Tần Hoa Thần cười mời Trần Học Nghị ngồi, ánh mắt vô tình lướt qua tôi đang đứng sau Trần Học Nghị, trong mắt lóe lên tia khác thường. Tôi còn không biết Học Nghị ca khi nào lại thân thiết với Thẩm Chu như vậy, gọi tiểu Chu nghe thân mật quá trước đây thẩm chu đã cướp chị gái em gái bố mẹ tôi cướp thân phận thiếu gia nhà họ thẩm của tôi bây giờ còn muốn cướp cả bạn thân của tôi nữa sao bàn tay tần hoa thần đặt dưới chăn nắm chặt thành nắm đấm trần học nghị liếc nhìn tôi đưa tay kéo tôi lại tôi cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh ta tôi rất thích tiểu chu tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích cậu ấy đúng không tôi ngẩn người tại chỗ mẹ ơi anh trai đẹp trai vừa kéo tôi ngồi xuống vừa ôm vai tôi còn nói thích tôi nữa chứ. Trời ơi, tim tôi đập nhanh quá, sắp bị hạnh phúc bao vây đến mức không thở nổi rồi. Trần Học Nghị không ngờ chỉ kéo và ôm tôi một cái mà phản ứng của tôi lại lớn như vậy. Bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hóa thành fan gơn la hết rồi. Đáng yêu thật đấy. Tần Hoa Thần nghe thấy lời anh ta nói, cười gượng gạo. Đúng vậy, bây giờ cậu ấy là anh trai trên danh nghĩa của tôi mà. Chỉ cần thẩm chu còn ở nhà họ thẩm một ngày, thì cậu ấy vẫn là thiếu gia nhà họ thẩm. Nhất định không thể để cậu ta ở lại nữa, nếu không đừng nói là người nhà họ Thẩm, đến cả Trần Học Nghị cũng bị cậu ta cướp mất. Rõ ràng tất cả những thứ này đều phải thuộc về tôi, Tần Hoa Thần, mới đúng. Lúc này, Trần Học Nghị nói, "Bây giờ cậu đã trở về nhà họ Thẩm rồi, là thiếu gia nhà họ Thẩm, vậy cậu không cần làm gia sư nữa, lương tháng trước tôi vẫn sẽ trả cho cậu." Nghe vậy, Tần Hoa Thần cảm thấy tủi thân, "Học Nghị ca, có phải em làm gì không tốt nên anh mới muốn sa thải em không?" Trước kia, Trần Học Nghị rất dễ bị cậu ta dụ dỗ, bây giờ nhìn thấy cậu ta tỏ vẻ đáng thương, anh ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Bây giờ cậu là thiếu gia nhà họ thẩm, nhà họ thẩm giàu có hơn nhà họ Trần nhiều, chắc cậu cũng không coi trọng số tiền lương gia sư ít ỏi này nữa. Mắt tần hoa thần ngấn lệ, không sao đâu, em có thể không lấy tiền. Thành tích của em gái anh vất vả lắm mới được cải thiện, nếu em bỏ dở giữa chừng, lỡ thành tích của em ấy lại tụt sốc thì sao? Nói như thể không có cậu ta thì em ấy không học được vậy. Đừng tự nâng mình lên quá cao. Gia sư ai làm cũng được. Cậu là cái thá gì? Thành tích của tôi vẫn đứng đầu toàn trường. Cậu luôn đứng thứ hai sau tôi. Dạy một học sinh tiểu học mà bày đặt. Tôi thầm cà khịa trong lòng. Khóe miệng Trần Học Nghị hơi nhếch lên. Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi. Chân thành mời. Tôi nhớ Thẩm Vân Hy từng nói. Từ tiểu học đến trung học. Thành tích của cậu luôn đứng đầu toàn trường. Hay là cậu đến làm gia sư cho em gái tôi nhé? tôi giữ người à đúng vậy chính là cậu cậu tính cách tốt như vậy tôi nghĩ em gái tôi nhất định sẽ rất thích cậu hơn nữa có cậu người đứng đầu toàn trường này kèm cặp chắc chắn thành tích của em ấy sẽ tiến bộ vượt bậc trần học nghị nhìn tôi với ánh mắt long lanh khiến tôi không thể từ chối được thôi học nghị ca anh ta căn bản không biết tình hình học tập của em gái anh tần hoa thần chưa nói xong đã bị trần học nghị lạnh lùng liếc nhìn tôi muốn thẩm chu làm gia sư cho em gái tôi cậu có ý kiến gì sao? Tần Hoa Thần nhìn thấy ánh mắt của anh ta liền im bặt. Trước kia Trần Học Nghị không đối xử với cậu ta như vậy. Tuy không phải là anh em ruột thịt, nhưng cũng là bạn bè không có gì giấu giếm. Anh ta còn thường xuyên tặng quà cho cậu ta. Bây giờ, vì một thẩm chu mà lại dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy để nhìn cậu ta. Tần Hoa Thần nhìn chằm chằm vào tôi, mím chặt môi. Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ta như muốn giết chết tôi vậy. Ánh mắt đó, lẽ nào cậu ta muốn giúp tôi tránh xa nam chính? trân trọng mạng sống. Trần Học Nghị kéo tay tôi đứng dậy, cũng muộn rồi, chúng tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Không đợi Tần Hoa Thần nói gì, Trần Học Nghị đã kéo tôi ra khỏi phòng bệnh. Tần Hoa Thần tức giận đấm mạnh xuống giường, thẩm chu, đồ khốn. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay Trần Học Nghị đang nắm tay mình, trong lòng dối bời. Không phải Trần Học Nghị và Tần Hoa Thần có quan hệ rất tốt sao? Hôm nay là sao vậy? Sao lại không cho cậu ta làm ra sư nữa? Dù anh ta không thiếu tiền, làm gia sư cũng không sao mà hơn nữa còn đích thân yêu cầu tôi làm gia sư cho em gái anh ta lẽ nào anh ta và tần hoa thần hợp tác để hãm hại tôi nghĩ đến khả năng này tôi bừng tỉnh ngộ khóe miệng trần học nghị hơi giật giật quay đầu nhìn tôi vừa định giải thích thì nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh chữa gì mà chữa nhà chúng tôi không có tiền chữa bệnh đi về nhà với tôi không biết mẹ của bùi tiếu tìm đến bệnh viện khang dương bằng cách nào bà ta đang kéo bùi tiếu đi mẹ không chữa bệnh con sẽ chết đấy bùi tiếu không muốn đi nhìn thẩm như dai phía sau cầu cứu thẩm như dai bước tới kéo tay mẹ bùi tiếu ra che chở bùi tiếu phía sau bác gái bùi tiếu bị bệnh tim nếu không nằm viện điều trị tính mạng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào mẹ bùi tiếu trừng mắt nhìn bùi tiếu rồi nhìn thẩm như dai hừ lạnh tôi nhận ra cô rồi đấy chính là cô lúc phẫu thuật đã hại chết một mạng người trên mạng đang lan truyền ẩm ĩ cô là bác sĩ vô lương con trai tôi không thể nào bị bệnh tim từ nhỏ nó đã rất khỏe mạnh tôi thấy bà là muốn kiếm tiền bất chính cố tình lừa con trai tôi nói nó bị bệnh tim nói xong bà ta đi vòng ra sau thẩm như dai kéo bùi tiếu đi về nhà với tôi thẩm như dai chắn trước mặt bà ta bà ta không thể nào kéo bùi tiếu đi được tôi cảnh cáo bà đây là chuyện của mẹ con chúng tôi cô đừng xen vào thẩm như dai che chắn cho bùi tiếu phía sau cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt mẹ bùi tiếu Bùi Tiếu bị bệnh là đã được kiểm tra toàn diện, không phải bịa đặt. Bà còn gây rối nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Cô gọi đi, cho dù Bùi Tiếu có bị bệnh thật, thì chúng tôi cũng không có tiền chữa. Cô muốn chúng tôi bỏ tiền ra, vậy cô chính là lừa đảo. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô, lừa đảo cộng thêm giết người, cô chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Mẹ Bùi Tiếu hùng hổ, không hề sợ hãi những lời bàn tán xung quanh. Bùi Tiếu nghe mà thấy khó chịu trong lòng, cậu ta đưa tay kéo nhẹ vạt áo thẩm như dai, bác sĩ thẩm con vẫn nên về với mẹ thôi mẹ con nói đúng nhà chúng con không có tiền chữa bệnh nói rồi cậu ta định bước ra từ phía sau thẩm như dai đột nhiên có người chắn trước mặt cậu ta đẩy cậu ta trở lại bác gái bác có chút kiến thức pháp luật nào không vậy chữa bệnh tốn tiền là lẽ đương nhiên bác sĩ dựa vào năng lực cứu người nhận lương sao lại gọi là lừa đảo được còn nữa lúc chị tôi cứu sống người ta sao không thấy mọi người đăng lên mạng khen chị ấy là thần y là hoa đà tái thế. Trên bàn mổ, bệnh nhân đột ngột bị xuất huyết não, các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng không thể giành lại mạng sống từ tay Diêm Vương, vậy mà mọi người lại ầm ĩ mắng chị ấy là kẻ giết người, có còn lương tâm không vậy? Tôi thật sự không nhịn được nữa nên đã đứng ra, mẹ của Bùi Tiếu này thật sự quá đáng. Bùi Tiếu rõ ràng đã tìm được người hiến tim phù hợp, có thể sống sót, nhưng vì tiền, bà ta lại muốn bán đi trái tim khó khăn lắm mới tìm được. Nếu không làm vậy, Bùi Tiếu cũng sẽ không chết vì biến chứng. Thẩm Như dai cúi đầu nhìn tôi đang đứng trước mặt mình, ánh mắt phức tạp. Mẹ Bùi Tiếu bị mắng đến mức không nói nên lời, chỉ tay vào tôi mắng chửi liên tục. Tôi nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình của bà ta, chỉ dùng một chút lực, mẹ Bùi Tiếu đã kêu la đau đớn. "Bà, bà, bà. Bà cái gì mà bà? Đây là bệnh viện, không phải nhà bà, phiền bà đừng gây rối ở đây. Chuyện chữa bệnh của Bùi Tiếu không cần bà phải lo lắng." Chị tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu bà còn muốn đưa Bùi Tiếu đi, tôi sẽ báo cảnh sát, nói bà vì tiền mà muốn hại chết con trai mình, không cho cậu ấy chữa bệnh, xem cảnh sát có bắt bà hay không. Đối với loại người vô lý, cái cùn như bà ta, báo cảnh sát là hiệu quả nhất. Quả nhiên, vừa nghe tôi nói muốn báo cảnh sát, bà ta đã sợ đến mức không dám làm loạn nữa. Tôi không gây rối nữa, tôi không đưa nó đi nữa. Đau quá, đau quá, cậu buông tôi ra. Nghe vậy tôi buông bà ta ra bà ta ôm lấy bàn tay đang đau lại liếc nhìn bùi tiếu đang đứng sau thẩm như dai với vẻ tức giận mày cứ đợi đấy nói xong bà ta vội vàng chạy ra ngoài sợ bị cảnh sát bắt cảm ơn cậu bùi tiếu nói với tôi tôi cười xua tay chuyện nhỏ thôi đừng khách sáo nhưng sao cậu biết tên tôi bùi tiếu chưa từng gặp tôi cậu ta nghi ngờ hỏi tôi nhìn thẩm như dai vội vàng nói nghe chị cả tôi nói thẩm như dai bất lực lắc đầu đứa nhỏ này nói dối không chớp mắt cậu ấy là em trai tôi cậu yên tâm tôi sẽ nói với bảo vệ không để mẹ cậu vào đây nữa cậu cứ yên tâm nằm viện điều trị uống thuốc đầy đủ đợi có tim phù hợp là có thể phẫu thuật bùi tiếu cười toe toét ánh mắt lấp lánh cảm ơn bác sĩ thẩm tôi nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng cảm khái ngàn vạn đúng là một đôi trời sinh thẩm tiểu thư trần học nghị bước đến chào thẩm như dai thẩm vân hy không có ở đây Thẩm Như Giai liếc nhìn anh ta. Tôi không tìm Thẩm Vân Hy, tôi rất thích Thẩm Chu, tôi muốn cậu ấy tối nay đến nhà tôi ở. Mắt tôi sáng lên, thật sao? Không phải chứ Thẩm Chu, bộ dạng hớn hở này là sao? Nhớ đây là mỹ nhân kế thì sao? Nhớ anh ta và Tần Hoa Thần hợp tác để hãm hại cậu thì sao? Kiềm chế một chút được không? Thẩm Như Giai cao mày, không được, cậu ấy có nhà, tại sao phải ở nhà anh? Trần Học Nghị bĩu môi, nhà các cô đâu phải nhà của Thẩm Chu em trai ruột của cô là tần hoa thần thẩm chu cùng lắm chỉ là con nuôi của nhà họ thẩm thôi nói xong anh ta nhìn tôi với vẻ chân thành tiểu chu tôi nghiêm túc đấy tôi sẽ không làm hại cậu tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi từ nhỏ đến lớn tôi không có nhiều bạn bè chắc cậu sẽ không từ chối tôi chứ anh đẹp trai vì tôi mà đấu đá với chị đại rồi đây đúng là chuyện hiếm thấy trong đời tôi vui quá niềm vui trên mặt tôi không thể giấu nổi gật đầu lia lịa được được ạ à? thẩm như dai trừng mắt nhìn tôi thẩm chu không được đi chị cả chỉ ở một đêm thôi mà không sao đâu trong mắt tôi chỉ có anh đẹp trai nào còn thẩm như dai nữa khi trần học nghị đưa tôi đi anh ta còn quay đầu lại khiêu khích thẩm như dai thẩm như dai mím môi cảm thấy có gì đó không ổn liền lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat trần học nghị có vấn đề trần học nghị đưa tôi đến trước chiếc mô tô của anh ta chiếc xe đẹp quá nhìn thấy xe của anh ta mắt tôi sáng rực chiếc xe màu đen toàn thân, điểm xuyết bằng yên xe màu đỏ, trên đó vẽ một bông hồng đỏ, viền vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Thấy tôi thích, Trần Học Nghị liền cười, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng, đội lên đầu tôi. Lên xe, tôi đưa cậu đi dạo một vòng, cảm nhận thử. Trần Học Nghị vươn chân dài, bước lên xe, tôi cũng vội vàng leo lên, đưa tay ôm eo Trần Học Nghị. qua wow, cơ bụng tám múi, săn chắc quá, sở thích thật. Kế hoạch, hụt trần học nghị bị tôi làm cho ho sặc sụa nào lên đường nói xong chiếc xe lao vút đi gió rít bên tai không lâu sau chúng tôi đến bờ biển tôi nhìn ra biển sóng nước lấp lánh đẹp vô cùng trước kia tôi luôn nói sau này có tiền sẽ đưa bà nội đi biển nhưng sau khi tốt nghiệp đi làm kiếm tiền tôi lại không có thời gian bây giờ xuyên đến thế giới này tôi lại càng không có cơ hội đưa bà đến biển nữa cảnh tượng này khiến tôi không khỏi chạnh lòng giá như bà nội cũng ở đây thì tốt biết mấy nhận thấy tâm trạng tôi không ổn trần học nghị tấp xe vào lề xuống bãi biển đi dạo một chút không nhanh lên túm lấy chân nó tao túm tay nó chúng ta ném nó xuống biển ha 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 tiếng cười hả hê vang lên bên tai nghe rất trói tai tôi nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động đó là một đám nam nữ đang định nhấc cô gái bị vây ở giữa lên ném xuống biển thật là kinh tởm trần học nghị cũng nhìn thấy buông một câu chê bài Tôi chỉ liếc nhìn, lúc thu hồi tầm mắt, tôi tinh ý nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô gái bị nhấc lên. Trời ạ, à, Phó Vãn Thu. Tôi nhanh chóng suy nghĩ, khoan đã, Phó Vãn Thu bị bạn học cấp 3 bắt nạt, ném xuống biển, đoạn này không phải là sau khi Tần Hoa Thần bày mưu tính kế mới xảy ra sao? Bạn học cấp 3 học lớp, hẹn nhau ra bờ biển, Phó Vãn Thu bị bắt nạt, ném xuống biển. Tần Hoa Thần vừa lúc đang chơi ở biển cùng Trần Học Nghị, thấy chuyện bất bình, liền ra tay cứu Phó Vãn Thu. Tôi nhìn chằm chằm về phía phó vãn thu, cau mày. Sao cốt chuyện lại bị đẩy lên trước rồi, tần hoa thần cũng không có ở đây. Chẳng lẽ lại muốn tôi ra tay cứu người sao? Cái hệ thống chớt tiệt này. Trần Học Nghị nhìn tôi chằm chằm, sao mình lại không hiểu cậu ấy đang nói gì nhỉ? Phó Vãn Thu là ai? Phó Vãn Thu vốn định vùng vẫy thoát thân, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của tôi, ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi. Chỉ liếc nhìn một cái, cô ta đã nhận ra tôi là người đã cứu cô ta hôm đó ánh mắt cô ta tối sầm lại không phản kháng nữa mặc cho lũ người xấu xa kia nhấc mình lên ném xuống biển lần trước cậu ta đã ra tay cứu mình lần này cậu ta có ra tay nữa không hơn nữa những gì cô ta nghe thấy dường như là tiếng lòng của cậu ta trong tiếng lòng của cậu ta dường như cô ta còn là nữ chính nữa bùm phó vãn thu bị ném xuống biển cô ta vùng vẫy dưới nước trông rất đau khổ cứu cứu ha 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 nhìn nó kìa giống con cóc gảy quá ha 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 phó vãn thu cho dù bây giờ mày không học cùng trường với bọn tao bọn tao muốn tìm mày chơi thì có nhiều cách lắm đừng hòng thoát khỏi bọn tao mấy nam nữ đứng bên cạnh xem náo nhiệt cười khoái trá như thể bắt nạt người khác là một chuyện rất thú vị tôi rất bực mình dù sau này phó vãn thu có là nhân vật phản diện xấu xa thì những kẻ bắt nạt này cũng không đúng sao ký chủ phó vãn thu chìm xuống rồi giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, kéo tôi về thực tại. Không còn cách nào khác, cốt truyện bị đẩy lên trước, tần hoa thần lại không có ở đây, chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Tôi chạy đến bờ biển, không nói hai lời, nhảy xuống nước, bơi về phía phó vãn thu. Đầu cô ta đã chìm xuống nước, tôi nín thở, lặn xuống, nhìn thấy cô ta, vội vàng kéo cô ta lên. Lúc này, Trần Học Nghị cũng ném ra một chiếc phao bơi. Tôi một tay kéo phó vãn thu, một tay ôm phao, cố gắng bơi vào bờ mấy kẻ bắt nạt nhìn thấy tôi cứu phó vãn thu lên nụ cười trên mặt lập tức biến mất lạnh lùng nhìn tôi này khuyên mày đừng xen vào chuyện của người khác có tin lát nữa người bị ném xuống biển là mày không cô gái cầm đầu đi về phía tôi vẻ mặt khó chịu tôi đặt phó vãn thu xuống đất lạnh lùng nhìn lũ người kia vặn cổ phát ra tiếng rắc rắc xem ai ném ai xuống nước nào thật là xui xẻo mấy hôm trước mới rơi xuống biển sau đó phó vãn thu lại bị mưa làm ướt bị ốm bây giờ lại khiến tôi bị cảm còn phải nhảy xuống biển cứu người còn chưa xong nữa sao tôi tiến lên một bước dễ dàng nhấc bổng cô gái đang nói khoác lên quăng cô ta xuống biển mấy người còn lại thấy vậy liền xông lên định khống chế tôi thẩm chu cẩn thận trần học nghị vừa định ra tay giúp đỡ thì thấy tôi dễ dàng né tránh sự tấn công của họ ném từng người xuống biển tôi nhìn mấy người đang vùng vẫy dưới biển hư lạnh một tiếng lần sau gặp ông đây thì nhớ đi đường vòng tôi cúi đầu nhìn phó vãn thu đang nằm trên đất cô ta nhắm chặt mắt có vẻ như đã ngất đi cô ta có hào quang nữ chính cho dù không hô hấp nhân tạo chắc cũng không chớt được đâu nhỉ hơn nữa cô ta còn là sân bay chắc chắn đang giả vờ ngất xỉu phó vãn thu nghe thấy tiếng lòng tôi cảm thấy cạn lời mấy người bị ném xuống biển ho sặc sụa bò lên bờ nhìn thấy tôi liền theo bản năng muốn bỏ chạy người đàn ông này đáng sợ quá đứng lại Tôi gọi họ. Mấy người đó không tự chủ được mà dừng bước. Hô hấp nhân tạo cho cô ta, khi cô ta tỉnh lại, nói với cô ta rằng người cứu cô ta tên là Tần Hoa Thần. Còn nữa, đừng có nghĩ đến chuyện bắt nạt cô ta nữa. Nếu để tôi biết, sẽ không chỉ đơn giản là ném các người xuống biển đâu. Mấy người đó nhìn nhau, rồi lủi thủi quay lại chỗ Phó Vãn Thu, "Vâng, vâng." Sau khi dặn dò xong, tôi đi về phía Trần Học Nghị, "Anh trai, chúng ta đi thôi." Khóe miệng Trần Học Nghị không khỏi nhếch lên. Thú vị thật, cốt truyện này càng ngày càng thú vị, vậy mà còn có cả nữ chính nữa. Lúc sắp đi, anh ta liếc nhìn Phó Vãn Thu đang nằm trên bãi biển, ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Tôi thấy có người đang nhìn từ phía sau lều trại, nhưng khi tôi nhìn qua, người đó đã nhanh chóng lẩn trốn. Kỳ lạ thật. Thấy tôi và Trần Học Nghị rời đi, mấy kẻ bắt nạt nhìn nhau, vẻ mặt quyết tâm báo thù, rửa hận. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bị con trai bắt nạt như vậy. Xem tôi có cho nó một bài học hay không. Họ căn bản không để tâm đến lời tôi nói, càng không thể nào hô hấp nhân tạo cho Phó Vãn Thu. Mấy người đó bỏ mặc Phó Vãn Thu đang nằm bất tỉnh trên đất, đuổi theo tôi và Trần Học Nghị. Khi Phó Vãn Thu từ từ mở mắt ra, trước mặt cô ta là một người đàn ông. "Cậu không sao chứ?" Tần Hoa Thần thấy cô ta tỉnh lại, lo lắng hỏi. "Phó Vãn Thu có chút cảnh giác với anh ta, cậu là?" Tần Hoa Thần mỉm cười, "Vừa rồi là tôi cứu cậu lên, tôi tên là Tần Hoa Thần." Tôi vừa nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Trần Học Nghị, còn chưa kịp đội lên thì đã nghe thấy tiếng xe máy gầm rú bên tai, chói tai đến mức đau cả màng nhĩ. Mấy người đó lái xe chạy qua, giật lấy túi sách của tôi, còn không quên quay đầu nhìn tôi, vênh váo dơ cao túi sách, như thể đang khoe chiến lợi phẩm. Tôi không thèm nhìn họ, ngu ngốc. Lên xe, tôi đuổi theo lấy lại túi cho cậu, Trần Học Nghị bước lên xe. Tôi vội vàng leo lên. Mấy người đó chỉ là tay mơ thôi, lái xe trước mặt Trần Học Nghị, một tay đua chuyên nghiệp chẳng khác nào trò đùa trần học nghị tăng tốc rất nhanh tôi ôm chặt eo anh ta một cú drift đẹp mắt anh ta dừng xe ngay trước mặt mấy người đó chặn đường họ lại chạy mau họ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng tốc độ không nhanh bằng tôi tôi tháo mũ bảo hiểm ném về phía trước chúng ngay đầu người vừa giật túi của tôi tên đó còn chưa kịp hoàn hồn đã bị tôi đá xuống xe mấy người còn lại thấy vậy đều sững sờ tôi bực mình giật lại túi sách từ tay tên đang nằm dưới đất ôm mông kêu la. Đã bảo đừng chọc tôi, đừng chọc tôi, còn dám giật túi của tôi, đợi cảnh sát đến dạy dỗ các người đi. Nghe thấy cảnh sát sắp đến, mấy người đó muốn chạy nhưng bị tôi và Trần Học Nghị chặn lại. Trần Học Nghị vừa dừng xe đã báo cảnh sát, gần đây cũng có đồn cảnh sát, chưa đến 10 phút sau, cảnh sát đã đến. Sau khi hỏi han sơ qua, cảnh sát đã đưa họ đi. Đến biệt thự nhà họ Trần, Trần Vĩnh Khang vẫn chưa về mẹ và em gái của trần học nghị cũng không có nhà tôi theo trần học nghị vào phòng anh ta nhận lấy bộ đồ ngủ anh ta đưa đồ ngủ mới tôi chưa mặc lần nào mau đi tắm đi nếu không cảm lạnh của cậu sẽ nặng hơn đấy trần học nghị đẩy tôi vào phòng tắm tôi nằm trong bồn tắm nước nóng chảy qua cằm ấm áp dễ chịu vô cùng hệ thống mày ra đây tôi gọi hệ thống vội vàng xuất hiện ký chủ có chuyện gì vậy tôi nhìn nó với vẻ u oán Mày nói cho tao biết tại sao cốt truyện lại bị đẩy lên trước. Phó Vãn Thu bị ném xuống biển rõ ràng là chuyện xảy ra sau khi Tần Hoa Thần bày mưu tính kế mà. Bây giờ lại xảy ra trước. Hiện tại, Tần Hoa Thần không những chưa gặp Phó Vãn Thu mà còn chưa liên lạc với Phó Cảnh Như. Hệ thống nghe vậy, toát mồ hôi lạnh, ký chủ, nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do anh. Tại sao? Tại tao. Đúng vậy, anh không chớt, vậy thì cốt truyện đã bị lệch rồi. Nhưng nếu anh muốn quay về, anh phải đưa cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo. Hệ thống đổ lỗi cũng giỏi thật, đổ hết lên đầu tôi. Tôi thầm lườm nó, tao không về được là lỗi của ai. Chẳng phải là do mày cho thời gian quá ít sao. Xem ra nhiệm vụ của tao còn gian nan lắm đây. Trần Học Nghị nhận được một cuộc điện thoại, thiếu ra, đã điều tra ra rồi. Hôm nay Trần Tổng đến bệnh viện Khang Dương là đi cùng Lisa. Lisa, Trần Học Nghị cao mày, cái tên này nghe quen quen. Là Lisa, thư ký cũ của Trần Tổng, khả năng làm việc của lisa rất tốt luôn làm việc rất tốt không biết vì lý do gì mà trần tổng lại sa thải cô ta nhưng mà hôm nay trần tổng đưa cô ta đến khoa sản của bệnh viện khang dương người đó không nói tiếp trần học nghị nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe sang trọng đang chạy vào khu biệt thự dừng lại trước cửa nhà họ trần dường như ánh đèn cũng trở nên ảm đạm tôi biết rồi gửi hồ sơ của lisa cho tôi lúc tôi xuống lầu trần vĩnh khang vừa lúc trở về nhìn thấy ông ta tôi theo bản năng liếc nhìn phía sau không thấy bà bầu bồ nhí đâu không thấy bà bầu tôi thở phào nhẹ nhõm trần vĩnh khang vừa mới đưa ly ra về nhìn thấy con trai không khỏi có chút trột dạ học nghị sao hôm nay còn lại về nhà không phải con định đi dạo biển ở lại biệt thự ven biển sao trần học nghị cười nhạt nụ cười có chút gượng gạo đúng vậy ban đầu con định đi dạo biển rồi ở lại đó nhưng trên đường bị tai nạn phải đến bệnh viện khang dương xử lý vết thương nghe thấy ba chữ bệnh viện khang dương trần vĩnh khang rõ ràng giữ người bị thương nặng không để bố xem ông ta bước đến muốn xem vết thương của trần học nghị trần học nghị né tránh không sao chỉ bị chảy xước ra một chút thôi hai bố con đều có tâm sự trần vĩnh khang lúng túng quay đầu nhìn thấy tôi thẩm thiếu ra chào bác tôi lễ phép gật đầu hôm nay thẩm chu ở nhà chúng ta nhé hiếm khi con dẫn bạn về nhà chơi mà hai bố con không nói gì nữa Tôi thấy kỳ lạ, quan hệ của hai bố con họ rất tốt mà, sao hôm nay mình lại cảm thấy không khí có vẻ không đúng lắm. Thẩm Chu, đói chưa? Đi ăn cơm thôi." Trần Học Nghị định đưa tôi đến phòng ăn, nhưng bị Trần Vĩnh Khang kéo lại. Tôi biết họ có chuyện muốn nói, nên nhanh chóng rời đi đến phòng ăn. Trần Vĩnh Khang liếc nhìn tôi, nhỏ giọng nói, "Cậu chủ thật sự của nhà họ Thẩm là Tần Hoa Thần, Thẩm Chu không còn là Thẩm thiếu gia ngày xưa nữa. Nếu muốn lấy lòng thì con nên lấy lòng Tần Hoa Thần." Trước kia quan hệ của con và tiểu thần cũng rất tốt, làm thân với cậu ta, chuyện thẩm vân hy gả cho con chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao. Trần Học Nghị rút tay ra khỏi tay ông ta. Vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, thích thẩm vân hy là chuyện của con, bố đừng đem tình cảm của con ra làm công cụ để lấy lòng nhà họ thẩm, kết thông ra với nhà họ thẩm. Trần Vĩnh Khang còn chưa nói xong, Trần Học Nghị đã bước qua ông ta, đi về phía phòng ăn. Lúc ăn cơm, tôi không thấy mẹ và em gái của Trần Học Nghị, liền hỏi một câu. Họ đến nhà bà ngoại rồi, phải mấy hôm nữa mới về." Trần Học Nghị trả lời. Ăn cơm xong, xem TV một lúc thì đến giờ đi ngủ. Tôi nằm trên giường, nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đường dây điện ở khu nhà cũ ngoại ô không ổn định, đèn ở cầu thang cứ chớp tắt liên tục. Cứ mỗi bước Phó Vãn Thu đi lên, đèn lại tắt một lần. Cô ta chậm rãi leo lên tầng 4, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Lúc bật công tắc, đèn phòng khách mãi không sáng. Không biết là do chưa đóng tiền điện bị cắt điện hay là bóng đèn bị hỏng, cậu ta cũng không để ý, cởi giày vào nhà. Dựa vào ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa sổ, cậu ta đi đến trước bàn thờ của mẹ. Cậu ta đặt chiếc bánh kép trong tay lên bàn thờ, là bánh của tiệm mẹ thích nhất đấy. Nói xong, cậu ta đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhặt bảng vẽ và bút chì từ dưới đất lên, mượn ánh sáng yếu ớt vẽ lên giấy. Không lâu sau, hình người trên giấy đã hiện ra. Cậu ta vẽ chính là Thẩm Chu. Phó Vãn Thu nhìn chằm chằm vào người trong bức tranh, vẻ mặt nghiêm nghị. Hai lần cậu đều tình cờ xuất hiện như vậy, còn cứu tôi hai lần, rốt cuộc là có mục đích gì? Còn những giọng nói cậu ta nghe thấy là? Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi vang lên. Phó Vãn Thu nghe máy, "Tiểu Phó, dự án phát triển phần mềm mới của cô lần trước, bên Thiên Duyệt đã đồng ý hợp tác, nhưng bên đó yêu cầu gặp mặt nhà thiết kế, tuần này cô có rảnh không?" Phó Vãn Thu vẽ những sợi tóc của Thẩm Chu, thản nhiên nói: vẫn theo cách cũ đi, anh thay tôi để nó. Đầu dây bên kia thở dài, giả vờ tiếc nuối, nhưng giọng điệu lại có chút vui mừng. Được rồi, cô còn trẻ, đến đó dễ bị người ta bắt bẻ, chưa chắc đã đàm phán được. Nhưng cô yên tâm, tiền công của cô, tôi sẽ không thiếu một đồng nào đâu. Vậy thì cảm ơn Tần Tổng. Nói xong, Phó Vãn Thu chủ động cúp máy. Cuộc gọi được tự động ghi âm lại. Lúc tôi thức dậy xuống lầu, thấy Trần Học Nghị đang chơi với một chú chó phốc sóc trắng ở trong vườn nghe thấy tiếng động trần học nghị nhìn qua ném quả bóng trong tay ra xa chú chó vui vẻ chạy đi nhặt bóng tỉnh rồi à đồ dùng vệ sinh cá nhân mới tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi tôi nhìn chằm chằm chú chó phốc sóc bên cạnh trần học nghị bước tới gần trái tim tan chảy chú chó này là của anh nuôi sao chó của em gái tôi bố mẹ tôi bận đi làm không có thời gian chơi với nó lúc đó tôi cũng còn đi học cũng không có thời gian chơi với nó nên vào sinh nhật năm tuổi của nó bố tôi đã tặng chú chó phốc sóc này cho nó làm quả đây là bảo bối của nó đấy đáng yêu lắm đúng không trần học nghị cười xoa đầu chú chó chú chó cọ cọ vào lòng bàn tay anh ta rất ngoan ngoãn dễ thương khiến tôi ngứa ngáy tay chân tôi có thể sờ nó không đương nhiên rồi tôi sờ đầu chú chó mềm mại vô cùng hồi nhỏ tôi cũng nuôi một chú chó nhưng sau đó bị người ta trộm mất chắc là chó quý lắm nhỉ trần học nghị nghĩ chó quý thì mới bị người ta dòng ngó tôi lắc đầu không nói gì chỉ là một chú chó cỏ thôi nuôi được hai năm lúc tôi và bà nội không có nhà bị người trong làng trộm mất tối hôm đó họ còn gọi cả họ hàng đến ăn thịt chó tôi sẽ không bao giờ quên bộ mặt của gia đình đó khi tôi và bà nội đến đòi chó ghê tởm đáng sợ như lũ trực cống sống trong cống rãnh trần học nghị nhìn tôi tôi đang chơi với chú chó trên mặt cũng nở nụ cười nhưng qua tiếng lòng của tôi trần học nghị rõ ràng cảm nhận được nỗi buồn của tôi trần học nghị muốn nói vài lời an ủi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống chỉ đưa tay vỗ vai tôi đi thôi ăn sáng nào còn phải đưa cậu đến bệnh viện truyền nước nữa trần học nghị lái xe đưa tôi đến bệnh viện anh ta lái chiếc xe tăng màu đen giống như chiếc mô tô của anh ta rất phù hợp với tính cách của anh ta vừa ngầu vừa đẹp trai chiếc xe này là tôi mua bằng tiền thưởng khi mới bắt đầu thi đấu hai năm đó không tốn một xu nào của bố tôi ngầu chứ Trần Học Nghị thấy tôi mắt sáng rực, không khỏi tự hào nói: "Tôi giơ ngón tay cái lên, siêu ngầu luôn, nhà giàu như vậy, mua xe cũng dùng tiền thưởng của mình, đúng là anh đẹp trai tự do về kinh tế, sao lại không ngầu cho được." Trần Học Nghị mỉm cười: "Lần sau tôi thi đấu, tôi gọi cậu đến xem nhé." "Thật sự được sao?" "Đương nhiên rồi." Tôi qua trời mưa, mặt đường có nước đọng, phó cảnh như xuống xe, suýt chút nữa dẫm vào vũng nước, may mà chân dài, dễ dàng bước qua. Phó tổng, tiệm thiết kế trang sức này mấy năm trước còn khá nổi tiếng, lượng khách cũng đông, nhưng sau khi nhà thiết kế hàng đầu rời đi, nó đã xuống dốc rồi. Anh mua lại tiệm này chẳng phải là làm ăn thua lỗ sao?" Trợ lý Cất Ô nhìn tiệm thiết kế trang sức đối diện đang treo biển hiệu thanh lý. Cây cối trước cửa đều khô héo, nhìn là biết không có ai chăm sóc. Tiệm này mà muốn khôi phục lại thì phải tốn không ít công sức đấy." Phó cảnh Như khẽ nhếch mày, "Cậu hiểu gì chứ? Chuyện này không đơn giản như vậy đâu." Vừa dứt lời, một chiếc xe tăng màu đen lao vút qua phía sau bánh xe cán lên vũng nước bắn tung tóe trợ lý còn chưa kịp mở ô lưng phó cảnh như đã ướt sũng trợ lý nhìn chiếc ô đã mở trong tay mình lúng túng cúi đầu đi mua cho tôi bộ đồ mới phó cảnh như cau mày tôi vừa đến cổng bệnh viện đã thấy thẩm mộc mộc cậu ấy chạy đến nắm lấy tay tôi quan sát tôi từ trên xuống dưới thấy tôi không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm tôi là quái vật à anh trai cậu ở nhà tôi một đêm tôi có thể ăn thịt cậu ấy hay sao? Trần Học Nghị thấy Thẩm Mộc Mộc lo lắng như vậy, không nhịn được mà cà khịa. Thẩm Mộc Mộc che chở tôi phía sau, nhìn Trần Học Nghị với vẻ thù địch, dù sao anh cũng không có ý tốt. Cái thằng này, sao lại nói chuyện như vậy? Chị có dạy em phải lễ phép không? Gọi là anh Học Nghị, tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ấy. Thẩm Mộc Mộc mới miễn cưỡng gọi Trần Học Nghị là anh trai. Em gái cậu ở đây rồi, vậy tôi không ở lại truyền nước cùng cậu nữa. Tôi còn có việc, đi trước nhé trần học nghị lên xe rời đi tôi nhìn thẩm mộc mộc hỏi sao em lại ở bệnh viện em nghĩ anh phải đến truyền nước nên em đến đây đợi đợi bao lâu rồi hai tiếng rồi lâu như vậy sao em không gọi cho anh thẩm mộc mộc giơ điện thoại lên trên đó hiển thị cô ấy đã gọi cho tôi mấy chục cuộc điện thoại anh tắt máy lúc này tôi mới nhớ ra tối qua điện thoại hết pin nên đã tắt máy vẫn chưa sạc là lỗi của anh sao em lại phải đợi anh anh chỉ truyền nước thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn. Sức khỏe của anh là chuyện lớn đối với em." Thẩm Mộc Mộc nghiêm túc nói. Tôi bất lực, nhưng càng cảm động hơn. Trần Học Nghị lái xe đến nơi hẹn, lúc anh ta vào quán cà phê, Lisa đã đến. Cô ta đang dựa vào ghế, trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn bồng bềnh. Cô ta mặc một chiếc váy rộng, nhưng vẫn không thể che giấu chiếc bụng đã lộ rõ. Cô ta đang cầm ly sữa nóng, nhấp từng ngụm nhỏ. Trần Học Nghị đang quan sát cô ta bỗng dưng bị phát hiện lisa thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ nhìn về phía trần học nghị trần học nghị quay đầu đi tránh ánh mắt của cô ta đi đến trước quầy gọi đồ chào cô cô là lisa phải không người mà trần học nghị đã sắp xếp từ trước đã đi đến trước mặt lisa lisa nhìn anh ta không thấy trần học nghị đâu xin chào tôi là lisa lisa tiểu thư chuyện là thế này công ty chúng tôi đang thiếu nhân sự muốn mời cô đến làm quản lý hành chính những điều này hôm qua tôi đã trao đổi kỹ với cô trên mạng rồi, nhưng cô đã từ chối. Tôi muốn biết lý do là gì. Lisa nghe vậy, mỉm cười, xoa bụng. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi đang mang thai, còn 3 tháng nữa là sinh rồi. Điều đó không ảnh hưởng gì. Công ty chúng tôi không hề có sự phân biệt đối xử nào đối với phụ nữ mang thai. Ngược lại, phúc lợi dành cho bà bầu của chúng tôi rất tốt, ngày nghỉ cũng nhiều. Trần Học Nghị vừa quan sát tình hình bên kia, vừa nhấc tách cà phê lên uống. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Làm sao sếp của các anh biết tôi?" Lisa tò mò hỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta đến làm thư ký cho Trần Vĩnh Khang, chưa từng làm công việc nào khác. Làm sao người phụ trách nhân sự này lại biết cô ta? Người phụ nữ không hề nao núng, mỉm cười đáp, "Sếp chúng tôi là bạn của Trần tổng. Ông ấy thường nghe Trần tổng khen cô Lisa giỏi giang nên đã nhờ tôi đến trao đổi với cô Lisa." Những lời này cũng không sai, công ty là của Trần Học Nghị trần học nghị quả thật rất đánh giá cao năng lực làm việc của lisa nếu không thì làm sao cô ta lại có thể câu được trần vĩnh khang còn mang thai khi còn trẻ như vậy chứ chỉ là sếp của công ty này đối ngoại là bạn học đại học của trần học nghị cũng là một người trẻ tuổi tài giỏi đã hợp tác với công ty nhà họ trần vài lần trần vĩnh khang rất đánh giá cao anh ta quả thật đã từng nhắc đến lisa vì vậy những lời anh ta nói với lisa đều là sự thật lisa vừa nói chuyện vừa tìm kiếm thông tin về công ty này trên mạng khi nhìn thấy sếp trẻ tuổi đẹp trai lại giàu có cô ta quả thật có chút động lòng tôi sẽ suy nghĩ thêm vậy tôi đợi hồi âm của cô lisa hai người đứng dậy đưa tay ra bắt tay nhau lúc này có một người bước vào quán cà phê thẩm vân hy mặc trang phục thường ngày đeo kính gọng vàng khí chất lười biếng rất thu hút ánh nhìn trần học nghị nhìn thấy cô ấy theo bản năng quay mặt đi studio của thẩm vân hy ở gần đây cô ấy thường xuyên đến đây nhưng anh ta chưa bao giờ gặp thẩm vân hy lần này sao lại xui xẻo như vậy đúng lúc đang làm việc nghiêm túc lại gặp cô ấy chứ mong là cô ấy đừng nhận ra mình còn hét to tên mình nếu bị lisa nhận ra kế hoạch của anh ta sẽ đổ bể mất lần đầu tiên trần học nghị mong thẩm vân hy không nhận ra mình như vậy thẩm vân hy sau khi gọi cà phê xong theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh quán ánh mắt rơi vào trần học nghị anh ta chỉ để lộ nửa bên mặt nhưng thẩm vân hy vẫn nhận ra anh ta Cô ấy bước đến, Trần, Trần Học Nghị giật mình, phản ứng nhanh hơn bao giờ hết, đứng bật dậy, lao về phía Thẩm Vân Hy, ôm chầm lấy cô ấy, vùi mặt vào ngực cô ấy. Thẩm Vân Hy, tôi cảnh cáo cô, không được gọi tên tôi. Giọng anh ta trầm trầm, nhưng tiếng tim đập của Thẩm Vân Hy lại lớn đến bất ngờ. Lisa nghe thấy tiếng động, theo bản năng liếc nhìn hai người đang ôm nhau, xin lỗi, hai người có thể tránh ra một chút được không, tôi muốn ra ngoài. Trần Học Nghị kéo Thẩm Vân Hy lùi lại vài bước, vẫn không ngẩng đầu lên thẩm vân hy giơ hai tay lên nuốt nước bọt nhìn trần học nghị đang ôm mình anh định ôm đến bao giờ cô ta đi chưa ai cơ bà bầu vừa nãy á đi rồi vừa dứt lời trần học nghị lập tức ngẩng đầu lên khỏi ngực cô ấy không nói hai lời định bỏ đi nhưng bị thẩm vân hy kéo tay lại làm gì anh có việc sao trần học nghị chớp mắt nhìn bàn tay đang nắm tay mình của cô ấy ánh mắt có chút khát máu Thẩm Vân Hy nhìn thấy ánh mắt của anh ta, vội vàng buông tay. Anh không giải thích gì sao? Trần Học Nghị cười khẽ, tôi và cô có quan hệ gì mà phải giải thích với cô chứ? Thẩm Vân Hy bị anh ta chặn họng, anh tìm tôi làm bia đỡ đạn, tôi còn không được hỏi han sao. Vừa rồi vì anh mà tôi suýt chút nữa bị phát hiện. Vậy anh đang trốn bà bầu kia làm gì? Thẩm Vân Hy tò mò hỏi. Thật sự muốn biết, Trần Học Nghị đột nhiên tiến lại gần, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Thẩm Vân Hy, khiến cô ấy vô cớ hồi hộp. Thẩm Vân Hy nhìn anh ta, lông mi khẽ run, vừa định mở miệng thì nghe thấy nhân viên phục vụ gọi cô ấy, Thẩm Tiểu Thư, cà phê của cô xong rồi. Cà phê của tôi xong rồi, tôi phải về studio rồi. Nói xong, cô ấy vội vàng rời khỏi đó. Trần Học Nghị nhìn bóng lưng cô ấy chạy trốn, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Ở một nơi khác, tôi hoàn toàn không biết Trần Học Nghị đã gặp Lisa và cái gọi là cốt truyện của tôi lại bắt đầu lệch hướng chuyện này không hoàn toàn là lỗi của chị cả. Tại sao chị cả lại bị sa thải? Thật không công bằng. Tôi phải đi tìm viện trưởng đòi lại công bằng. Tôi và Thẩm Mộc Mộc vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng kêu đau của Tần Hoa Thần. Cậu ta vừa xuống giường, vết thương đã đau, bị mẹ Thẩm vội vàng đỡ ngồi xuống lại. Biết điều một chút đi, chỉ là nghỉ ngơi hai ngày để tránh búa rìu dư luận thôi, không phải sa thải. Đúng là kẻ thích thể hiện, còn định đi đòi công bằng nữa, cẩn thận vết thương lại rách ra, Đau đến mức khóc lóc om sòm đấy, tôi không nhịn được mà cà khịa trong lòng. Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn tôi, "Thẩm Chu, sao lại nói chuyện như vậy?" Tôi nhìn bà ta với vẻ thờ ơ. Tần Hoa Thần bị tôi mắng đến mức tủi thân. Cho dù không phải sa thải, nhưng chị cả là bác sĩ, không cho chị ấy chữa bệnh cứu người, vậy chị ấy làm bác sĩ còn có ý nghĩa gì nữa? Rõ ràng không phải lỗi của chị ấy, không giống cậu, chẳng thương chị cả chút nào. Mẹ Thẩm thấy cậu ta tủi thân, vội vàng an ủi Thẩm Chu dù sao cũng không phải con ruột của mẹ, chắc chắn nó không thương chị cả bằng con đâu. Phải phải phải, Tần Hoa Thần là người thương chị cả nhất. Lúc khiến gia đình người ta tan cửa nát nhà, chắc cậu ta đau lòng lắm nhỉ? Tôi thầm lườm nguyết, thầm như dai bước vào, ánh mắt lướt qua Tần Hoa Thần đang nằm trên giường bệnh. Tôi không cần các người thương hại. Vừa lúc được nghỉ ngơi hai ngày, bạn tôi mới mở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mời tôi đến thư giãn, còn bảo tôi dẫn người nhà theo. Tần Hoa Thần cười toe toét vừa định lên tiếng thì bị thẩm như dai cắt ngang mộc mộc tiểu trần bị thương không tiện đi lại em đi cùng chị nhé thẩm như dai đột nhiên nói với tôi tôi nhất thời chưa phản ứng kịp ngơ ngác chỉ vào mình em ừ em đi cùng chị thẩm như dai nói với vẻ đương nhiên tôi lộ vẻ khó hiểu hoang mang sao mình không có ấn tượng gì về đoạn này nhỉ thẩm như dai bị ép nghỉ ngơi vài ngày nhưng trong khoảng thời gian này cô ấy đều bận rộn giúp bùi tiếu kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh phân tích tình hình bệnh của cậu ta. Sao tự dưng lại xuất hiện một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng? Thẩm Như Giai và Thẩm Mộc Mộc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Còn có cả cốt truyện mà Thẩm Chu không biết sao. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng là do một bạn học cấp 3 của chị mở, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mấy ngày nay dù sao em cũng rảnh rỗi, đi cùng chị thư giãn một chút. Thẩm Như Giai cũng có chút tin tưởng vào tính chân thực trong những lời tôi nói trong lòng. Những chuyện xảy ra hai ngày nay đều đã chứng minh điều đó. Nhân lúc có thời gian, cô ấy đưa tôi đi cùng, xem có thể nghe được thêm nội dung gì không. Ví dụ như gia đình họ rốt cuộc là như thế nào mà tan cửa nát nhà, lại bị tần hoa thần và nữ chính kia hại chớt thảm như thế nào. Tôi cảm thấy có một ánh mắt không thiện trí đang nhìn mình. Tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt oán hận của tần hoa thần, ánh mắt đó như muốn băm tôi ra trăm mảnh. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tần hoa thần mới là nam chính, chị phải gọi cậu ta đi cùng chứ, gọi tôi làm gì không thấy ánh mắt cậu ta như muốn giết tôi à thẩm như giai nhìn tần hoa thần tiểu trần em có ý kiến gì sao tần hoa thần thay đổi sắc mặt rất nhanh vừa rồi còn nhìn tôi với vẻ bất mãn bây giờ đã lộ ra vẻ đáng thương chị cả chị và anh đi đi em bị thương thật sự không tiện đi lại lúc nói chuyện cậu ta còn ho khan vài tiếng như thể đang nhắc nhở thẩm như giai rằng vết thương trên eo cậu ta là do cứu cô ấy mà bị thương tuy tôi không thích tần hoa thần lắm nhưng mối quan hệ giữa hai chị em họ có liên quan đến việc tôi có thể về nhà hay không. Chị cả, chị cứ cho cậu ta đi chơi cùng hai ngày đi. Chỉ cần không vận động mạnh thì chắc không sao đâu. Dù sao cũng là nam chính, đại nạn không chớt. Trong cốt truyện, cậu ta không biết đã bị hành hạ bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn bình an vô sự. Đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hai ngày, vun đắp tình cảm chị em với thẩm như dai, để thuận lợi cho những tình tiết tiếp theo mới là chuyện chính. Thẩm như dai cũng có phần đồng ý với những lời tôi nói lúc trước, người gây dối ra tay rất dứt khoát cô ấy đứng gần nên nhìn rõ lưỡi dao ít nhất cũng đã đâm vào cơ thể tần hoa thần một nửa nhưng mà vết thương của tần hoa thần lại tránh được tất cả những chỗ hiểm hơn nữa vết thương cũng không sâu quá một cm sau khi khâu lại sẽ lành rất nhanh đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được hiếm khi thấy tôi đứng về phía mình tần hoa thần nhìn thẩm như dai với ánh mắt mong đợi có được không chị cả nhanh đồng ý đi tôi rất muốn nhanh chóng đẩy nhanh cốt chuyện tôi rất muốn về nhà. Tôi sốt ruột đến chết, thay cô ấy đồng ý. Thẩm như dai vốn không muốn đồng ý, nhưng nhìn thấy tôi nháy mắt ra hiệu, chỉ thiếu nước hết to tiếng lòng ra, cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu, được, chị sẽ sắp xếp bác sĩ riêng đi cùng. Tần Hoa Thần cười rạng rỡ em biết chị cả là tốt nhất mà. Tiểu Trần, con bị thương, đi chơi phải cẩn thận đấy, biết chưa, mẹ thẩm lo lắng dặn dò. Con biết rồi mẹ, Tần Hoa Thần đắc ý đáp. Ngày hôm sau, đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, người bạn học cấp 3 mà Thẩm Như Giai nhắc đến đã ra đón ngay. Bạn học cũ, lâu lắm rồi không gặp, cậu bận quá, tôi muốn hẹn cậu ăn cơm cũng không được. Người đàn ông đó vừa đến đã nắm lấy tay Thẩm Như Giai, cười rất sảng khoái. Tôi nhìn người đàn ông chán hói, trông gần 40 tuổi này, rất nghi ngờ về việc ông ta là bạn học cấp 3 của Thẩm Như Giai. Tôi lặng lẽ kéo tay áo Thẩm Như Giai, nhỏ giọng hỏi, chị ơi, chị ơi. chắc chắn ông ta là bạn học cấp 3 của anh. chị ơi. chứ không phải thầy giáo cấp 3 của anh. chị nào. nghe vậy, thẩm như giai nhìn tôi, rồi nhìn bạn học cũ của mình, muốn cười nhưng cố nhịn. cậu ấy chỉ là trông già trước tuổi thôi. già trước tuổi cũng quá mức rồi đấy. tôi nhỏ giọng cà khịa. thẩm như giai xoa đầu tôi, thôi nào, đừng quan tâm chuyện đó nữa. chúng ta vào trong thôi. hai người đi vào nhà nghỉ, hoàn toàn quên mất tần hoa thần đang ngồi trên xe lăn điện phía sau. thẩm chu. Tôi thấy cậu cố tình muốn tôi đến đây, cố tình thân mật với chị cả trước mặt tôi. Tần Hoa Thần có gọi thế nào, hai người kia cũng đã vào nhà, căn bản không nghe thấy cậu ta nói gì. Bất lực, cậu ta đành tự mình điều khiển xe lăn đi vào. Cậu ta đến đây thật sự rất thừa thãi. Xin chào, quý khách vui lòng đăng ký thông tin để nhận phòng. Họ không cần đăng ký, đều là bạn của tôi, sắp xếp phòng tốt nhất cho họ. Vâng, thưa ông chủ. Hai phòng nhé, à không, ba phòng tôi đột nhiên nhớ ra còn có tần hoa thần quay đầu lại thấy cậu ta đã đi theo phía sau chỉ là vẻ mặt đầy bất mãn không thể ở chung phòng với tần hoa thần được nhân viên lễ tân ngượng ngùng xin lỗi quý khách phòng tốt nhất của chúng tôi chỉ còn lại hai phòng cuối cùng ông chủ chán hói cao mày giọng điệu có chút trách móc không phải tôi đã dặn cậu để dành ba phòng sao nhân viên lễ tân nhỏ giọng nói với ông chủ sáng nay có một vị tiểu thư nhà giàu đến ạ à. người nhà giàu ông chủ chán hói tự mình gây dựng sự nghiệp, không thể đắc tội được. Nhà họ thẩm tuy có chút uy tín ở Hải Thành, nhưng địa vị của nhà giàu kia còn cao hơn. Ông chủ chán hói nghe vậy, vừa mừng vừa lo. Mừng là khu nghỉ dưỡng của ông ta vừa mới khai trương đã có người nhà giàu đến, lo là phải giải thích thế nào với bạn học cũ. Thẩm như dai nhận ra ông ta có vẻ khác thường, chủ động hỏi, sao vậy? Suy nghĩ một lúc, ông chủ chán hói vẫn nói thật. Thẩm như dai cũng là người lớn lên trong giới thượng lưu, nên cô ấy hiểu rõ lợi hại của chuyện này sẽ không nói gì đâu nghe xong thẩm như dai khẽ nhíu mày vậy hai phòng còn lại cho tôi tôi ở phòng bình thường cũng được chị cả và tiểu trần phải ở phòng tốt nhất tôi chỉ là công cụ đến đây để giám sát các người thôi không cần quan tâm tôi đâu thẩm như dai khẽ cau mày nhân viên lễ tân vội vàng làm thủ tục nhận phòng cho họ đưa thẻ phòng lúc ngẩng đầu lên cô ta vừa vặn nhìn thấy vị tiểu thư nhà giàu kia đi xuống từ trên lầu liền theo bản năng chỉ cho ông chủ chán hói xem ông chủ chính là vị phó tiểu thư kia tôi lơ đãng liếc nhìn lập tức giật mình núp sau lưng thẩm như dai trời ạ à, phó cảnh như sao cậu ta lại ở đây thẩm như dai khẽ nhíu mày nhìn phó cảnh như tuy cô ấy chưa từng gặp cô ta nhưng đã nghe được không ít chiến tích huy hoàng của cậu cô ta từ giới thượng lưu cô ta còn trẻ như vậy mà đã khiến quy mô sản nghiệp của nhà họ phó ngày càng lớn mạnh gần như bao phủ nửa trung quốc nói về địa vị của nhà họ thẩm trong giới thượng lưu hải thành họ đứng đầu nhưng ở trước mặt giới thượng lưu đặc biệt là nhà họ phó thì chẳng đáng là gì hơn nữa trong tiếng lòng của tôi cũng nhắc đến phó cảnh như này đang nghĩ ngợi điện thoại của thẩm như dai vang lên cô ấy lấy điện thoại ra xem là tin nhắn trong nhóm chat thẩm mộc mộc điều tra ra rồi chiếc xe bỏ trốn trong tiệc sinh nhật của trần học nghị là một chiếc máy bách thường được dùng ở hải thành xe của phó vân hy nhà họ phó vậy là hôm tiệc sinh nhật đó phó cảnh như thật sự có đến nhưng sao tôi không gặp cậu ta tôi và chị cả chỉ gặp tên yêu dâu xanh nhà họ lục thôi chị cả thẩm như dai, nhị tỷ thẩm miều trúc thẩm mộc mộc có phải em cha nhầm rồi không không thể nào mạng lưới thông tin của em rất chính xác không thể sai được chính là xe của phó cảnh như thẩm như dai im lặng đọc lại tin nhắn họ gửi cuối cùng nhắn lại phó cảnh như hiện đang ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lúc này Phó Cảnh Như đã đi về phía này. Thẩm Như dai nhau mắt nhìn cô ta. Phó Cảnh Như mặc váy liền màu đỏ, đi giày cao gót màu đỏ, tà váy nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân của cậu ta, vô cùng tao nhã. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm kia, khi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, mang theo một sức hút chết người. Sức hút này đối với tôi mà nói quả thật rất chớt người. Phó Cảnh Như tàn nhẫn không kém gì Phó Vãn Thu, chỉ khác là Phó Vãn Thu có hào quang nữ chính thôi. Tần Hoa Thần ngồi trên xe lăn, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của phó cảnh như tim bỗng đập nhanh như có một chú nai con đang nhảy nhót trong lòng phó cảnh như chỉ nhìn lướt qua căn bản không chú ý đến tần hoa thần cô ta bị thu hút bởi tiếng lòng của tôi đang đứng sau thẩm như dai phó tổng chào cô thẩm như dai đứng chắn trước mặt tôi lễ phép đưa tay về phía phó cảnh như lúc này phó cảnh như mới nhìn thẩm như dai cô ta đã điều tra lý lịch của tất cả mọi người trong nhà họ thẩm đương nhiên cũng nhận ra người trước mặt Chào cô, bác sĩ thẩm, cô ta đưa tay ra bắt tay thẩm như giai Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng mỗi người đều cất giấu 800 cái tâm nhãn. Tôi thò đầu ra từ phía sau thẩm như dai, nhìn ba người trước mặt, trong lòng cảm thán. Phó cảnh như và thẩm như dai đã gặp nhau, phó cảnh như và tần hoa thần cũng đã gặp nhau. Vậy khi nào phó vãn thu mới gặp tần hoa thần? Cốt chuyện bây giờ đã phát triển đến cả tuyến tình cảm phụ, vậy mà cặp đôi chính còn chưa gặp mặt. Vừa nghĩ xong, tôi đã nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc trong tầm mắt. Mình hoa mắt rồi sao? Sao Phó Vãn Thu cũng đến đây? Phó Vãn Thu đến rồi. Phó Cảnh Như và Thẩm Như Giai có mặt ở đây đều đã biết Phó Vãn Thu là nữ chính, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Hôm nay may mắn thế sao? Họ phấn khích như gặp minh tinh, hoàn toàn quên mất trong cốt truyện tôi đã xem, họ đều chớt thảm vì Phó Vãn Thu. Phó Vãn Thu mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc dài buông xõa trên vai, trông rất ngoan ngoãn, dễ thương cô ta đi theo sau một nhóm đàn ông trung niên, vô cùng nổi bật. Phó cảnh như vừa nhìn đã thấy cô ta, nheo mắt lại, ánh mắt có chút giò xét. Đây là con gái riêng của anh cả sao, trước kia đã từng nghe nói anh cả có bồ nhí bên ngoài, bị chị dâu phát hiện, phái người âm thầm xử lý. Chị dâu làm việc rất quyết đoán, không bao giờ để lại hậu hoạn. Cô ta cứ tưởng mẹ con cô ta đã chết, không ngờ lại còn sống, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt anh ta. Nếu thẩm chu nói là thật, Vậy sau này Phó Vãn Thu sẽ trở về nhà họ Phó. Vất vả lắm cô ta mới leo lên được vị trí hiện tại, cũng sẽ bị Phó Vãn Thu cướp mất. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Cảnh Như nhìn Phó Vãn Thu trở nên sắc bén. Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra. Thẩm Như Giai nhìn Phó Vãn Thu, trông cô ta rất ngoan ngoãn, chẳng có chút nào giống nữ chính phản diện bệnh hoạn mà Thẩm Chu nói. Chẳng lẽ tin tức có sai sót? Trông cũng xinh đấy, nhưng xuất thân thì hoàn toàn không xứng với tiểu trần nhà chúng ta hai người làm sao có thể đến được với nhau chứ tiểu trần đúng là vì loại người này mà yêu đương mù quáng hủy hoại cả gia đình thật là vừa nhìn thấy phó vãn thu thẩm như dai đã có chút chán ghét phó vãn thu luôn cảm thấy có người đang nhìn mình nhìn đến mức cô ta khó chịu cô ta ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của mấy người đối diện ngoài tôi ra cô ta chỉ quen phó cảnh như phó vãn thu vội vàng cúi đầu đội mũ lên cố gắng che giấu khuôn mặt sao phó cảnh như lại ở đây để trả thù, cô ta đã điều tra kỹ tình hình hiện tại của nhà họ phó từ sớm, còn cài cắm tay mắt vào nhà họ phó. Nhưng cô ta chưa từng nghe nói phó cảnh như đến Hải Thành. Vậy chỉ có một khả năng, tay mắt cô ta cài cắm vào nhà họ phó, hoặc là đã chết, hoặc là đã phản bội. Phó Vãn Thu không chắc phó cảnh như có nhận ra mình hay không, chỉ có thể nép mình trong đám đông, cùng họ đi vào thang máy. Tôi len lén nhìn tần hoa thần, tần hoa thần chắc hẳn đã chú ý đến phó Vãn Thu rồi chứ. Dù sao, cô ta cũng có hào quang nữ chính khiến cậu ta bùng nổ lòng chắc ẩn mà không ngờ tần hoa thần căn bản không nhìn thấy phó vãn thu ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào mặt phó cảnh như ánh mắt tràn đầy tình yêu như muốn nhảy ra ngoài thấy vậy tôi không khỏi cạn lời anh ơi anh nhìn ai đấy cổ phiếu của anh là phó vãn thu chứ không phải phó cảnh như anh nhìn xe đắm như vậy làm gì phó cảnh như chỉ là người qua đường của anh thôi tôi theo bản năng đứng chắn trước mặt phó cảnh như Tần Hoa Thần nghiêng đầu, tiếp tục nhìn, như bị bỏ bùa mê thuốc lú, nhìn chằm chằm vào phó cảnh như. Này, anh còn nhìn nghiện rồi hả? Đã bảo không phải chính phủ của anh, không phải chính phủ của anh, anh còn nhìn. Tần Hoa Thần, anh đang nhìn gì vậy? Tôi cố gắng nhón chân, che khuất mặt phó cảnh như, rất bất mãn. Phó cảnh như nhìn tôi đang cố gắng cao lên, khóe miệng bất giác nhếch lên, cậu ta thật thú vị. Tần Hoa Thần đỏ mặt, kéo tay áo thẩm như dai, chị cả, chị có quen cô gái này không tôi nhìn sang câu mày nhìn thẩm như dai chị chắc không quen đâu nhỉ chị chưa gặp phó cảnh như bao giờ mà không đúng vừa rồi thẩm như dai còn gọi cậu ta là phó tổng thẩm như dai ho khan một tiếng không quen đi thôi về phòng để đồ đã lát nữa buổi trưa còn có việc khác phải làm nói xong cô ấy đẩy xe lăn của tần hoa thần đi trước tạm thời không thể để thẩm chu phát hiện ra nếu không sau này cậu ta không nói tiếng lòng nữa vậy thì khổ chính là họ tần hoa thần lưu luyến quay đầu nhìn lại cho đến khi đi vào góc khuất không nhìn thấy phó cảnh như nữa mới thôi tần hoa thần vừa đi tôi thở phào nhẹ nhõm sao cậu không cho anh ấy nhìn tôi phó cảnh như biết rõ còn cố hỏi chỉ muốn trêu chọc tôi thôi vẻ mặt tôi hơi mất tự nhiên không có gì phó tiểu thư tôi còn phải đi dọn đồ tạm biệt tôi vội vàng bỏ chạy nhưng bị phó cảnh như nắm lấy cổ tay vừa lúc tôi cũng phải lên lầu đi cùng nhau nhé không phải cậu vừa mới xuống sao? Tôi khó hiểu. Phó cảnh như thản nhiên kéo tôi đi thang máy. À, tôi đột nhiên nhớ ra mình quên mang điện thoại. Tôi liếc nhìn cậu ta một cách kỳ lạ, lại quên mang điện thoại. Người này bị bệnh hay quên sao? Quả nhiên, nữ bá tổng trong chuyện toàn bị bệnh này bệnh kia. Chẳng lẽ cô ta còn bị bệnh dạ dày nữa? Có lẽ vì đứng gần nên phó cảnh như nghe tiếng lòng của tôi rất rõ ràng. Nói cũng kỳ lạ, cô ta thật sự bị bệnh dạ dày. Nhưng đó là do hồi nhỏ thường xuyên bữa đói bữa no, nên mới bị bệnh mãn tính cũng không thể chữa khỏi, thỉnh thoảng sẽ đau âm ỉ. Phòng của Phó Cảnh Như ở tầng 3, phòng của tôi ở tầng 2, tôi xuống trước, quẹt thẻ vào phòng. Tôi dọn dẹp hành lý xong, liền nằm vật ra giường. Ban đầu tôi định để Thẩm Như Giai và Tần Hoa Thần phát triển tình cảm chị em, nhưng Phó Vãn Thu đã đến, xem ra phải ưu tiên tuyến tình cảm của Phó Vãn Thu và Tần Hoa Thần trước. Dù sao thì đây cũng là cặp đôi chính tất cả các tình tiết sau này đều xoay quanh hai người họ. Tôi đang suy nghĩ xem làm cách nào để hai người họ gặp nhau thì tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đứng dậy đi mở cửa, người đứng trước cửa là thẩm như dai. Phía sau khách sạn có hồ bơi, đi bơi không? Lại là nước, dạo này tôi uống nước, tắm rửa, ngâm nước nhiều quá rồi đấy. Mới hôm trước vớt phó vãn thu từ dưới nước lên mà. Phải rồi, tôi đều dùng tên tần hoa thần để giao tiếp với phó vãn thu. Lát nữa tôi sẽ cố tình tiết lộ cho Phó Vãn Thu biết Tần Hoa Thần tên là Tần Hoa Thần, còn lại để cậu ta tự chủ động tấn công. Dù sao trong cốt truyện gốc, Phó Vãn Thu cũng chủ động tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ với Tần Hoa Thần, rồi lợi dụng cậu ta. Nghĩ thông suốt rồi, lông mày tôi đang nhíu chặt cũng giãn ra. Chị đợi em một lát, em đi lấy đồ bơi. Thẩm Như Giai nhìn tôi chạy vào trong, ánh mắt nheo lại, lộ vẻ nghiêm trọng. Cậu ta muốn mai mối Phó Vãn Thu và Tần Hoa Thần. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Lúc hai người đến hồ bơi, Tần Hoa Thần cũng ở đó. Nhưng cậu ta chỉ có thể ngồi bên bờ nhìn họ chơi đùa, bản thân lại không thể xuống nước. Kỹ năng bơi lội của tôi chỉ ở mức trung bình. Hôm đó cứu phó vãn thu, tôi ở gần bờ, trong phạm vi khả năng của mình. Nhưng nếu bảo tôi bơi thật thì hơi khó khăn. Tôi đeo phao bơi, nổi lênh bình trên mặt nước, chậm rãi di chuyển, đảo mắt nhìn xung quanh, muốn xem phó vãn thu có ở đây không phó cảnh như bước vào từ cửa cô ta bộ đồ bơi màu xanh đậm viền gen tôn lên vóc dáng cân đối dáng người đẹp như vậy đôi chân dài miên man như vậy muốn tôi không nhìn thấy cũng khó tôi nuốt nước bọt ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn khắc sâu hình ảnh phó cảnh như vào trong tâm trí tôi thật may mắn lại được chiêm ngưỡng đôi chân dài của phó cảnh như vóc dáng cân đối như vậy rốt cuộc cô ta chăm sóc cơ thể như thế nào vậy muốn sơ thử xem cảm giác thế nào chắc chắn rất tuyệt he he nếu được cậu cô ta, chắc chắn hạnh phúc ngập tràn. Tôi lại một lần nữa cảm thán, tần hoa thần thật sự không hiểu được niềm vui của hù nữ. Phó cảnh như nghe thấy tiếng động, khóe miệng giật giật, bước chân dừng lại, ánh mắt nhanh chóng rơi vào tôi đang nằm bò trên thành bể. Cô ta bước về phía tôi. Thấy cô ta đến gần, tôi trợn tròn mắt, định bỏ chạy thì bị cậu ta nắm chặt. Phó cảnh như ngồi xổm xuống, nhìn tôi từ trên cao, thẩm thiếu ra, cậu không biết bơi sao. Còn đeo phao nữa, nếu không biết bơi, tôi có thể dạy cậu phó tiểu thư không cần cô dạy đâu tôi cũng biết bơi tôi cũng có thể dạy em trai tôi thẩm như dai không biết xuất hiện từ lúc nào một tay kéo phao của tôi kéo tôi ra xa phó cảnh như phó cảnh như không nói gì trực tiếp xuống nước bơi đến trước mặt hai chị em hay là chúng ta thi đấu một chút tôi ngơ ngác thi đấu gì tôi còn chưa kịp phản ứng họ muốn thi đấu gì thẩm như dai đã đồng ý hồ bơi này không phải là hồ bơi chuyên nghiệp chỉ dành cho khách du lịch đến đây vui chơi, không có làn bơi. Hai người đứng sát hai bên thành bể, đồng thời giơ tay phải lên. Sau khi đếm ngược 3 giây, họ cùng thả tay xuống, gần như đồng thời ngụp đầu xuống nước, bơi về phía đích. Tốc độ rất nhanh. Wow, tôi kinh ngạc, không ngờ lại được chứng kiến thẩm như dai và phó cảnh như thi bơi. Tôi đứng xa, không nhìn rõ ai đang dẫn trước, liền giơ hai tay lên, làm ống nhòm. Không lâu sau, tôi thấy phó cảnh như về đích trước, ngoi lên khỏi mặt nước. Tiếp theo là thẩm như dai, nữ phụ vẫn là nữ phụ, bơi cũng nhanh thật. Tiểu phó, biết bơi à, phía sau vang lên tiếng nói. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy phó vãn thu. Cô ta không mặc đồ bơi, vẫn mặc bộ đồ thể thao đó. Mấy người đàn ông trung niên trước mặt cô ta mặc quần bơi, thân hình vạm vỡ, nhìn như có thể đấm chết tôi bằng một cú đấm. Tôi không biết bơi. Vậy cậu đợi ở trên bờ nhé. Mắt tôi sáng lên, đây là cơ hội tốt để phó vãn thu và tần hoa thần gặp nhau phó vãn thu nghe vậy ánh mắt liền rơi vào tôi tôi đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình căn bản không chú ý đến ánh mắt của phó vãn thu tần hoa thần đang lướt điện thoại một cách chán nản bỗng nhiên có bóng người che khuất tầm mắt cậu ta ngẩng đầu lên nhìn là thẩm chu cậu ta bực bội nói cậu không đi bơi đến tìm tôi làm gì tôi cười thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu ta thấy cậu chán nên tôi đến chơi với cậu không cần cậu giả vờ tốt bụng đừng tưởng tôi không biết mục đích của cậu Cậu chỉ muốn bám lấy nhà chúng tôi để hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý mà nhà họ thẩm mang lại thôi. Tôi sẽ không để cậu tọa nguyện đâu. Tần Hoa Thần nhìn tôi với vẻ thù địch. Tôi là loại người đó sao? Cậu không phải sao? Tần Hoa Thần hỏi ngược lại. Trước đây, khi tôi làm việc ở nhà họ thẩm, cậu luôn bắt bẻ, tìm mọi cách bắt nạt tôi. Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Đừng tưởng các chị đều bênh vực cậu là cậu sẽ bình an vô sự. Nhà này chỉ có bố mẹ mới có quyền quyết định cậu ta đã nhiều lần ám chỉ với bố mẹ thẩm rằng con trai ruột của họ bị kẻ mạo danh là thiếu gia bắt nạt sao cũng phải đòi lại công bằng nhưng thẩm như giai và mấy chị em khác lại âm thầm bảo vệ tôi nên bố mẹ thẩm mới không ra tay với tôi nhưng vì thể diện của nhà họ thẩm họ không trực tiếp đuổi tôi đi nhưng việc tôi rời khỏi nhà họ thẩm là chuyện sớm muộn tần hoa thần tin rằng ngày đó sẽ đến đương nhiên tôi biết cậu ta muốn đối phó với mình dù sao những chuyện tôi đã làm với cậu ta trước đây tuy không đến nỗi quá ác độc nhưng cũng đủ khiến tần hoa thần ghét tôi hận tôi nhưng không còn cách nào khác ai bảo cậu ta là nam chính còn tôi là pháo hôi là nhân vật phụ chứ ánh mắt tôi rơi vào phó vãn thu cô ta đang đi về phía này tôi lập tức đứng dậy đi đến sau lưng tần hoa thần đặt hai tay lên xe lăn của cậu ta xin lỗi tôi bất đắc dĩ mới làm vậy tần hoa thần còn chưa kịp hiểu tôi nói gì đã cảm thấy một lực mạnh từ phía sau đẩy xe lăn của cậu ta bay ra ngoài cứu mạng tần hoa thần hét lên Phó Vãn Thu nghe thấy tiếng động, nhìn qua, cau mày, theo bản năng muốn tránh đi. Tôi nhìn thấy Phó Vãn Thu định tránh đi, liền sốt ruột dậm chân, "Phó Vãn Thu, cô tránh gì chứ? Mau cứu anh ta đi, anh ta là official couple của cô đấy." "Official couple là gì?" Tuy nhất thời không hiểu ý tôi, cô ta, ta vẫn làm theo ý tôi, cứu Tần Hoa Thần. Cô ta đưa tay kéo xe lăn lại, tránh cho Tần Hoa Thần rơi xuống nước. Tần Hoa Thần hoảng sợ hồi lâu mới lấy lại tinh thần nhìn phó vãn thu cảm ơn cậu phó vãn thu thuận tay đẩy cậu ta ra xa hồ bơi không có gì nói xong cậu ta định rời đi nhưng nghe thấy giọng nói của tần hoa thần vang lên phía sau khoan đã tôi tên là tần hoa thần còn cậu tên gì tần hoa thần phó vãn thu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tần hoa thần rồi lại nhìn tôi đang trốn trong bóng tối cậu tên là tần hoa thần tần hoa thần gật đầu đúng vậy tôi tên là tần hoa thần nhưng chẳng mấy chốc tôi sẽ đổi tên thành thẩm hoa thần cậu ta nói với vẻ vui mừng phó vãn thu không quan tâm cậu ta tên là tần hoa thần hay thẩm hoa thần thảo nào mình thấy tiếng lòng của người đàn ông kia kỳ lạ cứ tự xưng anh hóa ra cậu ta không phải tần hoa thần người trước mặt này mới đúng nhưng tại sao cậu ta lại mạo danh tần hoa thần để cứu mình nói chuyện gì đi chứ sao mình không nghe thấy gì hết vậy phó vãn thu phó vãn thu cô đừng lạnh lùng như vậy chứ tần hoa thần là ân nhân cứu mạng của cô cô đối xử với cậu ta nhiệt tình một chút đi sau này cô còn phải trải qua mối tình ngược luyến tàn tâm với cậu ta nữa đấy. Tôi trốn một bên quan sát, càng xem càng sốt ruột, hạn không thể chạy đến gõ đầu hai người họ, bắt họ hôn nhau ngay tại chỗ. Bầu không khí này, căn bản không có chút tia lửa nào. Thẩm chu, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của phó cảnh như. Tôi giật mình thon thót, suýt chút nữa ngã về phía trước. Phó cảnh như đưa tay đỡ lấy tôi, tôi nói này thẩm thiếu ra, cậu xuất hiện như ma vậy, dọa chết tôi rồi tôi còn chưa nói cậu lén lút trốn ở đây nhìn trộm người khác đấy phó cảnh như cảm nhận được cơ bụng tám múi của tôi rất săn chắc tôi chỉ quan tâm đến diễn biến của nam nữ chính nào để ý đến tay cậu ta đang đặt ở đâu ơ ờ, thẩm như dai đến làm gì vậy cô ấy đẩy tần hoa thần đi là ý gì thẩm như dai không biết xuất hiện từ lúc nào vừa đến đã đẩy tần hoa thần đi trực tiếp chia cắt tần hoa thần và phó vãn thù không phải chứ khó khăn lắm tôi mới sắp xếp cho hai người họ gặp nhau chị cả chị làm vậy là sao? tôi vừa định đuổi theo, phó vãn thu đã đi về phía này. phó cảnh như tạm thời không muốn đối mặt với cô ta, liền ôm eo tôi, nhấc bổng tôi lên, đi vào trong nhà. lưng tôi áp sát vào ngực phó cảnh như, cả người cứng đờ, hoàn toàn quên mất phản kháng. trời ạ, à, cậu ta ôm tôi làm gì? hoa, wow, cảm giác này ấm áp quá. tiếng lòng của cậu ta hơi ồn ào, nhưng mình lại thích. phó cảnh như liếc nhìn vị trí hai người đang tiếp xúc trên đường đi vào phòng thay đồ hai bên hành lang đều có gương lúc đi ngang qua tôi nhìn thêm vài lần oa wow, tư thế này thật mờ ám tôi muốn ship bản thân với phó cảnh như luôn rồi phó cảnh như chỉ có thể làm hại cậu thôi đến cửa phòng thay đồ phó cảnh như cuối cùng cũng chịu buông tôi ra nhưng tôi lại có chút luyến tiếc phó tiểu thư tôi và cô không thân thiết lắm đâu cô thân mật với tôi như vậy người cô thích sẽ không ghen sao tôi không hiểu mạch não của cậu ta bỏ tần hoa thần ngon lành không thèm thả thính, lại chạy đến thả thính tôi. Phó cảnh như nhìn tôi, tôi không có người thích. Vừa rồi tôi chỉ không muốn bơi nữa, muốn về thay đồ thôi. Vậy cô không cần ôm tôi suốt quãng đường về đâu, tôi càng khó hiểu. Phó cảnh như ấp úng, cậu ta không thể nói thật được. Bởi vì tôi cảm thấy cậu cũng không muốn bơi, nên tiện thể đưa cậu về luôn. Xuất hiện rồi, câu tôi không cần cậu cảm thấy, tôi cần tôi cảm thấy kinh điển của nữ bá tổng. Tôi vô cùng phấn khích. Phó Cảnh Như cạn lời, xoay người đi vào phòng thay đồ nữ. Tôi cũng vội vàng đi vào phòng thay đồ nam. Thay đồ xong, Phó Cảnh Như đã đợi ở cửa. "Đi thôi." Thấy tôi đi ra, cậu ta cất điện thoại, đi ra ngoài. "Tôi đi theo phía sau, cô cố tình đợi tôi sao? Đến giờ ăn trưa rồi, tôi chỉ muốn tìm người ăn trưa cùng thôi. Gần đây có quán ăn ngon, muốn đi thử không?" Cô mời, "Nếu không thì cậu mời." Phó Cảnh Như nhướng mày hỏi tôi. "Vậy thì cảm ơn Phó tổng." tuy không biết tại sao phó cảnh như lại thích đi theo tôi như vậy nhưng hiện tại xem ra cậu ta vẫn là một người bình thường chắc sẽ không làm chuyện gì biến thái thêm bạn thêm đường lui có thể tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ về nhà của tôi sẽ cao hơn thẩm như dai sau khi đưa tần hoa thần về phòng không thấy tôi đâu liền nhắn tin cho tôi cậu đang ở đâu tôi đang ngồi bên hồ câu cá chờ phó cảnh như câu cá nghe thấy tiếng điện thoại lập tức mở ra xem đang chuẩn bị nguyên liệu để ăn trưa nhưng tôi cảm thấy với tiến độ này đến khi mặt trời lặn chưa chắc tôi đã được ăn bữa trưa miễn phí này thẩm như giai trả lời tin nhắn ngay lập tức địa chỉ tôi gửi định vị cho cô ấy không lâu sau thẩm như giai và tần hoa thần đã đến sao họ lại đến đây cậu gọi à phó cảnh như đội mũ che nắng liếc mắt một cái đã thấy thẩm như giai và tần hoa thần tôi cười nịnh nọt mời một người hay mời ba người ăn cơm cũng như nhau thôi đúng không phó tổng phó cảnh như liếc nhìn tôi Tiền cơm của họ tự trả, còn cậu, tôi có thể mời. Phó Tổng còn biết câu cá nữa, thẩm như dai sau khi khóa xe lăn của Tần Hoa Thần, liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh Phó Cảnh Như. Tần Hoa Thần vừa đến, ánh mắt đã dán chặt vào Phó Cảnh Như, không hề né tránh. Câu cá thôi mà, bác sĩ thẩm cũng có hứng thú sao. Không biết câu lắm, tôi xem Phó Tổng câu là được rồi. Vừa dứt lời, cần câu của Phó Cảnh Như đã động đậy. Thẩm thiếu ra, ca cắn câu rồi tôi vội vàng cầm xô nước bên cạnh đặt trước mặt cô ta một con cá to béo rơi vào xô phó tổng giỏi quá tôi giơ ngón tay cái lên phó cảnh như rất đắc ý chuyện nhỏ thôi đi thôi chuẩn bị nguyên liệu cho món tiếp theo chuẩn bị nguyên liệu gì tôi xách xô nước đi theo hoàn toàn quên mất thẩm như dai và tần hoa thần còn đang ở đó